Nghiêm Hồi Ý nói, nào có khoa trương như vậy, ta thích vô cùng Vương Hy Chi thư pháp, đừng nói đến thần vận, có thể có ba phần tương tự, ta đều thỏa mãn. Hắn cái này thật đúng là không phải khiêm tốn, liền cái kia chữ, đừng nói ba phần, ngay cả một phần đều tương tự đều không có. Nghiêm Hồi Ý tương đối coi trọng Hà Thủ Nhân ý kiến, mỉm cười nói, Hà lão sư lời bình một chút, chúng ta luận bàn một chút. Hứa Thuần Lương chỉ có cảm thán hắn là người không biết không sợ, chính ngươi cái gì trình độ không có điểm bước đếm sao. Còn luận bàn, người phải nói học tập, thỉnh giáo. Nếu như nói Hà Thủ Nhân thư pháp trình độ tương đương với phía ngoài Nguy Sơn Hồ, Nghiêm Hồi Ý tối đa cũng chính là cổng vũng nước nhỏ tử, vẫn là ngậm bùn lượng siêu cao cái chủng loại kia. Hà Thủ Nhân bản thân liền là lớn ở lối viết thảo, bởi vì Nghiêm Hồi Ý là khách nhân hắn cũng không tiện nói gì, lạnh nhạt cười nói, không tệ. Hà Thủ Nhân bất thiện xã giao, bình thường nói chuyện cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hôm nay chủ yếu là xem ở Hứa Thuần Lương trên mặt mới qua loa vài câu. Không tệ ý tứ tùy ngươi lý giải, có thể hiểu thành viết không tệ, cũng có thể hiểu thành chữ bản thân không có viết sai. Nghiêm Hồi Ý vốn cho rằng Hà Thủ Nhân sẽ tán dương một phen, lại nghĩ không ra hắn phản ứng như thế bình thản, hiển nhiên là đối tác phẩm của mình cũng không đồng ý, trong lòng có chút khó chịu, hắn dù sao cũng là thị sách hiệp quản sự. Kim Vĩnh Hạo thầm than, từ xưa đến nay văn nhân tương khinh, quả nhiên là đạo lý này, nhất định là Hà Thủ Nhân ghen ghét, phản chính tự mình cảm thấy lão Nghiêm bức chữ này viết không tệ. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ta nhớ được ngươi chữ viết đến cũng không tệ. Hứa Thuần Lương nói, ta cái nào biết viết chữ A. Nghiêm Hồi Ý nói, không cần khiêm tốn A, hiện đang đổ mưa, dù sao cũng đi không được, ngươi cũng viết mấy bút, chúng ta luận bàn một chút. Hắn cũng không biết Hứa Thuần Lương cũng hiểu được thư pháp. Kim Vĩnh Hạo cũng đi theo khuyên, Hứa Thuần Lương chỉ hoãn bất quá, đành phải nâng bút mở viết, chợt bụng đau nhức không thể có thể, không biết là lạnh nóng bố trí, muốn phục đại hoàng canh, lạnh nóng đều hữu ích. Như thế nào là kế không phải lâm sàng. Vừa mới bắt đầu ba chữ, viết vẫn còn tương đối khuyên nhủ, chữ cùng chữ ở giữa lẫn nhau không kết nối. Chưa từng chữ bắt đầu, liền mỗi đi một bút đến cùng, trên dưới làm nổi bật. Triền miên tương liên, càng viết càng nhanh, càng viết càng cuồng, càng viết càng kỳ, ý tưởng xuất hiện nhiều lần, điên vị mười phần, tướng lối viết thảo tình cảnh biểu hiện phát phung tới cực hạn. Coi thư pháp để cho người ta cảm nhận được tung hoành hào phóng tình hoài, tùy tiện bá đạo phát tiết, khí khái như thái sơn áp đỉnh, trong câu chữ tràn đầy biến ảo khó lường trạng thái. Một bức múa bút thành văn cuồng thảo hoành không xuất thế, xem người không không kinh tâm động phách. Nghiêm Hồi Ý cứng họng, hắn vốn là cả lâm. Hiện tại là triệt để không nói nổi một lời nào, Hứa Thuần Lương thư pháp vậy mà như thế lợi hại, hắn viết phải là chương húc bụng đau nhức thiếp có thể được xưng là lối viết thảo bên trong cực phẩm. Vừa mới tích chữ như vàng Hà Thủ Nhân kích động đến hai mắt phát quang, khen, chữ tốt, tốt thiếp. Mặc Hàm cố ý hỏi, tốt chỗ nào? Kỳ thật cho dù là Kim Vĩnh Hạo cái này thư pháp người ngoài ngành cũng có thể cảm giác được bức chữ này viết rất khá, khí thế bên trên không biết thắng được Nghiêm Hồi Ý nhiều ít. Hắn vốn cho rằng lối viết thảo càng liền càng tốt, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không phải là chữ chữ tương liên. Hà Thủ Nhân nói, lối viết thảo trọng yếu nhất là, trên dưới bút ý quán xuyến, cái gọi là hình tán ý liên, đầu đuôi hô ứng nhìn nhau, huyết mạch tương thông, Hứa chủ nhiệm bút mực bay múa, rồng cất cao báo biến, một mạch mà thành. Các vị nhìn kỹ, tại vận dụng ngòi bút quá trình bên trong, mỗi một chữ sừng sững bộ vị, đều tựa hồ hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng lại diệu tại có thể hiểm bên trong chụp ổn. Làm hình chữ không có nghiêng lệch ngã hoặc chi ngại, mà có linh lung bay động chi tư, diệu quá thay. Diệu quá thay. Vừa mới Nghiêm Hồi Ý thư pháp hắn cho hai chữ đánh giá, hiện tại đối mặt Hứa Thuần Lương thư pháp nói nhiều như vậy, trong lòng hắn cao thấp lập kiến. Nghiêm Hồi Ý mặc dù cảm thấy trên mặt mũi không qua được, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương viết là tốt, nghe Hà Thủ Nhân lần này giảng giải, hắn có thể nói lấy được chỗ ích không nhỏ. Hà Thủ Nhân lúc này hướng Hứa Thuần Lương cầu bức chữ này, Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kim Vĩnh Hạo cũng phi thường biết làm người, tranh thủ thời gian theo bầu họa hồ lô hướng Nghiêm Hồi Ý cầu chữ, hắn là không muốn vị lãnh đạo này quá khó nhìn. Nghiêm Hồi Ý hối hận không thôi, mình liền không nên ngứa nghề khoe khoang, lần này làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này mưa bên ngoài ngừng, Nghiêm Hồi Ý tranh thủ thời gian cáo từ, nội tâm xấu hổ đến từng phút từng giây đều không muốn lưu lại. Hà Thủ Nhân cũng không có giữ lại, chuẩn bị lên đường thời điểm đưa cho Hứa Thuần Lương một chiếc nghiên mực, cái này nghiên mực là hắn tự tay chế tác, xem như một cái lễ vật nho nhỏ, đối Hứa Thuần Lương hắn ôm cảm ơn chi tâm,
hôm nay lại kiến thức đến Hứa Thuần Lương thư pháp, càng phát ra thưởng thức người trẻ tuổi này. Sau cơn mưa đường núi trơn ướt vũng bùn, Nghiêm Hồi Ý bởi vì múa rìu qua mắt thợ sự tình khiến cho có chút không yên lòng, trên đường vô ý liên tiếp ngã hai dao, làm cho đầy người đỏ bùn, chật vật không chịu nổi. Mấy người tới dưới núi, Trương Hải Đào đã sớm đi vào địa điểm ước định chờ. Hứa Thuần Lương vốn định tiện đường đưa Mặc Hàm một chuyến, Mặc Hàm biểu thị không cần, nơi này khoảng cách phả bến tàu không bao xa, nàng nghĩ bước đi tới, thuận tiện vỗ vỗ nơi đó phong thổ. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy nàng sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây du lịch, khiến người khác lên xe trước, hướng Mặc Hàm nói, đã tới, ta làm sao đều muốn tận tình địa chủ hữu nghị, không vội đi được lời nói, ta muốn vì ngươi tiếp cái gió. Mặc Hàm lạnh nhạt cười nói, tâm lĩnh, ta hôm nay liền phải trở về. Nhanh như vậy à? Mặc Hàm nhẹ gật đầu, biểu thị mình có việc gấp về đi xử lý, về sau bọn hắn khẳng định còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hứa Thuần Lương đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nếu như hôm nay không phải bồi thiếp Nghiêm Hồi Ý leo núi, hẳn là sẽ không gặp được Mặc Hàm, xem ra cùng mình gặp mặt cũng không tại kế hoạch của nàng bên trong. Hứa Thuần Lương lên xe, Trương Hải Đào nhiều hỏi một câu, Hứa Việt, ngài bạn gái à? Hứa Thuần Lương cười nói, đừng nói mò, mới quen. Thật xinh đẹp, cùng ngài rất xứng. Hứa Thuần Lương quay người hướng Nghiêm Hồi Ý nói, Nghiêm Việt, tài xế này nói hơi nhiều. Nghiêm Hồi Ý nở nụ cười, ta lại cảm thấy hắn nói không sai. Trong lòng có chút buồn bực, Hứa Thuần Lương đến tột cùng là dùng phương pháp gì thu phục Trương Hải Đào, người này hiện tại đã biến thành Hứa Thuần Lương mã tử. Kim Vĩnh Hạo nói, ta thật sự cho rằng nàng là tới tìm ngươi, Nguy Sơn Đảo cũng không có xinh đẹp như vậy cô nương. Trương Hải Đào không đồng ý lối nói của hắn, Kim Việt, chúng ta Mai Trấn trưởng chính là đại mỹ nữ. Nhắc lên Mai Như Tuyết, Kim Vĩnh Hạo cũng biểu thị tán đồng, giống như Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ cũng không tệ. Tiểu tử này vẫn là rất có nữ nhân duyên, ngay cả Đường Minh Mị vị này thâm niên mỹ nữ đều đối với hắn có phần coi trọng, bất quá hai người dù sao tuổi tác chênh lệch quá lớn, sau để chứng minh là từ Đại Khánh thông tin đồn nhảm sinh sự, ác ý bôi đen bọn hắn. Bọn hắn vừa tới đến cửa bệnh viện, Kim Vĩnh Hạo liền nhận được Hồ Sơn trấn chính phủ điện thoại, thông chi bọn hắn Đại Hằng tập đoàn khảo sát đoàn chuẩn bị sau một tiếng đến bệnh viện tham quan, huyện lãnh đạo cùng Khổng Bí Thư sẽ đích thân cùng đi, hy vọng bệnh viện lãnh đạo chủ yếu tiếp đãi một chút. Chuyện này có chút đột nhiên, Hồ Sơn trấn phương diện là thông chi không phải thương lượng, Kim Vĩnh Hạo cúp điện thoại đem chuyện này nói cho những người khác. Hứa Thuần Lương nghe cũng có chút khó chịu, liền xem như khảo sát. Tối thiểu cũng tôn trọng một chút địa chủ, sớm thông báo một tiếng không được. Cái này đều 3 giờ chiều, các ngươi nói đến là đến a. Đoán chừng tham quan bọn hắn bệnh viện cũng không tại kế hoạch lúc đầu bên trong, khẳng định là Đại Hằng tập đoàn phương diện đưa ra, Hồ Sơn trấn phương diện cũng không tiện cự tuyệt, người tốt đều để bọn hắn làm, nhưng bọn hắn có hay không nghĩ tới bệnh viện bên này cảm thụ. Hứa Thuần Lương minh xác biểu thị hắn sẽ không tham dự tiếp đãi, điện thoại là Kim Vĩnh Hạo tiếp được. Đương lại chính là Kim Vĩnh Hạo phụ trách. Nghiêm Hồi Ý nói mình ngã hai dao đến bây giờ thân thể còn đau đâu, hắn càng không muốn ôm sự tình, liền nghĩ hỗn mấy ngày vỗ mông rời đi, căn bản không tâm tình đi ứng phó đám người này. Kim Vĩnh Hạo không thể làm gì, cái này một già một trẻ hắn đều không thể trêu vào, chỉ có thể trở về chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, người ta tới cũng không phải thị sát bọn hắn bệnh viện, chủ yếu là ghi nhớ bệnh viện mặt đất. Hứa Thuần Lương trở lại văn phòng giữ cửa khóa trái, bắt đầu tra Đại Hằng tập đoàn tư liệu, bình thường Đại Hằng tập đoàn đến Nguy Sơn huyện khảo sát đều là bản xứ lớn tin tức, trên mạng rất dễ dàng lục soát tương quan tin tức hình ảnh, xã hội hiện nay làm công tác tình báo quá dễ dàng, tin tức xã hội căn bản cũng không có chân chính bí mật có thể nói. Hứa Thuần Lương tìm được mấy thì Đại Hằng tập đoàn đến Nguy Sơn đảo khảo sát tin tức, lần này khảo sát Đại Hằng tập đoàn Giang Bắc sự nghiệp bộ người phụ trách Trương Hằng Dương lại tới. Bất quá là Đại Hằng tập đoàn Phó Tổng Chu Nghiễm Đạt tự mình dẫn đội, huyện lãnh đạo tự mình bồi cùng cấp bậc so với lần trước cao hơn, từ lần này tiếp đãi quy cách không khó coi ra huyện lãnh đạo đối Đại Hằng tập đoàn coi trọng. Hứa Thuần Lương từ hình ảnh tìm được mấy khuôn mặt quen thuộc, có Khổng Tường Sinh, Trương Hằng Dương, Mai Như Tuyết, hắn mục tiêu chân chính là Mặc Hàm. Luôn cảm thấy lần này Mặc Hàm đến cùng Đại Hằng tập đoàn có quan hệ, nhưng là từ lục soát tin tức hình ảnh bên trong cũng không nhìn thấy Mặc Hàm cái bóng. Hứa Thuần Lương lại tìm tòi một chút Loan Ngọc Xuyên cùng Đại Hằng hai cái tử mấu chốt. Lần này ra không ít tin tức. Tài chính đại ngạc Loan Ngọc Xuyên đánh lén Đại Hằng. Loan Ngọc Xuyên nghịch thế mà đi, cố ý tiến quân thương nghiệp địa sản.
Đại Hằng ba quý thu nhập tăng trưởng không kịp mong muốn. Hứa Thuần Lương đối kinh tế không có hứng thú, đối Loan Ngọc Xuyên nhận biết chính là cái siêu cấp phú hào, từ những tin tức này đến xem, Đại Hằng cùng hắn hẳn là đối lập quan hệ. Mặc Hàm đến đoán chừng cùng mình thật không có chút quan hệ nào, nàng là hướng về phía Đại Hằng tập đoàn tới, biết người biết ta bách chiến bách thắng, cô nàng này là tới trước giải địch tình thám tử A. Hứa Thuần Lương đứng dậy hướng dưới lầu nhìn lại, nhìn thấy một cỗ Toyota Toyota Coaster tiến vào bọn hắn bệnh viện, Kim Vĩnh Hạo mang theo mấy tên cán bộ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại di động ra nhắm ngay phía dưới chụp mấy bức, ở giữa cái kia lại bạch lại mập hẳn là huyện lãnh đạo, Hồ Sơn Trấn bí thư Khổng Tường Sinh hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, cùng Lý huyện trưởng đi cùng một chỗ to con nên là Đại Hằng tập đoàn phó tổng Chu Nghiễm Đạt. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Mai Như Tuyết sẽ cùng một chỗ tới, thế nhưng là nhìn thấy trên xe tất cả mọi người xuống tới cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Dạng này trường hợp trưởng trấn không ra mặt cùng đi giống như có chút không thể nào nói nổi, đoán chừng là có cái khác chuyện quan trọng làm trễ nải. Chụp ảnh thời điểm tin tức âm không ngừng vang lên, lại là Mặc Hàm đem trên núi giúp hắn đập ảnh chụp phát tới. Hứa Thuần Lương có qua có lại, cũng đem mình vừa đập đến ảnh chụp cho Mặc Hàm phát tới, cho nàng cung cấp điểm thương nghiệp tình báo. Không bao lâu, Mặc Hàm trả lời một câu đập khét. Hứa Thuần Lương phóng đại nhìn một chút, đúng là như thế, nhìn đến phía dưới đám người kia không đi, thế là lại đập một chương gửi tới, tương đương với nói cho Mặc Hàm đã đoán được nàng mục đích của chuyến này. Cho Mặc Hàm phát xong sau, lại cho Mai Như Tuyết phát một phần. Mai Như Tuyết bên kia cũng nhắn lại, hỏi hắn lúc nào lên làm đặc công rồi. Hứa Thuần Lương hỏi thăm nàng không đến nguyên nhân. Mai Như Tuyết lý do rất công thức hóa, công vụ bề bộn không thể phân thân. Hứa Thuần Lương về nàng, nên là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Mặc Hàm bên kia phát cái tin, cho ta phát những hình này có ý tứ gì. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi trả lại cho ta chứa, thật xa chạy tới không phải là vì điều tra tình báo. Hắn về Mặc Hàm, tất cả mọi người là người biết chuyện, có cái gì tốt trang. Mặc Hàm phát cái mũi vỉnh lên trời có chút khinh thường biểu lộ. Mai Như Tuyết bên kia có chút hiếu kỳ Hứa Thuần Lương vì cái gì không có tham gia tiếp đãi công việc, hắn không phải thường vụ phó viện trưởng sao. Hứa Thuần Lương về nàng, để cho ta tiếp đãi phải xem nhan trị, người đến ta khẳng định tự mình tiếp đãi, tương đương với biến tướng khen ngợi Mai Như Tuyết. Con hàng này phát tin tức dáng vẻ cực kỳ giống một cái chân đạp hai con thuyền cặn bã nam, chỉ là nhỏ tay run một cái tin tức này lầm phát cho Mặc Hàm. Con hàng này còn không có trước tiên kịp phản ứng, lại phát một cái tin, làm người đừng quá chứa, mũi vểnh lên trời, cẩn thận trời mưa bị nghẹn, cái tin tức này phát cho Mai Như Tuyết. Mặc Hàm trả lời một câu, người phát sốt ra. Mai Như Tuyết về hắn, người mới chứa đâu. Hứa Thuần Lương lúc này mới phát hiện mình đem hai cái tin phát sai, khó trách đều nói chân đạp hai con thuyền cũng cần kỹ thuật hàm lược, chính mình mới hàn huyên như thế một hồi, liền náo ra lớn như vậy ô long, nghĩ rút về đã trễ rồi. Tranh thủ thời gian cho Mai Như Tuyết phát đầu bổ cứu tin tức, hẹn nàng ban đêm ăn cơm. Mai Như Tuyết trở về câu không rảnh. Lúc này Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, thông chi hắn tuần này 5 triệu phi dương sẽ tiến về phân viện khảo sát sự tình, để hắn sớm an bài cùng Hồ Sơn Trấn lãnh đạo gặp mặt. Hứa Thuần Lương nhận được cú điện thoại này nhìn không được phàn nàn, triệu phi dương động tác cũng quá chậm, cho đến trước mắt Đại Hằng tập đoàn khảo sát tổ đều đến hai nhóm. Hiện tại huyện lãnh đạo bồi tiếp Đại Hằng phó tổng ngay tại phân viện khảo sát, chờ Triệu Phi Dương tới khảo sát, món ăn cũng đã lạnh. Cao Tân Hoa kỳ thật đối Triệu Phi Dương gần nhất một hệ liệt cử động cũng không tán đồng, nhưng là hắn cũng không tiện nói gì, sạp hàng trải đến quá lớn, bước chân bước đến quá nhanh, làm việc quá cấp tiến. Hiện tại bổn hệ thống bên trong không ít người đều chờ đợi nhìn Triệu Phi Dương trò cười, Trường Hưng vấn đề tiền bạc không giải quyết, cho dù tốt phát triển kế hoạch chỉ có thể là không chung lâu các. Tại Hứa Thuần Lương trước mặt hắn không tiện nói lên những này, để Hứa Thuần Lương làm việc tận tâm liền tốt, lời ngầm chính là không cần quá chăm chú, không muốn xuất ra 100% cố gắng. Triệu Phi Dương đến cùng suy nghĩ gì ai cũng không rõ ràng, có trời mới biết hắn có thể hay không ngày nào đổi chủ ý, từ bỏ phát triển phân viện kế hoạch. Cao Tân Hoa lần này cũng sẽ bồi tiếp Triệu Phi Dương cùng một chỗ cùng đi, quay đầu cũng sẽ thông báo cho Đông Nghiễm Sinh. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại. Nhìn thấy Mặc Hàm lại cho mình phát cái tin, ban đêm có rảnh hay không, ta muốn theo ngươi nói chuyện, xem ra nàng không đi, còn ở trên đảo. Hứa Thuần Lương đáp ứng nhớ tới đêm nay Hà Điền Điền mời mình chuyện ăn cơm, dứt khoát liền mời nàng đến đó.
Lúc đầu hắn là muốn mời Mai Như Tuyết cùng đi, nhưng Mai Như Tuyết không nể mặt mũi, Hứa Thuần Lương đem thời gian địa điểm phát cho Mặc Hàm, ta không thiếu mỹ nữ bồi ăn cơm. Khảo sát đoàn tại bệnh viện ngây người hơn một giờ mới đi, chờ bọn hắn sau khi đi, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đưa mình đi Hà Điền Điền ta. Trên đường Trương Hải Đào hướng hắn báo cáo khảo sát đoàn tình huống, dựa theo Hứa Thuần Lương phân phụ hắn một mực cùng đi, nghe Đại Hằng Tập đoàn Phó Tổng Chu Nghiễm Đạt nói, Đại Hằng Tập đoàn chẳng những muốn tại Nguy Sơn đảo đầu tư chủ đề công viên, còn muốn đầu tư chữa bệnh dưỡng lão trung tâm. Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình, đây không phải cùng Trường Hưng Lý Niệm không sai biệt lắm sao? Nhoáng cái đã hiểu rõ Đại Hằng Tập đoàn dụng ý, người ta đây chính là đầy đủ biểu hiện ra thực lực, người Trường Hưng bệnh viện có thể khiến cho, chúng ta cũng có thể làm, chúng ta Đại Hằng Tập đoàn có thể làm được giá nhóm căn bản làm không nổi, đây chính là thực lực tuyệt đối trước mặt cho dù tốt kế hoạch sách đều là không tốt. Hứa Thuần Lương vốn nên đem cái này một nhất tình huống mới hồi báo cho Triệu Phi Dương, có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi, dù sao hắn thứ sáu liền sẽ tới. Mà lại hai ngày này Triệu Phi Dương đột nhiên trở nên không phải nhiệt tâm như vậy, người ta cũng không có gấp gáp, mình gấp cái gì. Trương Hải Đào ngược lại là có chút khẩn trương, thật vất vả mới lăn lộn đến hậu cần sử dài, nếu như Trường Hưng từ bỏ phân viện, liền mang ý nghĩa hắn quan cũng không đảm đương nổi mấy ngày, quan hệ đến hắn bản thân lợi ích, hắn đương nhiên hy vọng Trường Hưng cuối cùng có thể thắng được. Hứa Thuần Lương đến Hà Điền Điền quán rượu thời điểm, Mặc Hàm đã đến, chính trên thuyền chụp ảnh. Trương Hải Đào nhìn thấy Mặc Hàm, ý vị thâm trường hướng Hứa Thuần Lương cười cười, Hứa Thuần Lương thủ đoạn có thể, mới quen liền thông đồng rồi. Hứa Thuần Lương biết con hàng này không có hướng chỗ tốt nghĩ, để hắn về trước đi có cần lại để hắn. Hứa Thuần Lương vừa xuống xe liền nghe đến thuyền bên trên truyền đến tiểu tư nam giòn tan thanh âm, mụ mụ, thúc thúc đến rồi. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu hướng tiểu tư nam phất phất tay, tiểu tư nam có chút thẹn thùng, bất quá lần này không có chạy đi. Nàng cũng biết vị này Hứa thúc thúc là nàng đại ân nhân. Hà Điền Điền một bên xoa tay một bên ra đón, Hứa viện trưởng, khách người tới. Mặc Hàm quay đầu nhìn một chút hắn, có chút gật đầu xem như lên tiếng chào. Hứa Thuần Lương đã thành thói quen nàng cái này lạnh như băng dáng vẻ, để Hà Điền Điền không cần quá long trọng, làm mấy cái nơi đó thổ đồ ăn là được. Mặc Hàm gặp người thể diện quá lớn, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Tiểu tư nam tò mò tiến đến Mặc Hàm bên người. Mặc Hàm chủ động đưa ra vì nàng chụp ảnh, không nghĩ tới tiểu tư nam thế mà cùng với nàng chơi đến không tệ. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị tiến gian phòng thời điểm, Trương Hải Đào gọi điện thoại đến đây, nhắc nhở Hứa Thuần Lương vừa nhìn thấy trấn chính phủ A không boss đi qua, lái xe là Mai Như Tuyết. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Mai Như Tuyết không phải không tới sao? Đưa mắt nhìn lại, đã thấy trấn chính phủ chiếc kia màu đen A không lái tới. Hà Điền Điền cũng từ phòng bếp ra. Mai trấn trưởng cũng tới. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta mời nàng cùng đi đến. Hà Điền Điền kỳ thật vốn là nghĩ mời Mai Như Tuyết, nhưng chủ khách là Hứa Thuần Lương, mời người nào cũng là hắn an bài, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ mời Mai Như Tuyết cùng một chỗ, cho nên vừa mới Mặc Hàm đến thời điểm có chút vượt quá ngoài ý muốn. Mai Như Tuyết tướng xe ngừng tốt, Hứa Thuần Lương đã cười nghênh đón, hừm, Mai trấn trưởng nể mặt a. Mai Như Tuyết nói, chủ yếu nhớ Hà tỷ tay nghề. Hà Điền Điền đứng ở đầu thuyền kêu gọi, Mai trấn trưởng tới. Mặc Hàm nghe được động tĩnh giơ lên máy ảnh khóa chặt sóng vai lên thuyền hai người chụp mấy bức ảnh chụp. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Mai Như Tuyết tại leo lên bong tàu về sau mới nhìn đến Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ta tới giúp các ngươi giới thiệu một chút. Mặc Hàm đã chủ động hướng Mai Như Tuyết vươn tay ra, Mai trấn trưởng ngươi tốt, ta là Mặc Hàm. Mai Như Tuyết trong lòng khẽ giật mình, kinh diễm tại Mặc Hàm mỹ mạo đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn, Hứa Thuần Lương cũng không có nói còn có khách nhân của hắn. Nàng tâm tư kín đáo, liên tưởng tới Hứa Thuần Lương trước đó phát đến đầu kia không hiểu thấu tin tức, 89 phần 10 là phát sai, suy đoán ra hắn cùng mình phát tin tức thời điểm, nên là đồng thời đang cùng Mặc Hàm nói chuyện phiếm, cái này vô sỉ ra hỏa. Mai Như Tuyết mỉm cười nhìn Hứa Thuần Lương một chút, bạn gái của ngươi a. Hứa Thuần Lương đang muốn phủ nhận, Mặc Hàm tới một câu, còn không có phát triển đến một bước kia. Hứa Thuần Lương có chút mộng bức, Mặc Hàm lời nói này đến đủ tâm cơ a, mặc dù nói là lời nói thật, nhưng là để cho người ta miên man bất định, câu nói này có thể có hai loại lý giải, một là phủ nhận, hai là bộ phận phủ nhận, biểu thị bọn hắn chính đang phát triển, nhưng Mai Như Tuyết tra hỏi cũng giấu giếm tâm tư, hai nữ đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Mai Như Tuyết hướng Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ánh mắt không tệ. Thổi phồng đến mức là Hứa Thuần Lương, nhưng ca ngợi chính là Mạc Hàm. Mạc Hàm lạnh nhạt cười nói, ta cũng cho rằng như vậy. Hứa Thuần Lương ngửi được giữa hai người như có như không địch ý, tranh thủ thời gian mời hai người đi vào ngồi, kỳ thật hai nàng cùng chính mình cũng là nhận biết không bao lâu bằng hữu bình thường. Mai Như Tuyết chào hỏi Hà Điền Điền mang theo hài tử cùng một chỗ tới, nàng lần này tới còn đặc địa cho tiểu tư nam mua bánh kẹo. Hà Điền Điền để bọn hắn trước ngồi, mình làm xong liền đi qua. Hứa Thuần Lương chuyên môn mang theo lá trà, ngâm ấm trà giúp hai người rót. Nhớ ngày đó mình vẫn là ngũ độc giáo chủ thời điểm, tả hộ pháp Lam Phượng Hoàng, hữu hộ pháp Hà Thiết Thủ, lưỡng nữ dáng dấp cũng không tệ, cũng là tương hỗ ôm lấy địch ý, bất quá khi đó đều là các nàng nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tốt chính mình, làm sao đều không tới phiên chính mình cái này giáo chủ châm trà. Trái lại hai vị này, đoan đoan chính chính ngồi, không có chút nào chủ. Động vì chính mình phục vụ ý tứ, một cái có quyền, một người có tiền, Hứa Thuần Lương có chút buồn bực. Lần đầu cảm giác được tại trước mặt nữ nhân thấp hơn một nửa, tuy nói xã hội hiện đại giảng cứu nam nữ bình đẳng, nhưng là không có để các ngươi siêu việt a. Mạc tiểu thư đến Nguy Sơn đảo là vì du lịch, Mai Như Tuyết bởi vì nhìn thấy Mạc Hàm máy ảnh cho nên có câu hỏi này. Mạc Hàm nói, nơi này có gì có thể du lịch, chủ yếu là vì nhìn bằng hữu. Hứa Thuần Lương phát hiện Mạc Hàm cũng không phải cái người lương thiện, một câu chẳng những đem Nguy Sơn đảo phong quang hủy bỏ. Còn thuận tiện đem Mai Như Tuyết hướng trong khe mang, tạo thành hai người bọn họ quan hệ không giống bình thường ấn tượng. Nàng tàu xe mệt mỏi lại tới đây thăm viếng mình, dựa theo tư duy theo quán tính, hai người bọn hắn quan hệ khẳng định không tầm thường. Mai Như Tuyết thân là Hồ Sơn trấn trưởng trấn, đương nhiên muốn giữ gìn bổn trấn lợi ích, du lịch ở chỗ tâm cảnh, Nguy Sơn đảo hồ gió núi chỉ riêng cần dùng tâm đi thể hội, chủ yếu là Mạc tiểu thư mục đích của chuyến này không đang du sơn ngoạn thủy. Cho nên tự nhiên cảm thấy phong quang bình thản không cách nào sinh ra trung tình. Uyển chuyển vạch Mạc Hàm có mưu đồ khác. Hứa Thuần Lương đi theo dựng một câu, ý của túy ông không tại vậy, quan tâm sơn thủy ở giữa. Mạc Hàm nói, nghe các người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút trên đảo phong cảnh. Hà Điền Điền tiến đến mang thức ăn lên, Mai Như Tuyết đứng dậy hỗ trợ, tiểu tư nam cũng cùng theo vào, Mạc Hàm cùng với nàng ngược lại là rất quen, đem nàng gọi vào bên người. Hà Điền Điền lo lắng tiểu hài tử ảnh hưởng khách nhân, Mạc Hàm nói, không có chuyện, chúng ta đều là bạn tốt, có phải hay không tiểu tư nam? Tiểu tư nam liên tục gật đầu, nàng cùng Mạc Hàm ngược lại là phi thường hợp ý. Mai Như Tuyết trong lòng có chút kỳ quái, mình nhận biết tiểu tư nam lâu như vậy cũng không thấy đứa nhỏ này cùng mình như thế thân cận, nàng ý thức được mình trong lúc vô tình cùng Mạc Hàm tương đối. Kỳ thật nguyên nhân căn bản là Hà Điền Điền cho nữ nhi đã thông báo, Mai Như Tuyết là trưởng trấn. Tại xã hội này bên trong, quan bản vị tư tưởng sâu thực lòng người, liền tiểu hài tử cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù Hà Điền Điền cũng cảm thấy Mai Như Tuyết bình dị gần gũi, nhưng là nàng vẫn không cách nào vượt qua trong lòng khoảng cách cảm giác. Tại đa số dân chúng bình thường trong mắt làm quan cùng bọn hắn là hai cái khác biệt tộc đàn, người ta liền cao hơn bọn họ nhất đẳng. Không là người khác cao quý, mà là bởi vì người quen thuộc tại quỳ ngước mắt, loại này tư duy từ xưa đến nay rất khó sửa đổi. Hà Điền Điền sau khi hết bận tới tương bồi, nàng để nữ nhi đừng dán Mạc Hàm, cười nói, ta cái này khuê nữ sợ người lạ, rất ít dính người, đoán chừng là Mạc tiểu thư quá đẹp. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói sai, ngay trước Mai Như Tuyết nói loại lời này cũng không tốt, tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu, Mai trấn trưởng cùng Mạc tiểu thư đều lớn lên cùng minh tinh điện ảnh giống như. Hà tỷ, lời này ta không đồng ý. Cầm minh tinh cùng với các nàng sau đây không phải là rèm pha các nàng sao? Tại quá khứ niên đại minh tinh chính là con hát, Hứa Thuần Lương cho rằng câu nói này không phải cái gì ca ngợi. Đúng, đúng, so minh tinh tốt đã thấy nhiều ta trong thôn người không biết nói chuyện, Mai trấn trưởng ngài chớ để ý a. Mai Như Tuyết cười nói, Hà tỷ, ngài gọi ta tiểu Mai là được, ta chính là cái phổ thông công chức, nào có ngài nói đến khoa trương như vậy. Nâng chung trà lên nói, Mạc tiểu thư, chào mừng ngài đến chúng ta Hồ Sơn trấn làm khách. Mạc Hàm nói, người từ không uống rượu sao? Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, chưa hề không uống rượu. Mạc Hàm nói, Kiều Như Long thế nhưng là hải lượng a. Mai Như Tuyết trong lòng khẽ giật mình, Kiều Như Long là đại ca của nàng, bọn hắn mặc dù là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thế nhưng là nàng theo họ mẹ, đại ca theo cha họ, cho nên một cái họ Kiều một cái họ Mai, có rất ít người biết bọn hắn quan hệ.
Mặc Hàm một câu liền điểm ra nàng đại ca danh tự, chứng minh nàng này đối bối cảnh của chính mình đã làm giải, có thể tra được gia tộc của mình quan hệ, Mặc Hàm tuyệt đối không đơn giản. Mai Như Tuyết mỉm cười nhìn qua Mặc Hàm, người biết hắn. Từng có gặp mặt một lần, không quen. Mặc Hàm bưng chén rượu lên, cùng Mai Như Tuyết chén trà đụng một cái, lướt qua liền thôi. Hứa Thuần Lương một bên nghe, hắn không biết cái gì Kiều Như Long, Mặc Hàm lời nói này càng chứng minh nàng đến Nguy Sơn đảo có mục đích khác. Mai Như Tuyết nhấp một ngụm trà nói, Mặc tiểu thư làm việc ở đâu? Mặc Hàm tay lấy ra danh thiếp của mình đưa tới, Mai Như Tuyết tiếp nhận nhìn thoáng qua, Xích Đạo vốn liếng thị trường tổng thanh tra, tha thứ ta cô lậu quả văn, nhà này đầu tư công ty ta đi qua cũng không nghe nói qua. Mặc Hàm nói, vừa mới thành lập không lâu, người chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Người cùng Hứa viện trưởng là thế nào nhận thức? Mặc Hàm nhìn Hứa Thuần Lương một chút, cười nói, nguyên lai hắn không có đề cập với ngươi. Chúng ta tại Nam Giang nhận biết. Vẫn là ta tới nói đi. Hứa Thuần Lương phát hiện Mặc Hàm mỗi câu nói đều tràn đầy xáo lộ, nếu như tùy ý nàng giải thích một chút, sẽ chỉ làm Mai Như Tuyết tại sai lầm trên đường càng đi càng xa, hắn không muốn Mai Như Tuyết hiểu lầm. Đơn giản nói một lần hai người quen biết trải qua, cũng không nhắc lên đường sắt cao tốc bên trên nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên sự tình. Kỳ thật Hứa Thuần Lương đánh giá thấp Mai Như Tuyết trí tuệ, tại Mặc Hàm nói ra nàng đại ca danh tự về sau, Mai Như Tuyết liền ý thức được Mặc Hàm tuyệt không phải hướng về phía Hứa Thuần Lương mà tới. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Hàm, cũng cảm giác Mặc Hàm đối với mình ôm lấy địch ý, lúc đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì Mặc Hàm hiểu lầm mình cùng Hứa Thuần Lương quan hệ duyên cớ, nhưng bây giờ nàng phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Mai Như Tuyết cũng không muốn tiếp tục cùng Mặc Hàm nói tiếp, nàng đối cái này đột nhiên xuất hiện Mặc Hàm tràn ngập đề phòng. Vừa vặn có Khổng Tường Sinh gọi điện thoại tới, nàng lấy cớ mình còn có sự tình, nên rời đi trước. Mặc Hàm nhìn qua Mai Như Tuyết bóng lưng rời đi, hướng Hứa Thuần Lương cười thần bí nói, ánh mắt không tệ a. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, ta cùng nàng quan hệ giống như ngươi, đều là bằng hữu bình thường. Giống như cũng không phổ thông, nhìn ra được ngươi lo lắng nàng hiểu lầm, đương một cái nam nhân tại một nữ nhân trước mặt giải thích cùng một nữ nhân khác quan hệ thời điểm, chứng minh hắn tuyệt đối lòng mang ý đồ xấu. Hứa Thuần Lương bưng lên vẩy chén cùng với nàng uống một chén rượu nói, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện, thật giống như ta ngay tại hướng ngươi giải thích a. Không giống, ngươi đối ta ôm lấy lòng cảnh giác, ngươi cùng Mai Như Tuyết, cũng hoài nghi ta tới đây động cơ. Mặc Hàm, ta đi qua không có phát hiện ngươi như thế tâm cơ, cố ý cho. Người ta đào hố thiết sáo, hai người có thủ a. Mặc Hàm nói, đã coi ta là thành bằng hữu, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Các ngươi vị này Mai trấn trưởng bối cảnh thật không đơn giản. Có quan hệ gì với ta? Mặc Hàm giúp hắn rót chén rượu nói, nàng theo họ mẹ, người ta thế nhưng là hàng thật giá thật. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, sống an nhàn sung sướng sẽ tới cái này thâm sơn cùng cốc đương trưởng trấn. Mặc Hàm nói, người đơn giản chính là cái trong chính trị ngớ ngẩn, liền như ngươi loại này chính trị giác ngộ, ta cũng không biết ngươi là thế nào lăn lộn đến phó viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, hữu danh vô thực, ta chính là một khoa viên, chúng ta viện trưởng lấy ta làm súng làm đâu. Ta nhìn cũng thế. Mặc Hàm lại uống một chén rượu, chính trị gen là giảng cứu truyền thừa, nếu như ngươi nhiều tìm hiểu một chút hiểu ra bối cảnh, liền sẽ biết gia tộc này thế lực hùng hậu. Mai Như Tuyết 23 tuổi liền lên làm Hồ Sơn trấn trưởng trấn, phóng nhãn trong nước, giống nàng ví dụ như vậy cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương nói, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Kết giao bằng hữu không cần điều tra người ta bối cảnh a. Kết giao bằng hữu khả năng không cần, nhưng là yêu đương nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ta chỉ đến không phải ngươi, là Kiều gia lấy Mai Như Tuyết điều kiện làm sao có thể không ai truy. Nàng không có có bạn trai nguyên nhân chỉ có ba cái, một là chính nàng ánh mắt quá cao, hai là người khác tự ti mặc cảm biết khó mà lui, còn có một nguyên nhân đó chính là gia tộc của nàng quyết không cho phép nhân vật bình thường tiếp cận nàng, cái này mới là trọng yếu nhất một điểm, ngươi hiểu ý của ta không? Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, một bức đần độn biểu lộ, kỳ thật trong lòng rộng thoáng đây. Mặc Hàm nói, nếu như Kiều gia cho rằng ngươi không xứng với nàng, mà nàng lại thích ngươi, ngươi phiền phức liền đến. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, bảo hổ lột ra, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Vậy ngươi tìm không thấy bạn trai nguyên nhân là cái gì? Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua hắn, ánh mắt phảng phất nghĩ giết chết hắn. Hứa Thuần Lương thầm suy nghĩ cười,
Mặc Hàm nói tới ba điều kiện có lẽ cũng là nàng tự thân khắc họa. Triệu Phi Dương tại thứ sáu trước kia đã tới Nguy Sơn đảo phân viện, hộ tống hắn cùng một chỗ đến đây còn có phó viện trưởng Cảnh Văn Tú, phó viện trưởng Cao Tân Hoa, viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh, tân nhiệm hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị, cái này đội hình tại Trường Hưng đã phi thường hào hoa, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đường Minh Mị kỳ thật cũng không muốn đến, nhưng là Triệu Phi Dương điểm tên của nàng, nàng cũng chỉ có thể tòng mệnh sớm biết như thế, nàng cũng không cần phải sớm rời đi. Rời đi là vì tránh hiểm nghi, nhưng chân chính rời đi về sau, phát hiện có chút lưu ngôn phỉ ngữ cũng sẽ không theo nàng rời đi mà biến mất, liền Trường Hưng bản bộ cũng không ít người đều đang đồn nàng cùng Hứa Thuần Lương chuyện xấu, phần tử trí thức đối bát quái hứng thú không chút nào thua ở phổ thông nông dân, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Cao Tân Hoa sớm liên hệ chiến hữu cũ Đông Nghiễm Sinh, Đông Nghiễm Sinh đặc địa an bài mình du thuyền đi đón bọn hắn, tiếp đãi quy cách tương đương long trọng, không chỉ bởi vì Cao Tân Hoa là hắn chiến hữu cũ, cũng bởi vì Đông Nghiễm Sinh có cùng Trường Hưng hợp tác mục đích, hắn đối Trường Hưng kế hoạch hứng thú rất lớn. Phân viện phương diện vốn định phái xe đi đón, nghe nói Hiển Hồng nông trường bên kia đã sắp xếp xong xuôi, thế là hủy bỏ kế hoạch, phân viện kia hai chiếc xe nát thật sự là không lấy ra được. 10 giờ sáng, Hiển Hồng nông trường lái xe mở ra Land Rover Range Rover đem Triệu Phi Dương một nhóm cho đưa đến bệnh viện. Nghiêm Hồi Ý xuất lĩnh phân viện ban lãnh đạo tại bãi đỗ xe nghênh đón. Triệu Phi Dương cái thứ nhất xuống xe, đầy mặt dáng tươi cười đi hướng Nghiêm Hồi Ý, duỗi tay về phía hắn. Đổi thành đi qua Nghiêm Hồi Ý khẳng định là muốn hai tay đón lấy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn cuối tuần liền triệt để cáo biệt Trường Hưng, không cần như quá khứ như thế hèn mọn. Hắn lập tức cũng là một viện chi trưởng, cảm giác tại thân phận địa vị bên trên hoàn toàn có thể cùng Triệu Phi Dương bình khởi bình tọa, đồng dạng duỗi ra một cái tay cùng Triệu Phi Dương nắm chặt lại. Triệu Phi Dương lưu ý đến người này biến hóa vi diệu, hắn hoàn toàn có thể lý giải Nghiêm Hồi Ý tâm thái biến hóa, mình đã không cách nào tiếp tục tại quyền lực bên trên ước thúc đối phương, cũng liền đã mất đi để hắn e ngại vốn liếng. Bất quá tới một mức độ nào đó Nghiêm Hồi Ý hẳn là cảm tạ hắn, nếu như không có hắn từng bước ép sát, Nghiêm Hồi Ý cũng sẽ không như thế nóng lòng rời đi, lần này có thể tiến về bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm người đứng đầu, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chỗ làm việc bên trên không có địch nhân vĩnh viễn, Triệu Phi Dương bức Nghiêm Hồi Ý rời đi mục đích là muốn tốt hơn ưu hóa tầng quản lý. Tại vị trí thích hợp bên trên xếp vào nhân tuyển thích hợp, cũng không phải là đại biểu hắn cùng Nghiêm Hồi Ý có cái gì ân oán cá nhân. Con đường đi tới bên trên gặp một khối đá cản đường, chỉ cần tướng tảng đá đẩy ra, không nhất định phải tướng tảng đá kia hủy đi. Nghiêm Hồi Ý cũng sẽ không đối Triệu Phi Dương trả thù, mặc dù phản cảm người. Nhưng là từ nay về sau đại lộ chỉ lên trời mỗi người đi một bên, cũng không cần thiết bởi vậy kết thù kết oán, dù sao về sau sẽ còn tại cùng một cái hệ thống vệ sinh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nội tâm lại phản cảm, lời khách khí vẫn phải nói, hoan nghênh Triệu viện đến phân viện chỉ đạo công việc. Triệu Phi Dương cười nói, lão Nghiêm A, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chất khống tổ hai tại dưới sự lãnh đạo của ngươi công việc phi thường xuất sắc, muốn cho các ngươi nhớ tập thể nhất đảng công. Chung quanh một đám người đều đi theo cười, Triệu Phi Dương đến thời gian không dài, nhưng là người này thích họa bánh nướng, tập thể nhất đảng công chính là cái bánh nướng, những này Trường Hưng bệnh viện lão nhân chưa nghe nói qua. Nghiêm Hồi Ý tâm tính bãi bình về sau ứng đối Triệu Phi Dương cũng liền tự nhiên rất nhiều, trêu chọc nói, Triệu viện vẫn là đến điểm thực tế, phát thêm chút tiền thưởng cổ vũ một cái đi. Triệu Phi Dương cười ha ha, những người khác cũng đã nhận ra Nghiêm Hồi Ý biến hóa. Nghiêm Hồi Ý quan tâm dĩ nhiên không phải kia chút tiền thưởng, đổi thành đi qua, hắn đối Triệu Phi Dương là không dám nói như vậy. Triệu Phi Dương buông ra Nghiêm Hồi Ý tay, chuyển hướng Cảnh Văn Tú nói, lão Nghiêm đề nghị này không tệ, Hứa Thuần Lương đâu? Hứa Thuần Lương chính đang nghênh tiếp đội ngũ cuối cùng gọi điện thoại đâu, nghe được Triệu Phi Dương điểm tên của hắn, nhấc tay nói, Triệu viện, ta ở đây. Hứa Thuần Lương đi qua cùng Triệu Phi Dương nắm tay, cùng Nghiêm Hồi Ý khác biệt. Hắn duỗi ra phải là hai tay, hạ cấp đối thượng cấp đương nhiên muốn biểu hiện được càng nhiệt tình một chút. Hứa Thuần Lương bất cứ lúc nào đều cái eo thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti. Triệu Phi Dương phải tay nắm lấy hắn hai cánh tay, tay trái còn thân thiết vỗ hai cái, không tệ a, tuổi trẻ tài cao, bối rối phân viện nan giải vấn đề đều giải quyết. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, trải qua viện lãnh đạo quyết định, xét thấy Hứa Thuần Lương đồng chí trong khoảng thời gian này đột xuất biểu hiện cùng làm ra thành tích. Cho 5 vạn nhân dân tệ trọng thưởng. Kỳ thật ban thưởng Hứa Thuần Lương là đã sớm định chuyện kế tiếp,
hắn đem phân cửa sân người thuê khất nợ nhiều năm tiền thuê muốn trở về, dựa theo bệnh viện trước đó sắp xếp ban thưởng phương án, sẽ xuất ra 10% tiền thuê làm ban thưởng. Số tiền kia trên thực tế là Hứa Thuần Lương nên đến trích phần trăm, không tính là gì đặc biệt ban thưởng. Triệu Phi Dương trước mặt mọi người nói ra, một là đối Hứa Thuần Lương khẳng định, hai là đối Nghiêm Hồi Ý vừa rồi muốn tiền thưởng thuyết pháp đánh trả. Người Nghiêm Hồi Ý đi vào về sau đã làm gì ta rõ ràng, chân chính kéo cối say chính là Hứa Thuần Lương, các người đám người này cái dám dùng không đỉnh. Cao Tân Hoa đề nghị mọi người đừng đứng bên ngoài lấy, đi bên trong đàm. Một đám người hộ tống Triệu Phi Dương đi vào bệnh viện, Triệu Phi Dương chuyện đương nhiên chiếm cứ C vị, bên cạnh hắn là Kim Vĩnh Hạo cùng Nghiêm Hồi Ý. Kim Vĩnh Hạo phụ trách giới thiệu các phòng tình huống, một bang bộ hạ nhắm mắt theo đuôi, chen chúc tại Triệu Phi Dương chung quanh, nắm lấy phụ họa tiếu dung, trong không khí đều tràn ngập rối trá nịnh nọt hương vị. Hứa Thuần Lương không hứng thú lẫn vào, rơi ở phía sau, Cao Tân Hoa cũng ở phía sau hút thuốc, vừa lấy ra một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương bên cạnh đốt lên bật lửa giúp hắn đốt. Cao Tân Hoa xích lại gần đốt thuốc lá, tán thưởng hắn có tiến bộ, sức quan sát càng ngày càng nhạy cảm, học được quan tâm lãnh đạo. Hai người cũng không có đi theo đại bộ đội cùng đi kiểm tra phòng, Cao Tân Hoa nói cho Hứa Thuần Lương, buổi trưa hôm nay Triệu Viện dự định ở chỗ này ăn công việc bữa ăn, sớm định ra Đông Nghiễm Sinh tiếp đãi bữa cơm kia đổi ngày đến ban đêm. Lãnh đạo kế hoạch thay đổi bất thường, Hứa Thuần Lương lập tức gọi cho Trương Hải Đào, để hắn thông chi nhà ăn lập tức chuẩn bị bọn hắn cái này nhà ăn lại cố gắng cũng không làm được hoa dạng gì, không qua người ta Triệu Phi Dương cũng không phải chạy cơm nước tới. Triệu Phi Dương ăn uống đường chủ yếu là lập thân dân đơn giản người thiết, Hứa Thuần Lương cho rằng cái này không có gì tất yếu, dù sao hắn lần này tới cũng không phải là vì khảo sát chữa bệnh chất lượng, mục đích chủ yếu là cùng Hồ Sơn trấn chính phủ gặp mặt, nghiên cứu thảo luận quyền tài sản thay đổi sự tình, nếu như không phải là vì chuyện này, đoán chừng Triệu Phi Dương mới lười nhác tàu xe mệt mỏi đến Nguy Sơn đảo một chuyến. Cao Tân Hoa hút xong chi kia khói, lại tục một chi, hắn nghiện thuốc vẫn là như thế lớn. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn, Cao Thúc, hút thuốc không có chỗ tốt gì, người thuốc lá này nghiện giống như càng lúc càng lớn. Cao Tân Hoa nói, ta đây không phải quen thuộc nha, ta hiện tại cũng đổi mảnh, hai cây cũng so ra kém đi qua một cây. Lừa mình dối người. Cao Tân Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi phó viện trưởng không có đương mấy ngày bắt đầu lên mặt, lại dám giáo huấn lãnh đạo cấp trên. Hứa Thuần Lương nói, không dám, ta cái này phó viện trưởng cùng ngài cái này phó viện trưởng không thể so sánh, ngài là phó phòng, ta nhiều nhất chính là cái khoa viên, đi ra phân viện đều không ai thừa nhận. Cao Tân Hoa cười ha hả, hắn biết Hứa Thuần Lương nói đúng lời nói thật, Triệu Phi Dương gần nhất từ bên ngoài đưa vào hai tên tiến sĩ, đều cho phó viện trưởng danh hiệu, nghe nói gần nhất còn muốn đến một vị phó viện trưởng tiếp nhận Nghiêm Hồi Ý vị trí. Triệu Phi Dương tới không có hai tháng đã nhiều hai cái phó viện trưởng, cứ theo đà này. Không bao lâu phó viện trưởng số lượng liền phải gấp bội. Bệnh viện nội bộ đã gọi đùa hiện tại phó viện trưởng số lớn phát, đều không đáng giá, kỳ thật tính chất không thay đổi, chân chính có quyền phó viện trưởng vẫn là mấy vị kia, liền mấy vị này phó viện trưởng cũng phải nhìn Triệu Phi Dương sắc mặt làm việc, Triệu Phi Dương đối quyền lực bắt rất chặt, vượt qua 5.000 khối chi tiêu nhất định phải từ hắn tự mình ký tên. Đây cũng là quản lý nghệ thuật, phó viện trưởng lại nhiều đều là lá xanh. Vạn lục bụi bên trong một điểm đỏ mới lộ ra càng thêm đột xuất, mới có thể nổi bật ra Triệu Phi Dương tầm quan trọng, đồng thời cũng có lợi cho hắn đùa bỡn cân bằng thuật. Cao Tân Hoa nói, ngươi lần này không uổng công, 5 vạn khối ban thưởng thế nhưng là chân kim bạch ngân. Hứa Thuần Lương ngầm hiểu, ngài đừng đỏ mắt ta cuối tuần trở về liền mời khách, ngài giúp ta đem Triệu Viện cho hẹn lên. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, còn cần ta hẹn, hai người các ngươi quan hệ hiện tại so ta gần a. Kia làm sao có thể, trong mắt hắn ta chính là cái qua sông tốt, ngài mới là hắn phụ tá đắc lực. Cao Tân Hoa lắc đầu, trong lòng lại không cho là như vậy, Triệu Phi Dương tâm tư của người này rất nhiều, mà lại làm việc thích mạo hiểm, đã khiến cho hắn cảnh giác. Cao Tân Hoa cũng tại bảo trì cùng Triệu Phi Dương ở giữa khoảng cách, Triệu Phi Dương hẳn là có phát giác. Cao Tân Hoa đem Hứa Thuần Lương xem như con của mình đối đãi giống nhau, chuẩn bị thích hợp thời điểm phải nhắc nhở hắn một chút. Lúc này nhìn thấy Kim Vĩnh Hạo thở hồng hộc chạy tới, Cao Viện, Tiểu Hứa, các ngươi ở chỗ này à? Cao Tân Hoa nâng tay lên bên trong nửa điếu thuốc, hút thuốc đâu? Kim Vĩnh Hạo là đến thông chi bọn hắn sau 10 phút đến hội nghị thất mở sẽ, Hứa Thuần Lương để hắn trước đi qua mình cùng Cao Tân Hoa lập tức đi ngay. Cao Tân Hoa tướng chưa hút xong nửa điếu thuốc dập tắt, ném ở một bên trong thùng rác, không rút, đi.
Trên đường hỏi cùng Hồ Sơn Trấn phương diện liên hệ tình huống, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết đã chứng thực, xế chiều hôm nay 3 điểm, Hồ Sơn Trấn trưởng Trấn Mai Như Tuyết sẽ ở văn phòng tiếp kiến Triệu Phi Dương. Buổi sáng lần này hội nghị bên trong đàm đến độ là chất khống công việc, Triệu Phi Dương cũng không liên quan đến phương diện khác, chủ yếu là khẳng định chất khống tổ hai cố gắng. Mấy vị phó viện trưởng cũng nói đơn giản vài câu, loại tình huống này ai cũng không muốn đoạt Triệu Phi Dương danh tiếng. Hội nghị tiến hành không đến nửa giờ liền tuyên bố kết thúc. Khoảng cách ăn cơm buổi trưa còn có một đoạn thời gian, Triệu Phi Dương chủ động đưa ra đi Hứa Thuần Lương văn phòng thăm một chút. Hứa Thuần Lương biết hắn có chuyện muốn theo mình đàm, mang theo Triệu Phi Dương đi phòng làm việc của mình, sớm nói cho Triệu Phi Dương, căn phòng làm việc này là hắn từ Trương Hải Tân trong tay tiếp xuống. Triệu Phi Dương đi vào trong văn phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống, Hứa Thuần Lương giúp hắn rót chén trà. Triệu Phi Dương hỏi hắn lần này vì sao không có an bài cùng Khổng Tường Sinh bí thư gặp mặt. Hứa Thuần Lương biểu thị Khổng Tường Sinh một lòng ủng hộ Đại Hằng tập đoàn, trong lòng mâu thuẫn Trường Hưng, gặp hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn thuần lãng tốn thời gian, còn có thể huyên náo không thoải mái. Triệu Phi Dương cũng không cho là như vậy, Khổng Tường Sinh ủng hộ Đại Hằng đơn giản là vì chiến tích, nếu như có thể để cho hắn ý thức được ủng hộ Trường Hưng sẽ thu hoạch càng nhiều chiến tích. Hắn liền sẽ chuyển biến lập trường đứng tại Trường Hưng bên này, người trẻ tuổi cân nhắc vấn đề vẫn là thiếu sót. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ còn muốn ngươi dạy ta. Ngươi không phải liền là nghĩ ăn ý sao? Khổng Tường Sinh loại kia mặt hàng ta lười nhắc ứng phó, hắn cười cười nói, phương diện này ta còn là khiếm khuyết kinh nghiệm, Khổng Tường Sinh loại kia lão hồ ly đến ngài loại này siêu cấp thợ săn tới đối phó. Một câu đem bóng ra đá trở về. Triệu Phi Dương cười ha hả, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử ngươi đến Nguy Sơn đảo hậu học láo cá, đúng, cái này Mai Trấn trưởng cùng Khổng bí thư quan hệ có phải hay không không hợp nhau lắm a? Hứa Thuần Lương nói, ta đây không rõ lắm, dù sao Mai Trấn trưởng hẳn là ủng hộ chúng ta. Triệu Phi Dương nói, 23 tuổi nữ trưởng Trấn, trong nhà nàng bối cảnh gì? Ta nào biết được, ngài nhiều như vậy quan hệ khẳng định tra được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là hệ thống vệ sinh trẻ tuổi nhất sử cấp cán bộ đâu. Triệu Phi Dương rõ ràng tại suy bụng ta ra bụng người, bất quá hắn cũng không có đoán sai, Mai Như Tuyết có bối cảnh, mà lại bối cảnh không phải bình thường, đoán chừng Triệu Phi Dương cùng với nàng so sánh đều là tiểu vu gặp đại vu. Triệu Phi Dương đối điều tra một cái hương trấn khoa cấp cán bộ không có nhiều hứng thú, mà lại hắn cũng không cho rằng Mai Như Tuyết có thể đối với chuyện này có thể đưa đến mấu chốt tác dụng, ta nào có nhàm chán như vậy, đúng, phân viện bên này công việc cảm giác thế nào. Hứa Thuần Lương sợ hắn đánh mình trường kỳ lưu nhiệm chủ ý, tranh thủ thời gian tuyên bố trong nhà mình có hơn 70 tuổi gia gia cần chiếu cố. Triệu Phi Dương biết tiểu tử này láo cá, kỳ thật căn bản không hề đem Hứa Thuần Lương trường kỳ đặt ở Nguy Sơn đảo dự định, nếu thật là an bài hắn đương phân viện viện trưởng, ít nhất phải cho hắn sách cái phó khoa cấp. Lần này để hắn tới cũng là kế hoạch bên ngoài, nguyên nhân gây ra vẫn là Nghiêm Hồi Ý nói ra, bất quá bây giờ xem ra, quyết định này vô cùng chính xác. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác xuất sắc hoàn thành khoái đao nhiệm vụ. Giữa trưa Triệu Phi Dương thôi chức công nhà ăn ăn công việc bữa ăn, từ quần chúng bên trong đi vào quần chúng bên trong đi, cùng bản viện công nhân viên chức hòa mình, nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thật chính là chính trị giả vờ giả vịt. Hiện tại khất nợ tiền lương đã toàn bộ phát xuống hoàn tất, bằng không Triệu Phi Dương cũng không dám xâm nhập quần chúng, nếu không liền sẽ lâm vào nhân dân quần chúng lên án Uông Dương Đại Hải bên trong. Làm không tốt còn phải gặp trứng thối cùng cà chua tẩy lễ. Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa ngồi đối diện nhau, Triệu Phi Dương lựa chọn ăn công việc bữa ăn, bọn hắn cũng không thể làm đặc thù hóa, Hứa Thuần Lương chưa hề đến Nguy Sơn đảo còn chưa ăn qua thấp như vậy tiêu chuẩn cơm nước. Cao Tân Hoa nói, ta nghe nói trước mấy ngày có người truyền gây bất lợi cho ngươi lời đồn. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, thanh giả tự thanh, ngài nên sẽ không tin tưởng loại kia nhàm chán truyền ngôn a. Cao Tân Hoa nhắc nhở hắn vẫn là phải rời xa không phải là, dù sao hắn còn chưa kết hôn, loại này truyền ngôn đối với hắn cũng không tốt. Cao Tân Hoa ý thức được mình đối Hứa Thuần Lương là càng ngày càng quan tâm, loại quan tâm này thậm chí có chút giống đối mình nữ nhi. Hắn cùng Hứa Thuần Lương thời gian chung đụng càng lâu, liền càng thích tiểu tử này, Cao Tân Hoa thậm chí sinh ra tác hợp hắn cùng nữ nhi của mình ý nghĩ, đương nhiên loại ý nghĩ này khẳng định sẽ gặp phải người nhà phản đối, dù sao hai người trình độ chênh lệch quá lớn. Nhưng Cao Tân Hoa cũng không cho rằng trình độ là cái vấn đề, trong bệnh viện thành tích cao người trẻ tuổi nhiều, thế nhưng là giống Hứa Thuần Lương xuất sắc như vậy hắn còn chưa từng nhìn thấy một cái,
anh hùng không hỏi xuất xứ, đánh giá một cái nam nhân không nên chỉ nhìn trình độ. Buổi chiều từ Hứa Thuần Lương cùng đi Triệu Phi Dương cùng Cảnh Văn Tú cùng một chỗ tiến về Hồ Sơn trấn chính phủ. Mai Như Tuyết biểu hiện ra rất lớn thành ý, tự mình đến bãi đỗ xe nghênh đón. Mai Như Tuyết tiếp kiến Triệu Phi Dương sự tình trước tiên truyền đến Khổng Tường Sinh nơi đó. Khổng Tường Sinh ngồi ở trong phòng làm việc trong tay bưng tử sa chén, chậm rãi uống một ngụm, kỳ thật Mai Như Tuyết trước đó đã trưng cầu qua ý kiến của hắn, Khổng Tường Sinh biểu thị mình không rảnh, hắn không hứng thú tại Triệu Phi Dương trên thân lãng tốn thời gian. Triệu Phi Dương mặc dù là chính sử cấp cán bộ, cấp bậc bên trên so với mình còn cao hơn, nhưng là mình không cần thiết bán hắn mặt mũi này, coi như Đông Châu thì cục vệ sinh dài tự mình đến lại như thế nào. Các ngươi cũng không phải ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ta tiếp đãi ngươi là ân tình, không để ý ngươi là bổn phận, tại Hồ Sơn Trấn nói chuyện chủ nhà chỉ có thể là ta không cần đến nhìn bất luận người nào sắc mặt. Khổng Tường Sinh nhớ tới Mai Như Tuyết, người trẻ tuổi này gần nhất càng ngày càng không hiểu được tôn trọng tiền bối, hôm trước Đại Hằng tập đoàn tới chơi thời điểm, nàng chỉ là tượng trưng có mặt hội nghị, cũng không toàn bộ hành trình cùng đi, phải biết ngày đó huyện lãnh đạo cũng đích thân tới. Khổng Tường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kia, hướng huyện lãnh đạo uyển chuyển biểu thị ra đối Mai Như Tuyết bất mãn, tin tưởng Mai Như Tuyết biểu hiện cũng sẽ khiến hắn không vui. Khổng Tường Sinh cho rằng Mai Như Tuyết hoàn toàn ở làm chuyện vô ích, hiện tại huyện lãnh đạo trên cơ bản đều có khuynh hướng Đại Hằng tập đoàn. Người ta Đại Hằng tập đoàn là đưa ra thị trường công ty, trong nước địa sản 10 vị trí đầu tồn tại, Trường Hưng bệnh viện có cái gì? Thực lực tổng hợp tại Đông Châu liền 5 vị trí đầu đều không chen vào được, bọn hắn lấy cái gì cùng Đại Hằng tập đoàn cạnh tranh a? Chỉ bằng khỏe mạnh dưỡng lão khái niệm, bọn hắn có, người ta cũng có, người ta ưu thế là bọn hắn vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Khổng Tường Sinh hai tay nắm ở tử sa chén, cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn ngược lại muốn xem Mai Như Tuyết như thế nào tại hiện thực trước mặt đụng đến mặt mũi bầm dập. Không phải ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc, mà là ngươi người trẻ tuổi này quá cuồng vọng. Triệu Phi Dương trước đây gặp qua Mai Như Tuyết ảnh chụp, nhưng là thấy đến chân nhân thời điểm vẫn là bởi vì mỹ mạo của nàng mà kinh diễm, lấy hắn tư duy theo quán tính, đã rất tốt giải thích Mai Như Tuyết vì sao tại 23 tuổi liền có thể lên làm Hồ Sơn trấn trưởng trấn. Để Cảnh Văn Tú hôm nay cùng đi tới nguyên nhân, một là bởi vì nàng là nữ nhân, hai là bởi vì nàng phụ trách nói rõ Trường Hưng tình trạng tài chính. Mai Như Tuyết cùng bọn hắn, sau khi bắt tay, mời bọn họ ngồi xuống. Triệu Phi Dương cười nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới bái phỏng Mai trấn trưởng, chỉ là bởi vì gần nhất bệnh viện tại chứng thực hai kỳ công trình sự tình, cho nên chậm trễ, cho tới hôm nay cùng Mai trấn trưởng gặp mặt, thật sự là thất lễ. Mai Như Tuyết nói, Triệu viện trưởng khách khí, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, thế nhưng là Triệu viện quy hoạch cũng thông qua Thuần Lương đồng chí cùng chúng ta câu thông nhiều lần. Ta đại biểu Hồ Sơn trấn chính phủ cảm tạ Trường Hưng bệnh viện mấy năm này đối bản địa y liệu bảo vệ sức khỏe sự nghiệp làm ra cống hiến, cũng vui vẻ tại nhìn thấy chúng ta có thể tại đôi bên cùng có lợi điều kiện tiên quyết tiếp tục hợp tác xuống dưới, tăng lên bản địa chữa bệnh chống trình độ, là nơi đó dân chúng khỏe mạnh tốt hơn phục vụ. Triệu Phi Dương nói, trên một điểm này ý nghĩ của chúng ta là giống nhau, có thể là Nguy Sơn đảo bách tính khỏe mạnh phục vụ là chúng ta Trường Hưng toàn thể y tế người làm việc tâm nguyện. Hứa Thuần Lương thầm than thể chế dối trá, thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, cuối cùng còn không phải là vì cái chữ lợi. Tương đối mà nói Mai Như Tuyết hẳn là nơi đó dân chúng suy tính được càng nhiều hơn một chút, Triệu Phi Dương nhất định là vì Trường Hưng lợi ích. Kỳ thật hai người điểm xuất phát đều không sai, cũng là vì tập thể lợi ích, đương nhiên trong đó khẳng định cũng xen lẫn nhất định chính trị mục đích. Mai Như Tuyết nói, Trường Hưng liên quan tới Nguy Sơn đảo phân viện xa kỳ quy hoạch ta đều đã nhìn qua, quy hoạch rất tốt, ta có một vấn đề, tại các ngươi đồng thời quy hoạch bên trong dự tính đầu tư là 100 triệu, xin hỏi tài chính dự định thông qua loại phương thức nào đầu nhập. Triệu Phi Dương hướng Cảnh Văn Tú nhìn thoáng qua, Cảnh Văn Tú nói, Mai trấn trưởng, phương diện tiền bạc không tồn tại vấn đề gì, cái này là ngân hàng cho vay trả lời sách, ngài mời xem qua. Mai Như Tuyết tiếp nhận Cảnh Văn Tú văn kiện trong tay, lật xem một lượt. Trường Hưng gần nhất lấy được phê 2 ức cho vay. Nếu như đơn từ nơi này cho vay số lượng đến xem, khởi động Nguy Sơn đảo khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục không tồn tại vấn đề gì, nhưng là Mai Như Tuyết trước đây đối Trường Hưng là làm qua đầy đủ điều tra nghiên cứu, biết Trường Hưng hiện tại đứng trước nhiều cái hạng mục muốn khởi công, chỉ là 2 ức đối Trường Hưng mà nói chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Mai Như Tuyết không khách khí chút nào vạch Trường Hưng trước mắt gặp phải vấn đề, bao quát Trường Hưng 2 kỳ công trình,
Trường Hưng khu công nghệ cao phân viện, thậm chí Trường Hưng đang tiến hành trong nội viện trang trí sách ngăn công trình, nàng tất cả đều hiểu rõ, thuộc như lòng bàn tay. Triệu Phi Dương lúc này Phương mới ý thức tới Mai Như Tuyết tuyệt không phải chỉ bằng mỹ mạo thượng vị, nàng này mạch suy nghĩ rõ ràng, đối Trường Hưng tình trạng làm qua xâm nhập hiểu rõ, nghĩ chỉ bằng một chương cho vay trả lời sách liền thuyết phục nàng căn bản cũng không khả năng. Triệu Phi Dương biểu thị muốn cùng Mai Như Tuyết đơn độc nói chuyện. Cảnh Văn Tú cùng Hứa Thuần Lương hiểu ý, đứng dậy rời đi Mai Như Tuyết văn phòng. Hai người tới bãi đỗ xe, Hứa Thuần Lương đi trong xe cầm hai bình nước, trong đó một bình đưa cho Cảnh Văn Tú. Cảnh Văn Tú tiếp nhận nói, Nguy Sơn Đảo vẫn là cái dạng kia, từ đầu đến cuối không có thay đổi gì. Nàng vẫn là tại tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện thời điểm tới qua một lần, về sau Cố Hậu Nghĩa đưa nàng xung quân đến Nguy Sơn Đảo bệnh viện, nàng mời nghỉ bệnh dài lâu, liền một ngày đều chưa có tới. Mặc dù Thạch Lương Trấn cùng Hoàn Hồ Trấn sát nhập thành Hồ Sơn Trấn, nhưng là tổng thể diện mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Hứa Thuần Lương trong ấn tượng vẫn là nàng lần đầu đối với mình như thế vẻ mặt ôn hòa, Hứa Thuần Lương đối Cảnh Văn Tú không có cảm tình gì, uống hai ngụm thủy đạo, ta là lần đầu tiên đến, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, là cái bảo dưỡng tuổi thọ nơi tốt. Cảnh Văn Tú cười cười, Nguy Sơn Đảo đáng giá xưng đạo cũng chính là hoàn cảnh, nàng cũng không hiểu rõ Triệu Phi Dương ý nghĩ. Vẻn vẹn là Đông Châu bên kia tân y viện kiến thiết đối tiền của bọn hắn đã là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, vì sao còn muốn ở chỗ này mở mới chiến trường. Triệu Phi Dương đẩy ra bọn hắn, hiển nhiên cùng Mai Như Tuyết đàm đến sự tình không muốn để cho bọn hắn biết, nên là liên quan tới phân viện chuyện đầu tư, chẳng lẽ hắn đã giải quyết vấn đề tiền bạc. Cảnh Văn Tú không có đoán sai, sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Phi Dương liền lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Trường Hưng bệnh viện đã bị trong thành phố xác định là bệnh viện công cải cách thí điểm đơn vị, ủng hộ Trường Hưng dẫn vào dân doanh vốn liếng. Trước mắt hắn đã thu được đưa ra thị trường xí nghiệp Hoa Niên tập đoàn ủng hộ, Hoa Niên tập đoàn toàn lực tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp, Trường Hưng khỏe mạnh dưỡng lão kế hoạch đạt được bọn hắn tán đồng, bọn hắn đã đạt thành chiến lược hiệp nghị, tại tương lai không lâu lại không ngừng gia tăng hợp tác, tại chữa bệnh dưỡng lão lớn khỏe mạnh sản nghiệp bên trên đặc biệt tục phát lực. Mai Như Tuyết đối Hoa Niên tập đoàn hiểu rõ, Hoa Niên tập đoàn đồng dạng là một nhà đưa ra thị trường công ty, mà lại thực lực không kém hơn Đại Hằng tập đoàn, nếu như Hoa Niên tập đoàn đồng ý hướng Trường Hưng đầu tư, như vậy phương diện tiền bạc tự nhiên không tồn tại vấn đề gì. Mai Như Tuyết đưa ra một vấn đề, Hoa Niên tập đoàn mặc dù thực lực hùng hậu nhưng là dù sao cũng là xí nghiệp tư nhân, Trường Hưng là quốc hữu, như loại này công tư hợp doanh phương thức dính đến thủ tục biết rất nhiều. Tại cụ thể thao tác bên trong sẽ không gặp phải phiền phức. Triệu Phi Dương lần nữa nhấn mạnh Trường Hưng đã bị Đông Châu lãnh đạo thành phố tầng xác lập là bệnh viện công cải cách thí điểm đơn vị, lãnh đạo thành phố đại lực ủng hộ chữa bệnh cải cách, bao quát tương lai khu công nghệ cao bệnh viện, sẽ lấy hình thức đầu tư cổ phần hình thức tiến hành. Dẫn vào dân doanh vốn liếng, tăng lên chữa bệnh hiệu suất, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bận bịu hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đàm phán, cũng thu được các cấp lãnh đạo không để lại dư lực ủng hộ. Mai Như Tuyết cũng không quan tâm Triệu Phi Dương kế hoạch lớn đại kế, nàng quan tâm nhất phải là Nguy Sơn Đảo bệnh viện phát triển, Triệu Phi Dương liên quan tới dưỡng lão bệnh viện kiến thiết khi nào mới có thể rơi xuống đất. Triệu Phi Dương hiển nhiên là làm qua đầy đủ công khóa, hắn hướng Mai Như Tuyết hứa hẹn, sẽ tranh thủ thành vì quốc gia cấp nghỉ phép khu khởi động nhóm đầu tiên hạng mục, Trường Hưng sẽ ưu tiên khởi động dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Mặc dù Triệu Phi Dương làm ra đủ loại hứa hẹn, nhưng là Mai Như Tuyết tại quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề bên trên cũng không minh xác tỏ thái độ. Rốt cục vẫn là Triệu Phi Dương chủ động nhắc tới chuyện này, Mai Trấn trưởng, ta hy vọng Hồ Sơn Trấn chính phủ có thể hiệp giúp bọn ta mau chóng hoàn thành Nguy Sơn Hồ phân viện quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng. Mai Như Tuyết nói, chuyện này chúng ta vẫn luôn đang cùng tiến, các ngươi tố cầu cũng đã báo cáo huyện chính phủ, chưa đạt được trả lời. Ta đã tướng quan sự tình phản ứng đến trong thành phố. Lãnh đạo thành phố đối với chuyện này phi thường trọng thị. Triệu Phi Dương cho rằng Mai Như Tuyết là tại qua loa mình, cho nên khiêng ra lãnh đạo thành phố đến cho nàng thực hiện một chút áp lực. Triệu Phi Dương cũng không nói láo, hắn đã đem lúc này báo lên chủ quản văn giáo vệ sinh lãnh đạo thành phố, cũng thu được lãnh đạo ủng hộ. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, đã như vậy, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền có thể có được giải quyết, Triệu viện trưởng, ta sẽ tiếp tục theo vào chuyện này. Nàng đứng dậy. Triệu Phi Dương minh bạch Mai Như Tuyết đây là muốn tiễn khách ý tứ, hắn lời còn chưa nói xong toàn nói xong, trong lòng có chút không vui, nhưng là che giấu rất khá, cười đứng dậy, ta còn có việc, cáo từ trước. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu,
cũng không cùng hắn nắm tay ý tứ, ta tiễn ngài một chút. Triệu Phi Dương để nàng dừng bước, Mai Như Tuyết vẫn kiên trì đưa đến đầu bậc thang, an bài chủ nhiệm phòng làm việc thay nàng đưa đến bãi đỗ xe. Triệu Phi Dương lên xe, Cảnh Văn Tú cùng Hứa Thuần Lương đều đang len lén quan sát sắc mặt của hắn. Cảnh Văn Tú cẩn thận hỏi, Triệu Việt, thuận lợi sao? Triệu Phi Dương cười cười, không có trả lời vấn đề của nàng. Tiểu Hứa, giá người bạn này không đơn giản a. Hứa Thuần Lương vừa nghe liền hiểu, Triệu Phi Dương đàm phán bên trong không có chiếm được tiện nghi, hắn cười nói, ta cùng với nàng không tính là bằng hữu, Mai Như Tuyết người này làm việc công và tư rõ ràng, liền xem như bằng hữu, người ta cũng không nể tình. Triệu Phi Dương nói, không ngoài dữ liệu của ta a, lại đem bóng ra đá cho trong huyện, chuyện này nhìn đến còn phải để trong thành phố ra mặt. Cảnh Văn Tú nói, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bọn hắn còn có thể chống chế hay sao? Triệu Phi Dương thở dài nói, lão cố người này a, lúc trước tiếp quản thời điểm liền nên minh xác quyền tài sản, có chút vấn đề là không thể trì hoãn, kéo đến kéo trở thành lịch sử còn sót lại vấn đề. Hứa Thuần Lương đối với hắn câu nói này có chút phản cảm, Cố Hậu Nghĩa đều đi, làm gì còn hướng người ta trên thân trốn tránh trách nhiệm. Cố Hậu Nghĩa năm đó không phải là không muốn cầm xuống quyền tài sản, Thạch Lương Chấn quyết định 3 năm sau khởi động quyền tài sản chuyển nhượng, cũng là đối bọn hắn tự thân lợi ích bảo hộ. 3 năm là khảo nghiệm kỳ, trên hợp đồng cũng viết rõ ràng, nếu như Trường Hưng không có thực hiện ban sơ hứa hẹn, người ta là có quyền cự tuyệt quyền tài sản chuyển nhượng. Nếu như Đông Châu Thị không có sắp mở phát Nguy Sơn Đảo xếp vào trọng điểm khai phát kế hoạch, như vậy Trường Hưng vẫn sẽ hay không giữ lại Nguy Sơn Đảo phân viện đâu? Đáp án là rõ ràng. Đông Nghiễm Sinh nhiệt tình chiêu đãi Triệu Phi Dương một nhóm, đêm đó hắn cũng kích mời trưởng trấn Mai Như Tuyết, nhưng là Mai Như Tuyết lấy cớ có việc không có tham gia. Bởi vì Triệu Phi Dương ở đây, mọi người uống rượu đều câu nệ rất nhiều, dù sao ai cũng không muốn tại dưới loại trường hợp này thất thố, nhất là Nghiêm Hồi Ý, hắn đối Triệu Phi Dương vốn là có oán khí, vạn nhất uống nhiều, chưa chừng mượn chênh choáng nói ra lời gì tới. Đêm nay mở hai bàn, không có an bài Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương ngồi cùng bàn, Nghiêm Hồi Ý lúc đầu an bài tại Triệu Phi Dương bàn kia, nhưng là hắn chủ động đi mặt khác một bàn. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau hắn đối Triệu Phi Dương kế hoạch lớn đại kế không có bất kỳ cái gì hứng thú, còn không bằng cùng những đồng nghiệp khác uống rượu tự tại, hiện tại hắn tâm đã hoàn toàn bay về phía bệnh truyền nhiễm viện, đã đang câu họa tương lai bản thiết kế. Nghiêm Hồi Ý hướng đi cũng không phải bí mật gì, tham gia tiệc tối đồng sự đều mượn rượu đưa lên chúc phúc. Triệu Phi Dương bàn kia kết thúc tương đối sớm, Đông Nghiễm Sinh bồi tiếp hắn đi du thuyền bên trên thưởng thức cảnh đêm, kỳ thật hai người là đơn độc nói chuyện hợp tác. Đông Nghiễm Sinh từ khi nghe nói Trường Hưng chữa bệnh dưỡng lão kế hoạch về sau, liền biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, lần này chiêu đãi đến như thế long trọng cũng là nguyên nhân này. Bọn hắn bên kia vừa kết thúc, những người khác cũng không tiện trì hoãn, không đến 8 chút rượu yến liền kết thúc, đêm nay Triệu Phi Dương còn muốn trở về, Đông Nghiễm Sinh sẽ đích thân đem hắn đưa đến Cổ Tuyền Trấn, cùng một chỗ trở về còn có Cảnh Văn Tú cùng Đường Minh Mị. Nghiêm Hồi Ý cũng lựa chọn cùng thuyền rời đi, Triệu Phi Dương đưa cho hắn một cái nhân tình. Để hắn không cần ở chỗ này thủ đến cuối tháng, trở về làm đến đảm nhiệm chuẩn bị từ Cao Tân Hoa tiếp nhận tiếp xuống chất khống công việc. Kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng không có gì chất khống công việc, Triệu Phi Dương dự tính ban đầu chính là vì khó Nghiêm Hồi Ý, hiện tại đã không có cái kia tất yếu, dứt khoát đưa cái thuận nước song thuyền. Cao Tân Hoa lúc đầu không có ý định trở về, Đồng Nghiễm Sinh muốn lưu hắn ở thêm 2 ngày, đã an bài cho hắn tốt chỗ ở, bên cạnh không có có lão bà cực khổ lẩm bẩm. Có thể sướng thoải mái nhanh uống 2 ngày, coi như thả 2 ngày nghỉ. Hứa Thuần Lương đêm đó cũng không đi, du thuyền rời đi về sau, Vương Kim Vũ một lần nữa an bài một chút thịt rượu, bọn hắn hai người an vị tại Đông Nghiễm Sinh biệt thự trên sân thượng lại uống. Đêm đó thời tiết không tốt, có chút âm, không nhìn thấy trăng sao, bất quá đối với uống rượu người tới nói căn bản không quan tâm hoàn cảnh. Chung quanh không có những người khác, Cao Tân Hoa nói chuyện cũng không cần đến như vậy cố kỵ. Hắn nói cho Hứa Thuần Lương một sự kiện. Đoạn thời gian gần nhất, Trường Hưng bệnh viện dẫn vào không ít dân doanh vốn liếng, y mỹ trung tâm, bí nước tiểu trung tâm, nhãn khoa trung tâm, kiểm tra sức khỏe trung tâm đã tuần tự nhận thầu ra ngoài. Triệu Phi Dương xưng là hỗn hợp chế độ sở hữu, hiện tại bệnh viện một ít lão nhân đối với cái này đều có chút cái nhìn. Hứa Thuần Lương đối Trường Hưng cải cách cũng không quan tâm, dù sao Trường Hưng bệnh viện tại Đông Châu lục đại tổng hợp trong bệnh viện xếp hạng hạng chót. Cũng hoàn toàn chính xác đến hẳn là cải cách thời điểm,
nhưng là Cao Tân Hoa nói tới một sự kiện đưa tới chú ý của hắn, y Mỹ trung tâm thầu khoán là Bùi Ngọc. Lúc trước đẹp vô cùng ngực lớn cũng là bởi vì đắc tội hắn mới đóng cửa ngừng kinh doanh, nghĩ không ra cái này 2 tỷ muội nhanh như vậy liền mở ra một cái khác khối chiến trường. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Bùi Ngọc chỉ là một cái khôi lỗi, Bùi Lâm mới là sau màn lão bản, hắn có chút bội phục Bùi Lâm tính bền dẻo, có thể cầm xuống trường Hưng Y Mỹ trung tâm, chứng minh nàng cùng Triệu Phi Dương dựng đăng nhập vào, nàng này thật có chút thủ đoạn. Người trẻ tuổi đối đãi công việc chăm chú là đúng, nhưng là cũng không thể quá chăm chú. Cao Tân Hoa là tại uyển chuyển nhắc nhở Hứa Thuần Lương, đừng bị người lợi dụng. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn nói bóng gió, Cao Thúc, ngài là lo lắng ta bị người làm vũ khí sử dụng. Cao Tân Hoa cười cười, chuyện này không thể làm rõ, kỳ thật sớm tại Triệu Phi Dương để Hứa Thuần Lương phụ trách y tế chỗ, lại không ngừng xếp vào nhân thủ thời điểm hắn cũng có chút khó chịu, cho rằng Triệu Phi Dương đang lợi dụng Hứa Thuần Lương. Sự thật chứng minh Triệu Phi Dương chưa hề cân nhắc qua để Hứa Thuần Lương đảm nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm, gần nhất thay đổi nhân sự tấp nập, theo tin tức đáng tin, Trung tâm Y viện Y tế chỗ phó chủ nhiệm Tằng Hồng Lâm sẽ điều đến Trường Hưng đảm nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm. Lần này Nguy Sơn đảo sự tình vẫn là như thế, viện trưởng đặc biệt trợ lý chính là cái hữu danh vô thực chức xuông, phân viện phó viện trưởng, đồng dạng không có gì thực tế ý nghĩa. Hứa Thuần Lương ăn thiệt thòi tại văn bằng quá thấp, Triệu Phi Dương hẳn là so với ai khác đều rõ ràng điểm này, nếu như hắn thực sự coi trọng Hứa Thuần Lương, hẳn là đặc biệt sách cái môn phụ. Tại Cao Tân Hoa xem ra chuyện này đối với Triệu Phi Dương tới nói không có nhiều độ khó. Chí ít cho tới bây giờ, Triệu Phi Dương chỉ là đem Hứa Thuần Lương định vị là một thanh khoái đao, chuyên môn dùng để bổ ra Trường Hưng nội bộ phân loạn như tê dại bộ phận. Hứa Thuần Lương kính hắn một chén rượu, sau đó cho hắn rót, Cao Thúc, ngài không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc, hắn lấy ta làm đao, ta mượn hắn thế, chỉ cần hắn xứng đáng ta vui lòng giúp hắn giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Mọi người đôi bên cùng có lợi, ai cũng không mất mát gì. Cao Tân Hoa phát hiện mình còn đánh giá thấp tiểu tử này, bất quá hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương trí tuệ siêu việt Triệu Phi Dương, thấp giọng nói, người đại khái đối dẫn vào dân doanh vốn liếng khái niệm thiếu khuyết hiểu rõ, Trường Hưng vẫn luôn là bệnh viện công, ta lo lắng tiếp tục như vậy, sớm chậm một ngày công lập lại biến thành tư doanh. Ngài là nói hắn muốn đem Trường Hưng chiếm làm của riêng. Cao Tân Hoa lắc đầu, đó cũng không phải. Hắn là cái có lý tưởng có khát vọng người, nhìn ra được hắn nghĩ làm chút chuyện. Cao Tân Hoa không nói vì Trường Hưng, bởi vì Triệu Phi Dương cũng không phải là Trường Hưng hệ xuất thân, đối Trường Hưng không có giống bọn hắn những này thổ dân một dạng tình hoài. Triệu Phi Dương chân chính cảm thấy hứng thú chính là thi triển khát vọng, Trường Hưng chỉ là hắn cải cách ruộng thí nghiệm, vì phát triển, hắn không tiếc phá rồi lại lập, nếu như về sau có tốt hơn không gian phát triển, hắn thậm chí sẽ không chút do dự tướng Trường Hưng bỏ xuống. Trên một điểm này hắn cùng Cố Hậu Nghĩa hoàn toàn khác biệt, Cố Hậu Nghĩa là tướng Trường Hưng trở thành nhà, tướng Trường Hưng nhân viên đương thành người nhà đối đãi. Bất quá chính là bởi vì đây, Cố Hậu Nghĩa tại Trường Hưng cải cách mới tiến triển được chậm rãi như vậy, có lẽ đương kim thời đại càng cần hơn Triệu Phi Dương làm như vậy bộ. Hứa Thuần Lương nói, có khát vọng là chuyện tốt liền sợ năng lực xứng đôi không được dã tâm. Cao Tân Hoa hai mắt sáng lên, Hứa Thuần Lương có thể nói câu nói này. Liền chứng minh hắn đối Triệu Phi Dương cũng thấy phi thường rõ ràng. Kỳ thật Cao Tân Hoa gần nhất thời gian cũng không dễ vượt qua, tại trong mắt người khác, hắn rất được Triệu Phi Dương tín nhiệm, nhưng là hắn đối Triệu Phi Dương cải cách kế hoạch đã không ưa cũng không tán đồng. Hắn là Trường Hưng lão nhân, hy vọng Trường Hưng phát triển, nhưng là hắn không hy vọng Trường Hưng thoát ly vốn có thể chế, cái gì dẫn vào dân doanh vốn liếng bản sống bệnh viện, trong ngắn hạn hoàn toàn chính xác có thể đưa đến một chút hiệu quả. Nhưng là những cái kia dân doanh vốn liếng tham gia bệnh viện mục đích là cái gì? Suy cho cùng vẫn là trục lợi. Lợi từ đâu ra, hoặc là từ trên người bệnh nhân, hoặc là từ nhân viên y tế trên thân, hoặc là đồng thời tổn hại trở lên cả hai lợi ích, không thể nào tất cả mọi người có thể có được lợi ích. Cố Hậu Nghĩa tại nhiệm thời điểm, cũng đã làm tương quan nếm thử, cuối cùng cho thấy, y Mỹ trung tâm mang cho Trường Hưng bệnh viện lợi ích muốn thấp hơn nhiều mang tới mặt trái hiệu ứng. Cố Hậu Nghĩa cũng là bởi vì việc này mà ảm đạm rút lui, cái này giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu. Vốn cho rằng vết xe đổ còn tại đó, Triệu Phi Dương sẽ lấy đó mà làm gương, nhưng là hắn tại đi vào Trường Hưng không lâu về sau, liền bắt đầu đại lượng dẫn vào dân doanh vốn liếng, trước mắt phòng bao bên ngoài chính sách vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Cao Tân Hoa thậm chí cho rằng cứ theo đà này Trường Hưng kết cục chính là sở hữu tư nhân, nếu quả thật có một ngày như vậy. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận,
hắn thậm chí có chút hâm mộ Nghiêm Hồi Ý kịp thời rời sân, nếu như Triệu Phi Dương bước chân bước đến như thế lớn, như vậy mình cũng nên cân nhắc rời đi. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài đối với hắn cải cách không có hứng thú, cũng không muốn bị hắn buộc chặt, lo lắng hắn về sau vạn nhất xảy ra chuyện, người có thể sẽ bất hạnh cõng nồi. Cao Tân Hoa kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu tử này thấy thế mà như thế thấu triệt. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngài không cần cảm thấy giật mình, người phiền muộn đều viết lên mặt, ta nhìn ra được, người khác tự nhiên cũng nhìn ra được. Lãnh đạo đem ngươi đặt ở vị trí này bên trên, ngươi không cách nào cho lãnh đạo trợ lực, như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành lãnh đạo lực cản. Cao Tân Hoa bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, biểu thị đối với hắn lời nói này tán đồng. Hứa Thuần Lương nói, Cảnh Văn Tú lúc trước dùng biện pháp gì, liền một ngày đều không tới đây bên trong đi làm. Cao Tân Hoa trải qua hắn nói chuyện, rộng mở trong sáng, giả bệnh. Vẫn là tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều, thế nhưng là tất cả mọi người là hệ thống vệ sinh người, nếu như giả bệnh khẳng định không thể gạt được Triệu Phi Dương con mắt, Triệu Phi Dương biết mình giả bệnh tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra cái nhìn, chuyện này truyền đến lão lãnh đạo nơi đó cũng sẽ phi thường xấu hổ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần lo lắng hắn nhìn thấu, ta có biện pháp để ngươi có thể toàn thân trở ra. Cao Tân Hoa hướng về phía trước thăm dò thân thể, biện pháp gì? Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, thiên cơ bất khả lộ. Hai ngày sau, Cao Tân Hoa ở trên đảo qua đủ câu cá nghiệt, Hiển Hồng nông trường không thiếu cá đường, Đông Nghiễm Sinh đặc địa chọn lấy một cái chuyên câu liên dung đường tử, Cao Tân Hoa câu đến một cái lớn nhất chừng 60 cân. Mặc dù cùng ở tại một tòa thành thị, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết bình thường cũng rất ít gặp mặt. Cao Tân Hoa câu cá thời điểm Đông Nghiễm Sinh liền ở một bên bồi tiếp. Cao Tân Hoa nói, thật sự là náo không rõ các ngươi loại này kẻ có tiền, đều kiếm nhiều như vậy. Còn không phải chạy đến cái này đảo hoang bên trên làm ruộng nuôi cá, có phải hay không càng là kẻ có tiền càng là cảm thấy mình tiền thiếu. Đông Nghiễm Sinh nở nụ cười, ta chính là cái nông dân, mặc kệ lúc nào còn là cảm thấy thổ địa thân nhất. Ngươi hẳn phải biết, con người của ta nhàn không xuống, thừa dịp tay chân coi như lưu loát, cho quê quán làm điểm cống hiến. Ta nếu là ngươi, cái gì đều không làm, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Cao Tân Hoa cái chốt tốt mồi câu, một lần nữa tướng lưỡi câu đầu nhập đường bên trong. Mỗi người hưởng thụ sinh hoạt tiêu chuẩn không giống, ta hiện tại liền rất hưởng thụ. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, Đông Nghiễm Sinh câu nói này không sai, hắn hướng Đông Nghiễm Sinh muốn một điếu thuốc, Đông Nghiễm Sinh rút ra một chi, tại mình ngoài miệng đốt lên lại nhét vào trong miệng hắn. Cao Tân Hoa hút một hơi Đông Nghiễm Sinh nước bọt khói, không khỏi nhớ tới bọn hắn năm đó trên chiến trường thời điểm, khi đó liền liền một điếu thuốc cái mông đều cướp rút, không thể nín được cười, lão Đông, người có phải hay không cảm thấy hiện tại mùi thuốc lá không bằng chúng ta tham gia quân ngũ vậy sẽ quá sức. Đông Nghiễm Sinh điểm một chi, dùng sức hút một hơi nói, người nếu là không nói ta vẫn không cảm giác được đến, đúng vậy a, thuốc lá này mùi vị càng lúc càng mờ nhạt, cũng có thể là chúng ta khẩu vị biến nặng. Cao Tân Hoa nói, khi đó rút chi điếu thuốc đều có hạnh phúc cảm giác, hiện tại cho dù tốt khói cũng rút không ra cái loại cảm giác này rồi. Gà thịt cá trứng cũng ăn không từng ra đi hương vị. Ta nhìn ngươi là ngày sống dễ chịu nhiều, liền nên thỉnh thoảng dưới mặt đất hương rèn luyện một chút, ức khổ tư ngọt, nếu không ngươi nhiều ở vài ngày, ta cho ngươi một ngày ba bữa an bài khoai lang cơm, bảo đảm ngươi một tuần sau ăn mà hương. Cao Tân Hoa cười lắc đầu, hiện tại nông thôn không thể so với trong thành chênh lệch. Dù sao nhìn ngươi trôi qua cùng thần tiên lấy, Hiển Hồng nông trường chính là của ngươi vương quốc độc lập, liền du thuyền đều lăn lộn đến, nhưng ngươi được lắm đấy. Đông Nghiễm Sinh nói, ta không thích ngồi thuyền, kia chiếc du thuyền chỉ là vì xí nghiệp hình tượng, ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài, liền nói cái này Nguy Sơn đảo bên trên vẫn là có rất nhiều gia đình nghèo khốn. Hiện tại nông thôn, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công, tuổi già hóa nghiêm trọng, các ngươi người trong thành có về hưu tiền lương, nông dân có cái gì bảo hộ. Cao Tân Hoa ánh mắt nhìn về phía nơi xa bên hồ có không ít người ngay tại lao động, hắn lúc này mới ý thức được Hiển Hồng nông trường thuê không ít người già, Đông Nghiễm Sinh là cái có tình hoài người, những năm gần đây nếu không có tín niệm để chống đỡ, không ai có thể giống cái kia dạng lên xuống mà hùng tâm không thay đổi. Cùng Đông Nghiễm Sinh so sánh Cao Tân Hoa còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, thế nhưng là hắn lại đã không có phấn đấu động lực, nữ nhi xác định bảo đảm nghiên, gia đình hòa thuận, sự nghiệp bên trên cũng không có lên cao không gian. Hắn đã chấp nhận nhân sinh tiến vào hạ nửa trình hiện thực. Cao Tân Hoa là cái dễ dàng thỏa mãn người, an vu hiện trạng, kháng cự mạo hiểm, chính vì vậy, Triệu Phi Dương đến về sau một hệ liệt cấp tiến cử động mới khiến cho hắn cảm thấy bất an,
kỳ thật cơ quan sự nghiệp trong đơn vị hơn phân nửa người đều ôm lấy hắn đồng dạng tâm thái. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua Cao Tân Hoa bỗng nhiên thở dài, Tân Hoa, người thay đổi. Úp, chỗ nào thay đổi? Trở nên ông cụ non, bốn bề yên tĩnh, không có chút nào đấu trí. Người bộ dáng bây giờ căn bản không giống cái quân nhân. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, quân nhân, đã là vô cùng xa xưa sự tình, cơ quan đơn vị sống an nhàn sung sướng sớm đã để hắn ý thức nguy cơ trở nên đạm bạc, đã mất đi phấn đấu động lực. Mặc dù không có khả năng giống Đông Nghiễm Sinh dạng này đại phú đại quý, nhưng là thắng ở thời gian trôi qua an ổn, ấn nguyệt cầm tiền lương, không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Lão Đông, có hay không nghĩ tới về hưu đâu? Đông Nghiễm Sinh nói, về hưu làm gì a? Người có vợ con nhiệt kháng đầu, ta cái gì đều không có. Người có tiền. Đông Nghiễm Sinh trả một tiếng, tinh nhãn chừng đến chuông đồng, phảng phất muốn xông lên đem Cao Tân Hoa ném tới cá đường bên trong đi. Mình lại dẫn đầu không nín được nở nụ cười. Ta tính đã nhìn ra, ngươi chính là thù dầu, kỳ thật ngươi qua so với ta thoải mái, có người quan tâm ngươi, ta lúc đầu nếu là giống như ngươi lưu ở đơn vị, đoán chừng cũng không có ý chí chiến đấu gì, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Cao Tân Hoa nói, ngươi cái này đáng chết trả thù tâm. Đông Nghiễm Sinh vặn mở một chai nước khoáng đưa cho hắn, Cao Tân Hoa tiếp nhận uống hai ngụm, không câu được, không có ý nghĩa. Đông Nghiễm Sinh gọi tới một công nhân hỗ trợ cầm cá, Cao Tân Hoa lại làm cho công nhân đem cá đều đem thả, hắn câu cá chính là đồ vui lên, quá trình thư thản là được, không cầu kết quả. Đông Nghiễm Sinh nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cho ta thấu lộ chân tướng, Triệu Phi Dương cùng Hoa Niên tập đoàn đến tột cùng tiến triển đến trình độ nào. Cao Tân Hoa nói, ta thật không rõ ràng, coi như ta rõ ràng ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Móa nó, đủ thẳng thắn. Đông Nghiễm Sinh tại Cao Tân Hoa trên bờ vai đập một quyền, tràn đầy lực lượng, đánh cho Cao Tân Hoa lung lay một chút, sau đó lại thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn nhưng so sánh Triệu đại pháo láo cá nhiều, ta cho hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn đối ta thế mà hờ hững lạnh lẽo. Triệu đại pháo là Triệu Phi Dương phụ thân, Cao Tân Hoa già đại đội trưởng, bởi vì tính tình nóng này, tại bộ đội thời điểm được cái tên hiệu này, Đông Nghiễm Sinh mặc dù không phải lính của hắn, nhưng là cũng đã được nghe nói Triệu đại pháo tên tuổi. Cao Tân Hoa đoán chừng Đông Nghiễm Sinh tại chuyện hợp tác bên trên gặp khó, Triệu Phi Dương trong lòng hướng vào đối tượng hợp tác nên là Hoa Niên tập đoàn. Cao Tân Hoa nói, Trường Hưng trước mắt ngược lại là đại lượng dẫn vào dân doanh vốn liếng, bệnh viện có thể cung cấp đầu nhập hạng mục có rất nhiều, người có hứng thú hay không giải một chút. Đông Nghiễm Sinh đối cái khác chữa bệnh hạng mục cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú đến chỉ có chữa bệnh dưỡng lão, ánh mắt nhìn về phía Ba Quang Liễm. Diễm Nguy Sơn Hồ. Nguy Sơn đảo có thể sử dụng thổ địa không ít, Nguyệt Nha vịnh mảnh đất kia mặc dù rất tốt, nhưng không phải duy nhất, các ngươi Trường Hưng muốn ở chỗ này đặt chân phát triển, không có chính phủ ủng hộ là không thể nào. Hắn chỉ nói nửa câu còn có nửa câu là không có ủng hộ của ta các ngươi cũng không tốt làm, nói đến bên môi lại nuốt trở về. Lời này ngươi đã nói với hắn rồi. Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu, hắn đã đem nói hướng Triệu Phi Dương nói rõ. Trường Hưng trước mắt nhận bối rối vấn đề với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì, nhưng là Triệu Phi Dương giống như lấy hổ đối thực lực của hắn khuyết thiếu chính xác ước định, đã qua 2 ngày, còn chưa cho mình minh xác hồi phục, cái này cho thấy Triệu Phi Dương tại đối đãi hợp tác với mình trên sự đề nghị khiếm khuyết thành ý. Đông Nghiễm Sinh nói, có hứng thú hay không sau khi về hưu đến chỗ của ta hỗ trợ. Cao Tân Hoa kinh ngạc nhìn qua hắn. Đông Nghiễm Sinh nói, nếu như Trường Hưng không chịu theo ta hợp tác, ta liền tự mình mở viện dưỡng lão, người đến đương viện trường. Cao Tân Hoa nở nụ cười, ta về hưu còn có 5 năm đâu. Vương Kim Vũ lúc này gọi điện thoại tới, nhắc nhở Đông Nghiễm Sinh 10 giờ sáng muốn cùng Hồ Sơn trấn bí thư Khổng Tường Sinh gặp mặt. Cao Tân Hoa nghe nói hắn muốn đi trong trấn, để hắn thuận tiện đem mình đưa đi bệnh viện, trước khi rời đi, nhất định phải đi phân viện thị sát một chút, không thể để cho người khác cảm thấy hắn chính là vì nghỉ phép mà tới. Khổng Tường Sinh lần này gặp mặt Đông Nghiễm Sinh nguyên nhân là thông chi hắn Hiển Hồng nông trường 2 kỳ công trình xin dùng bị không, bởi vì kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu sự tình, hiện tại cấp trên nghiêm khống trong đảo dùng địa, Đông Nghiễm Sinh 3 tháng trước liền đưa ra xin, Khổng Tường Sinh lúc ấy nói cũng nói rất đầy, nhưng hiện thực lại phi thường đánh mặt. Đông Nghiễm Sinh đối với chuyện này tỏ ra là đã hiểu, dù sao Khổng Tường Sinh chỉ là Hồ Sơn trấn bí thư, hắn cũng không nghĩ tới chính sách biến hóa nhanh như vậy. Đông Châu chính phủ thành phố tướng kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu đưa vào danh sách quan trọng về sau, thổ địa chính sách tất nhiên nghiêm khống, hiện tại Nguy Sơn đảo đã trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon.
Khổng Tường Sinh cũng thông qua những phương thức khác cho Đông Nghiễm Sinh một chút đền bù, tướng Hiển Hồng nông trường xác lập là Hồ Sơn Trấn làm mẫu nông trường sản xuất nước khoáng ký kết Hồ Sơn Trấn cơ quan chỉ định dùng nước, tháng sau trung tuần, Đông Châu cấp quốc gia nghỉ phép khu quan tuyên sẽ lên, cũng sẽ đem Hiển Hồng nông trường làm nhóm đầu tiên đại biểu xí nghiệp tiến hành đẩy giới. Đông Nghiễm Sinh đối Khổng Tường Sinh biểu đạt cảm tạ, chỉ ít chứng minh vị này Khổng Bí Thư vẫn là hiểu được cảm ơn, dùng Hiển Hồng nông trường xe, ăn Hiển Hồng nông trường cơm, thời khắc mấu chốt không có nện Hiển Hồng nông trường nồi. Khổng Tường Sinh tìm hắn còn có một món khác chuyện quan trọng, đó chính là thuê Hiển Hồng nông trường du thuyền, bởi vì gần đây đến đây ở trên đảo khảo sát nhà đầu tư càng ngày càng nhiều, cũng không thể để nhà đầu tư mỗi lần đều thừa phà tới. Đông Nghiễm Sinh du thuyền bình thường sử dụng suất cũng không cao, hắn cũng nguyện ý thuê, bất quá hắn đưa ra một cái yêu cầu, chính là cầm xuống đại hồ hồi thu công ty cánh đồng. Mảnh đất kia thuộc về chính phủ tài sản, nhiều năm qua một mực đối ngoại cho thuê, Đông Nghiễm Sinh nhìn chúng nơi đó nguyên nhân chủ nếu là bởi vì khoảng cách bến tàu rất gần. Thành lập cấp quốc gia nghỉ phép khu về sau, theo du khách tăng nhiều, bến tàu phụ cận khẳng định sẽ hình thành nhân viên tụ tập trung tâm, thu về công ty rách tung tóe xú khí huân thiên cũng ảnh hưởng hình tượng, cho nên hắn nghĩ sớm ra tay bố cục thương nghiệp, tướng nơi đó kiến thiết trở thành Nguy Sơn đảo biểu hiện ra hình tượng danh thiếp một trong. Khổng Tường Sinh biểu thị chuyện này vấn đề không lớn, trong trấn đối bến tàu loạn tượng cũng phi thường đau đầu, gần đây liền định sửa chỉ kia phiến địa phương, bất quá cụ thể sự vụ từ trưởng trấn Mai Như Tuyết phụ trách. Khổng Tường Sinh không phải tại đá bóng, mà là bọn hắn có phần công, gần nhất bởi vì Nguy Sơn đảo bệnh viện nguyên nhân, hắn cùng Mai Như Tuyết ý kiến khác biệt, quan hệ cũng không hòa hợp, còn không bằng Đông Nghiễm Sinh trực tiếp đi cùng Mai Như Tuyết đàm. Mai Như Tuyết văn phòng ngay tại sát vách, Đông Nghiễm Sinh tiện đường đi bái phỏng một chút Mai Như Tuyết, lấy hắn ngay tại chỗ danh vọng căn bản không cần hẹn trước. Vừa tới đến trưởng trấn cửa phòng làm việc trước, liền gặp đồng dạng trước tới bái phỏng Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hô, Đông Tổng, trùng hợp như vậy à? Đông Nghiễm Sinh cười nói, ta tìm đến Mai trấn trưởng đàm chút chuyện. Hứa Thuần Lương cũng là đến tìm Mai Như Tuyết, mà lại hắn là trước đó cùng Mai Như Tuyết hẹn xong thời gian, nghe Đông Nghiễm Sinh nói như vậy, để hắn đi trước đàm, mình quay đầu lại đi vào. Loại này công vụ nói chuyện cũng không thích hợp người thứ ba ở đây, thế là Hứa Thuần Lương dự định đi cổng đi một vòng, hắn cho Mai Như Tuyết phát cái tin tức, để nàng đàm xong sau cho mình gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương chuẩn bị lúc xuống lầu, tuyên truyền khoa trưởng Trương Nhất Bản tiến lên đón, cười nói, Hứa viện trưởng tới. Hứa Thuần Lương vẫn là tại Ngư Thủy Tình lúc nổ cùng hắn nhận biết, bất quá bình thường cũng không có gì liên lạc, cười cười nói, chờ Mai trấn trưởng triệu kiến đâu. Trương Nhất Bản mời hắn đi phòng làm việc của mình ngồi một chút, Hứa Thuần Lương gặp hắn nhiệt tình như vậy, thế là liền theo đi qua. Trương Nhất Bản cho Hứa Thuần Lương ngâm chén trà, ngâm phải là Trúc Diệp Thanh, Hứa Thuần Lương nhớ kỹ lần trước Bùi Lâm đã từng đưa cho hắn hai hộp, giống như một cân mấy ngàn, đối một cái hương trấn tiểu cán bộ tới nói giống như có chút xa xỉ. Trương Nhất Bản lại cầm khói cho Hứa Thuần Lương rút, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, Trương Nhất Bản mình đốt lên một chi, hắn rút đến là thuốc lá thơm. Hứa Thuần Lương trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là cái có bối cảnh quan lại tử đệ. Hiện tại hương trấn cấp cơ sở loại này cán bộ trẻ tuổi không ít, đều là tới mạ vàng, qua không hai năm liền sẽ lên như diều gặp gió. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, trà này không tệ, thật đắt a. Trương Nhất Bản cười nói, ta không hiểu, bằng hữu đưa đến, ta kia chút thu nhập sao đủ. Hứa Thuần Lương cố ý nói, bạn gái. Trương Nhất Bản cười ha ha, bạn trai, bạn học cũ. Hướng pha lê trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ khói bụi nói, Hứa viện trưởng về sau có phải hay không thường trú Nguy Sơn đảo rồi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ngày mai liền trở về, ta chính là cái danh dự phó viện trưởng, nơi này vẫn là kim viện trưởng đương gia. Trương Nhất Bản nhẹ gật đầu, lợi hại a, còn trẻ như vậy đều phó khoa cấp đi. Hứa Thuần Lương nhạy cảm thấy được hắn là tại điều tra mình, cười tủm tỉm nói, không đáng giá nhắc tới. Cũng không nói là cũng không nói không phải, lưu cho Trương Nhất Bản một cái đầy đủ suy đoán không gian, bất quá hắn cũng không nói láo, tại Hứa Thuần Lương trong mắt phó khoa cấp nguyên vốn là không đáng giá nhắc tới. Trương Nhất Bản, ta công việc nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không có lăn lộn đến môn phụ. Hắn phó khoa cấp năm nay liền có thể đạt được giải quyết, còn nhờ vào quý nhân tương trợ. Tại bên trong thể chế hỗn, không có bối cảnh liền mang ý nghĩa không có tiền đồ, liền mang ý nghĩa người mỗi tiến lên một bước nhỏ phải bỏ ra so người khác hơn rất nhiều cố gắng. Hứa Thuần Lương nói, người không đã là khoa trưởng sao?
Trương Nhất Bản, ta cái này khoa trưởng cùng ngươi viện trưởng này không sai biệt lắm. Hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời nở nụ cười, hai người đều là đồ có kỳ danh. Trương Nhất Bản, ta nghe nói ngươi là trung y thế gia. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chỉ tại Đông Châu hồi xuân đường danh khí còn là rất lớn. Trương Nhất Bản, nói câu không xuôi tai, ta cảm thấy trung y không có gì dùng, đều là chút huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Đúng, Thạch Lương thôn Liễu Đại Phu ngươi nghe nói qua sao? Tại bản địa cũng có chút danh tiếng, hồi trước ta mang ta mẹ tìm hắn xem bệnh, người đoán hắn làm gì? Người ta bắt mạch, hắn thế mà giúp ta mẹ nhìn lên tướng tay, giá nói hắn là đoán mệnh vẫn là xem bệnh. Hứa Thuần Lương có chút hối hận đến hắn phòng làm việc, con hàng này rất có thể nói rông dài, mà lại nói cũng không xuôi tai. Hứa Thuần Lương qua loa nói, sau đó ra sao? Trương Nhất Bản, mở mấy uống thuốc, ta cũng không dám để cho mẹ ta ăn, bắt mạch còn có chút đạo lý, xem tướng tay thấy là cái gì bệnh. Dù sao ta đối trung y, hắn lắc đầu, dùng cái này để diễn tả đối trung y khinh thường. Hứa Thuần Lương nói, Liễu Đại Phu trình độ cũng không tệ lắm, tướng tay xem bệnh là có đạo lý, nội kinh thái tố liền liên quan tới tướng tay chẩn bệnh phương pháp. Trương Nhất Bản trêu chọc nói, nội kinh thái tố, kia là phải thêm điểm ăn mặn liệu. Hứa Thuần Lương nói, thái tố là chỉ vật chất chưa hình thành thời điểm trạng thái, cũng chính là có khí vô hình thái độ, người cũng là khí ngưng mà thành, chân chính cao minh bác sĩ có thể thông qua biểu hiện bên ngoài quan sát người bệnh thái tố biến hóa. Trương Nhất Bản cười ha ha, hiển nhiên đối Hứa Thuần Lương câu nói này không có chút nào tán đồng, nghĩ lắc lư mình nhưng không dễ dàng như vậy, hắn nhưng là chính quy 985 trường trung học tốt nghiệp. Hứa Thuần Lương xem thường nhất chính là Trương Nhất Bản loại người này, quen thuộc lấy tự thân nhận biết đi cân nhắc thế giới này, chỉ cần vượt qua hắn nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật đều cho rằng không hợp lý, kỳ thật chính là ếch ngồi đáy giếng, ở ngay trước mặt chính mình biểu hiện ra đối trung y khinh thường chính là vô lễ. Hứa Thuần Lương dự định mượn cớ rời đi thời điểm, Trương Nhất Bản đem tay trái duỗi tới, vậy ngươi giúp ta xem một chút tướng tay, thân thể của ta có vấn đề gì không? Hứa Thuần Lương biết hắn căn bản không phải thành tâm thỉnh giáo, mà là ôm nhìn mình trò cười ý nghĩ, thế là tiếp qua tay trái của hắn, nhìn thoáng qua, lại để cho Trương Nhất Bản đưa tay phải ra. Trương Nhất Bản trong lòng tự nhủ liền xem như xem tướng tay ngươi cũng là ngoài nghề, không biết nam trái nữ phải đạo lý sao. Hứa Thuần Lương bắt lấy Trương Nhất Bản phải đầu ngón tay, nhìn qua hắn vân tay nói, Trương khoa trưởng, thân thể ngươi thật đúng là có chút vấn đề đâu. Ồ, xin lắng tai nghe. Trương Nhất Bản trong lòng tự nhủ ta liền muốn nhìn ngươi làm sao nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái này tay phải quẻ chấn ly hôn quẻ ở giữa có một tuyến tương liên, bình thường giống loại tình huống này dễ dàng bởi vì phong lôi đan sen nhiễu thần minh chi bệnh hoạn. Bởi vì đường dây này bên trên bao hàm tốn vị, căn cứ nội kinh thái tố chỗ ghi chép, chấn thuộc lá gan, mộc, lôi, tốn thuộc tỳ, hộ, gió, cách thuộc tâm, lửa. Mà tâm chủ thần minh. Cho nên ngươi sẽ thường xuyên lại bởi vì phong lôi va chạm nhiễu loạn thần minh. Trương Nhất Bản, ngươi đừng nói đến như vậy mê hoặc, đơn giản điểm. Hứa Thuần Lương cười nói, nghe không hiểu a? Đơn giản tới nói ngươi dễ dàng đến thần kinh phương diện mau bệnh. Trương Nhất Bản nhíu mày, đây không phải quanh co lòng vòng mắng ta bệnh tâm thần. Hắn lắc đầu, nhìn lầm đi ta tinh thần tốt vô cùng, không biết có quá bình thường. Quái, xem ngươi vân tay. Hẳn là thường xuyên lại nhận nhân tố bên ngoài bối rối, nội tâm thường xuyên sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, người giấc ngủ không tốt ra. Trương Nhất Bản sửng sốt một chút, lần này bị hắn đoán trúng, mình đích thật thường xuyên mất ngủ, mà lại nương theo lấy cảm giác bất an, hắn cũng đi bệnh viện nhìn qua thần kinh khoa, Tây y nói hắn là thực vật thần kinh công năng hỗn loạn, cùng Hứa Thuần Lương nói tới đến không mưu mà hợp. Trương Nhất Bản gật đầu nói, áp lực công việc lớn. Giấc ngủ chất lượng không cao. Giống hắn loại tình huống này trong công tác thất bại, vắt óc tìm mưu kế mưu cầu thượng vị gia hỏa bình thường giấc ngủ đều chẳng ra sao cả. Hứa Thuần Lương vạch tay phải hắn tâm tuyến tại ngón út phong, còn chỉ phong đối ứng chỗ có vòng hoa văn, nói rõ hắn thiếu dương, thiếu âm, thái dương tam kinh bị hao tổn. Bàn tay trái sừng phong có loạn văn, nói rõ đối ứng tam tiêu, tâm bao kinh lạc bị hao tổn. Hổ khẩu màu sắc ảm đạm, bình thường mang ý nghĩa tính khí, lá gan, đại tràng công năng hạ thấp. Bởi vì nơi này là tính khí, lá gan, đại tràng hình chiếu. Tâm hư hỏa vượng, thận âm hư không thể tế tâm hỏa, bình thường sẽ dẫn đến tim nhói nhói. Trương Nhất Bản bắt đầu còn xem thường, nhưng càng nghe càng là kinh hãi, Hứa Thuần Lương nói đến mau bệnh hắn đều có.
hắn bắt đầu hoài nghi Hứa Thuần Lương thông qua một loại nào đó phương pháp cho hắn tâm lý ám chỉ, cái này có tính không một loại khác hình thức PUA, may mắn mình là cái nam, nếu là nữ không được bị hắn lừa tiền lừa sắc còn phải cam tâm tình nguyện. Trương Nhất Bản bỗng nhiên nắm tay rút đi về, Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn vẻ mặt bối rối liền biết mình lời nói mới rồi đã có hiệu quả, con hàng này tâm thái đã loạn tiết tấu. Trương khoa trưởng, ta còn chưa xem xong đâu. Trương Nhất Bản, tai ta minh. Hắn dùng ngón tay nén lấy tai kỳ môn ý đồ làm dịu trong tai tiếng rít, không phải giả bộ, hắn một lo nghĩ lỗ tai liền sẽ vang lên tiếng rít. Hứa Thuần Lương nói, người đây là điển hình chứng hư A, vất vả quá độ, ấn ép tai kỳ môn, u tai âm thanh có thể yếu bớt, nhưng là dừng lại một cái vang lên vẫn như cũ. Trương Nhất Bản trừng lớn hai mắt, hắn cũng không tướng mình triệu chứng kỹ càng nói cho Hứa Thuần Lương, nhưng Hứa Thuần Lương vậy mà nói đến rõ ràng. Tiểu tử này hẳn là thật là một cái thần cơ diệu toán thần toán tử. Trương Nhất Bản gật đầu nói, đúng đấy, đi qua ngẫu nhiên phát tác, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát tác, mà lại vang lên đặc biệt nghiêm trọng, có đôi khi ta ngủ đến nửa đêm, trong lỗ tai đều lại đột nhiên vang lên. Hứa Thuần Lương xích lại gần nhìn nhìn mặt hắn sắc, người kết hôn chưa? Trương Nhất Bản lắc đầu. Hứa Thuần Lương lại nói, có bạn gái? Không có a. Có phải hay không thường xuyên cảm thấy xương sống thắt lưng mỏi mệt? Trương Nhất Bản liên tục gật đầu, giống chúng ta dạng này cả ngày dựa bàn công tác khẳng định là tránh không khỏi. Bắt đầu cảm giác được Hứa Thuần Lương người này có chút đáng sợ, sáo lộ có chút sâu, bất chi bất giác liền đem trạng huống thân thể của mình cho moi ra tới. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc một tiếng nói, Trương khoa trưởng chỉ sợ không chỉ là dựa bàn công việc đi, phiền phức há mồm để ta xem một chút đầu lưỡi. Trương Nhất Bản há to mồm, lè lưỡi. Đầu lưỡi của hắn màu sắc lệch đỏ, hai bên phát tím, bựa lưỡi mỏng mà hoàng dính. Hứa Thuần Lương lại đưa ra vì hắn bắt mạch, Trương Nhất Bản do dự một chút vẫn là vươn tay ra, hắn mạch tượng chìm dây cung. Hứa Thuần Lương nói, lá gan úc hóa lửa, cùng ứ giao kết kinh mạch, thận trải qua khép mở mất ti. Trương Nhất Bản một mặt mê hoặc, hắn nghe không hiểu, nhưng là hiện tại cảm thấy Hứa Thuần Lương giống như cũng không hoàn toàn là lắc lư. Hứa viện trưởng, ngươi có thể sử dụng bạch thoại văn sao? Hứa Thuần Lương nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, ngươi thận hư à? Trương Nhất Bản đằng, đỏ bừng cả khuôn mặt, đừng nói giỡn, ha ha. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đã chưa kết hôn cũng không gái bạn, lại có thận hư chứng bệnh, bài trừ chuyện phòng the quá độ nguyên nhân còn lại khả năng chính là ngươi mộng tinh liên tiếp phát sinh. Ta không có, Trương Nhất Bản biện bạch nói. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hai tay của hắn nói, đã không phải tinh quan không cố, như vậy chỉ có thể là đôi tay này quá cần nhanh. Trương Nhất Bản xấu hổ đến hận không thể chui vào bàn làm việc dưới đáy đi, con hàng này không phải cái thần toán tử, căn bản chính là cái ma quỷ, ta liền không nên để hắn nhìn ta tướng tay. Trương Nhất Bản buồn bực cực kỳ, không nên a, cái này cũng có thể nhìn ra. Trên tay của ta lại không có mài ra vết chai. Kỳ thật Hứa Thuần Lương là dùng từng bước phương pháp bài trừ, chủ yếu là Trương Nhất Bản phối hợp, đem những khả năng khác đều sắp xếp trừ đi, còn lại đến một cái duy nhất câu trả lời chính xác chính là hắn thích dùng tay cản. Còn tốt lúc này Mai Như Tuyết cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại để hắn tới, Hứa Thuần Lương đứng dậy, Trương khoa trưởng nếu là nghĩ điều trị thân thể, về sau có thể tới tìm ta có thể giúp ngươi mở chút điều trị thân thể dược vật. Trương Nhất Bản đỏ mặt mạnh miệng nói, thân thể ta không có vấn đề. Hứa Thuần Lương cười cười, con hàng này cũng không phải vật gì tốt, trước tiên cần phải đi rửa tay một cái. Mai Như Tuyết cho Hứa Thuần Lương ngâm chén trà tự mình đưa đến trước mặt hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Mai Như Tuyết nói, để ngươi chờ lâu như vậy, không có ý tứ a. Hứa Thuần Lương nói, hai ta ai cùng ai a. Nhấp một ngụm trà, phát hiện lá trà còn không bằng Trương Nhất Bản. Mai Như Tuyết biết hắn vừa rồi đi Trương Nhất Bản văn phòng, cố ý nói, ngươi cùng sắp xếp trước rất quen a. Hứa Thuần Lương lắc đầu, tổng cộng chưa thấy qua hai lần. Lâu như vậy đều đang nói chuyện gì? Mai Như Tuyết nhìn như hứng hờ, kỳ thật đối bọn hắn nội dung nói chuyện rất hiếu kỳ, dù sao Trương Nhất Bản là nàng đại ca xếp vào ở bên cạnh nhãn tuyến. Hứa Thuần Lương cười nói, nam nhân ở giữa chủ đề không tiện nói cho ngươi. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tìm cái gì? Hứa Thuần Lương đưa cho nàng một trương thẻ mua sắm, lập tức sẽ qua lễ, đây là viện lãnh đạo ý tứ. Mai Như Tuyết để hắn thu hồi đi, mình không thích cái này, mỗi đến ngày lễ ngày Tết loại tình huống này quá phổ biến,
mặc dù các bộ môn hạ đạt cấm chỉ các cấp cán bộ thu lấy quà tặng cùng mở tiệc chiêu đãi hành vi, nhưng là nhiều lần cấm không ngừng, vừa rồi Đông Nghiễm Sinh cũng cho nàng đưa Trương con cua quà tặng kẹt, cũng bị nàng cự thu. Hứa Thuần Lương cũng không có miễn cưỡng, nói cho Mai Như Tuyết mình là phụng mệnh làm việc, dù sao hắn cho, Mai Như Tuyết cũng cự tuyệt, trở về đối viện lãnh đạo cũng có bàn giao. Mai Như Tuyết nhắc nhở hắn đừng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chỗ nào cầm liền chỗ nào lui về, nàng cũng không ăn bộ này. Hứa Thuần Lương cười nói, trong mắt người ta cứ như vậy lòng tham. Mai Như Tuyết nói, đối loại người như ngươi nhất định phải cảnh báo thường xuyên, công việc tốt không học, chuyện xấu nhân huynh vô sự tự thông. Hứa Thuần Lương nói, cái này không tính là chuyện xấu, chứng minh chúng ta Trường Hưng đối Mai Trấn trưởng cảm ơn chi tình. Mai Như Tuyết nói, không cần các ngươi cảm ơn, ta cũng không có đến giúp các ngươi cái gì. Hứa Thuần Lương hỏi quyền tài sản chuyển nhượng sự tình, Mai Như Tuyết cùng hắn giao cái đáy, nàng cá nhân đối Trường Hưng bệnh viện hạng mục này là công nhận, nhưng là Trường Hưng cũng tồn tại nhược điểm, mặc dù Triệu Phi Dương đã chứng minh bọn hắn thực lực, nhưng là tại tài lực phương diện Đại Hằng tập đoàn khẳng định là thắng được. Hiện tại chẳng những Hồ Sơn Trấn nội bộ chính phủ ý kiến khác biệt, Nguy Sơn huyện cấp lãnh đạo cũng là một tường, cuối cùng đưa đến nhân tố quyết định vẫn là Đông Châu chính phủ thành phố. Hứa Thuần Lương nghe rõ, chuyện này mình căn bản không cần quá quan tâm, mấu chốt còn phải dựa vào Triệu Phi Dương đi thượng tầng khơi thông quan hệ, dù sao hắn ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được Mỹ nữ trưởng Trấn ủng hộ, trong khoảng thời gian này hắn tại Nguy Sơn đảo phân viện công việc thậm chí có thể được xưng là vượt mức hoàn thành. Mai Như Tuyết nói, Đông Tổng không phải đối với các ngươi Trường Hưng chữa bệnh dưỡng lão hạng mục cảm thấy rất hứng thú sao? Trường Hưng vì cái gì không tuyển chọn cùng hắn hợp tác? Đông Nghiễm Sinh thực lực mặc dù so ra kém Đại Hằng tập đoàn cùng Hoa Niên tập đoàn hai nhà này đưa ra thị trường công ty, nhưng là Đông Nghiễm Sinh tại bản địa danh tiếng rất tốt, lực hiệu triệu rất mạnh. Nếu như Hiển Hồng Nông Trường cùng Trường Hưng hợp tác, tiền bạc vấn đề khẳng định giải quyết dễ dàng, mà lại có thể thu hoạch được nơi đó chính phủ ủng hộ. Mai Như Tuyết cũng hy vọng nhìn thấy hai nhà bọn họ hợp tác. Hứa Thuần Lương nói không hợp tác, chỉ là còn đang suy nghĩ bên trong. Kỳ thật hắn cũng có chút không hiểu, Trường Hưng thiếu tiền, Đông Nghiễm Sinh có tiền mà lại người ta cùng nơi đó chính phủ quan hệ rất tốt, chỉ cần đạt thành hợp tác, Nguy Sơn đảo vấn để Đông Nghiễm Sinh liền có thể ra mặt giải quyết, căn bản không cần phí lớn như vậy chắc trở, nhưng là Triệu Phi Dương khẳng định có cân nhắc của chính hắn. Mai Như Tuyết nói, các người Triệu viện trưởng dã tâm rất lớn, hắn muốn tại Trường Hưng nhắc lên một trận Đông Châu trước nay chưa từng có chữa bệnh cải cách, đi theo lãnh đạo như vậy, muốn linh hoạt một điểm. Hứa Thuần Lương nghe được nàng nói bóng gió, Mai Như Tuyết lo lắng cùng Cao Tân Hoa không mưu mà hợp, bọn họ cũng đều biết công tư hợp doanh quá trình bên trong tồn tại nguy hiểm to lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện ngươi còn rất quan tâm ta. Mai Như Tuyết nói, đừng làm quá nhiều giải độc. Giữa bằng hữu biểu thị một chút quan tâm cũng là bình thường. Vậy ta về sau cũng muốn quan tâm nhiều hơn ngươi. Mai Như Tuyết thật sự là phục hắn luôn rồi, lời gì đều có thể nói ra đến, không có chút nào thận trọng. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta ngày mai liền về Đông Châu. Mai Như Tuyết nói, trở về nghỉ lễ. Hứa Thuần Lương nói, trở về công việc, ta hiện tại cương vị vẫn là tại y tế chỗ. Ngươi không phải phân viện phó viện trưởng sao? Này, ta đều không có coi là thật, người thế mà tưởng thật, chính là cái danh dự phó viện trưởng. Mai Như Tuyết nhìn không được bật cười, Triệu Phi Dương bánh vẽ công phu không tệ. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy, người ta vừa cho ta phát 5 vạn khối tiền thưởng. Mai Như Tuyết một mặt xem thường, đoán được là Hứa Thuần Lương uy bức lợi dụ đám kia người thuê, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền thuê đạt được ban thưởng, mặc dù thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đến Hứa Thuần Lương chỗ này lại có loại đen ăn đen hương vị. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, trong lòng không thăng bằng, số tiền kia có ta một nửa cũng có một nửa của ngươi, ngươi đem Trương Mục ngân hàng cho ta, quay đầu ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Ngươi cái này là công nhiên đút lót à, cẩn thận ta báo cảnh đem ngươi bắt vào đi. Hứa Thuần Lương nói, không muốn dẹp đi ta bằng bản sự kiếm được tiền, ngươi bằng cái gì bắt ta. Mai Như Tuyết nói, về sau ngươi chuyện này đừng nhắc lên ta. Ta là tại không biết rõ tình hình tình trạng hạ bị ngươi lợi dụng, mỗi nhớ tới chuyện này ta đều hận đến nghiến răng. Hứa Thuần Lương cười nói nhiều như vậy còn không phải muốn ăn ta dừng lại, đêm nay có rảnh không? Ta mời khách. Mai Như Tuyết biểu thị mình thật không có không, gần nhất trong trấn công việc bận rộn, cấp quốc gia nghỉ phép khu nghi thức khởi động sắp tới gần, từ trên xuống dưới cả ngày đều ở tăng ca chuẩn bị,
không phải nàng hẳn là cho Hứa Thuần Lương tiễn đưa. Hứa Thuần Lương nói không cần đến tiễn đưa hắn cũng không phải một đi không trở lại, quyền tài sản sự tình còn không có chứng thực, về sau thường thường khẳng định còn về được quấy giày. Hứa Thuần Lương trở về Đông Châu trên đường nhận được gia gia điện thoại, lão gia tử nói cho hắn biết một tin tức tốt, hắn hai cái cô hai ngày này đều trở về, bởi vì Trung Thu cùng Quốc Khánh đều tại một ngày, cho nên hai nhà bọn họ thừa dịp ngày nghỉ này đều trở về. Hứa Trường Thiện thanh âm lộ ra kích động, hắn cũng có đoạn thời gian không có gặp nữ nhi ngoại tôn. Hứa Thuần Lương hỏi một chút bọn hắn khi nào đến, có cần hay không nhận điện thoại. Hứa Trường Thiện để hắn không cần quan tâm, hết thảy đều giao cho Trịnh Bồi An. Hứa Thuần Lương nhớ tới Trịnh Bồi An lúc còn trẻ truy cầu qua mình tiểu cô Hứa Gia Văn, cho tới bây giờ hắn còn một người chưa chừng cũng là bởi vì trong lòng còn băn khoăn nàng, nếu thật là dạng này, lão Trịnh ngược lại là rất dài tình. Cao Tân Hoa lần này cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ trở về, nghe nói chuyện này cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Kỳ thật cái ngày lễ này nhà hắn cũng là đại đoàn viên là thời điểm, phụ thân Cao Hoành Đường cùng nữ nhi Cao Hiểu Bạch cùng một chỗ từ kinh thành trở về. Cao Tân Hoa để Hứa Thuần Lương chọn ngày, hai nhà người cùng nhau tụ tập, hắn tới làm đông. Hứa Thuần Lương hiện tại không tốt định thời gian ở giữa, dù sao còn phải chờ hai vị cô đến lại nói. Cao Tân Hoa kỳ thật trong lòng tồn lấy một cái ý nghĩ, muốn cho Hứa Thuần Lương cùng nữ nhi gặp mặt một lần. Hắn đối Hứa Thuần Lương tiểu tử này là càng ngày càng thưởng thức, có thể nói ngoại trừ trình độ kém chút, phương diện khác đều là tương đương ưu tú, nhưng là chuyện này không tốt tại người nhà trước mặt sách, biện pháp tốt nhất chính là để hai đứa bé gặp mặt một lần, cố gắng có thể nhìn vừa ý đâu, chỉ muốn gặp mặt liền có cơ hội liền phải dựa vào hắn cái này đương gia giải sáng tạo ra. Hứa Thuần Lương kiếp trước một thân một mình chuyên tâm tu luyện, kết thân tình khái niệm liền tương đối đạm bạc, hắn đối với mấy cái này thân thích cũng không có nhiều ấn tượng. Hai vị cô cũng chính là ngày lễ ngày Tết tới một chuyến, mỗi lần đều là đến đi vội vàng, rất ít đeo người nhà đồng hành. Bất quá các nàng có thể tới cũng là chuyện tốt, chỉ ít có thể để cho gia gia vui vẻ, lão gia tử ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng đối ba vóc dáng nữ đều là cực kỳ lo nghĩ. Cao Tân Hoa hỏi phụ thân hắn Hứa Gia Hiên lần này có trở về hay không đến, Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có nghe gia gia nhắc qua, đoán chừng đại khái suất là sẽ không trở về. Kỳ thật trong khoảng thời gian này phụ mẫu đều có gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương từ chối không tiếp nguyên nhân không phải là bởi vì đối bọn hắn có ý kiến, mà là một lần không thể nào tiếp thu được hai cái này trên sinh lý phụ mẫu. Hiện tại Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn thích ứng mình nhân vật, phụ mẫu cũng chẳng qua là xưng hô thôi, đã gặp nhau chính là hữu duyên. Cao Tân Hoa nói cho Hứa Thuần Lương, y tế chỗ tiết sau liền sẽ đến một vị chủ nhiệm mới Tằng Hồng Lâm. Mang ý nghĩa Hứa Thuần Lương sau khi trở về không còn phụ trách chủ trì y tế chỗ công việc. Chớ nhìn hắn là viện trưởng đặc biệt trợ lý, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện phó viện trưởng, nhưng suy cho cùng vẫn là cái khoa viên, về phần hắn công tác cụ thể an bài, quay đầu còn phải nhìn Triệu Phi Dương ý tứ. Hứa Thuần Lương đối với cái này thấy rất mở, dù sao hắn hiện tại cương vị còn tại y tế chỗ, sống ngày nào hay ngày ấy. Hứa Thuần Lương đối Triệu Phi Dương vẫn là có lòng tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi mình. Lúc đầu hắn cũng không muốn tại y tế chỗ một mực ở lại, có thể đổi cái hoàn cảnh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Cao Tân Hoa để lái xe đem Hứa Thuần Lương đưa đến Hồi Xuân Đường, chờ đến lúc đó, phát hiện cha hắn Cao Hoành Đường cũng tại, hai vị lão gia tử ngồi tại cửa ra vào một bên đánh cờ một bên nói chuyện phiếm. Nhìn thấy cháu trai trở về, Hứa Trường Thiện cũng không dưới gặp kỳ ngộ, đứng dậy cười nghênh đón tiếp lấy, Hứa Thuần Lương từ trong cóp sau sách ra không ít thổ đặc sản. Kêu một tiếng ra ra. Hứa Trường Thiện mừng rỡ mặt mày hớn hở, đem một bên lão giả tóc trắng giới thiệu cho cháu trai, người Cao gia gia cũng không nhận ra. Hứa Thuần Lương lúc này mới đem lão nhân này cùng Cao Tân Hoa phụ thân đối đầu hào, tranh thủ thời gian kêu một tiếng Cao gia gia. Cao Hoành Đường vui tươi hớn hở nói, một đoạn thời gian không thấy, Thuần Lương trổ mã đến tuấn tú lịch sự a. Hứa Trường Thiện nói, cái này may mắn mà có Tân Hoa có phương pháp giáo dục. Cao Tân Hoa cũng không dám giành công, Hứa Thúc. Đó là các ngươi gia giáo tốt, không quan hệ với ta. Hứa Trường Thiện lưu hắn hai người ăn cơm, Cao Tân Hoa nghe nói nữ nhi đã trở về, vội vã trở về gặp nàng, ước định hai ngày nữa hắn tới làm đông mời ăn cơm, hôm nay liền không làm phiền. Đưa mắt nhìn Cao gia phụ tử rời đi, Hứa Thuần Lương cầm lên hành lý hướng bên trong chuyển, Hứa Trường Thiện cho hắn hỗ trợ. Nói cho Hứa Thuần Lương đêm nay hắn tiểu cô liền đến, ban đêm Trịnh Bồi An lái xe đi phi trường đón. Vừa nâng lên Trịnh Bồi An liền lái một chiếc Audi Q5 đã đến,
đây là hắn vừa mua xe, gần nhất Q5 ưu đãi cường độ cực lớn, Trường Hưng không ít nhân viên y tế đều đổi cái này xe, Trịnh Bồi An cũng theo Đại Lưu làm một cỗ. Hứa Thuần Lương biểu thị cùng Trịnh Bồi An cùng đi, dù sao tiểu cô từ Hương Giang thật xa tới, không có Hứa gia nhân nhận điện thoại không tốt. Trịnh Bồi An hôm nay rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua, vừa cắt đầu, dâu ria cào đến sạch sẽ. Nhìn qua trẻ lại không ít. Hứa Thuần Lương nhìn hắn một cái, phát hiện Trịnh Bồi An khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều mang ấm áp ý cười, nhịn không được nhắc nhở hắn, Trịnh Thúc, ta tiểu cô gia đình bây giờ hạnh phúc đâu. Trịnh Bồi An minh bạch hắn ý tứ, đừng sợ, ta không có phá hư nhà nàng đình ý tứ, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, ngươi liền không thể gặp ta cao hứng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng ta tiểu cô năm đó tình huống như thế nào? Trịnh Bồi An nói, không có tình huống như thế nào, là ta mong muốn đơn phương, đối, đợi lát nữa gặp nàng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, khoảng cách máy bay đến thời gian còn có hơn 2 giờ, đi đến có chút sớm, bởi vậy có thể thấy được Trịnh Bồi An so với bọn hắn Hứa gia nhân đều sốt ruột. Trịnh Bồi An nhận là không có chút nào sớm, trên đường tình huống như thế nào đều có, vạn nhất gặp gỡ kẹt xe liền phiền toái, không nghĩ tới thật đúng là để hắn cho nói, cũng nhanh đến cửa ra phi trường thời điểm, thật gặp kẹt xe, đợi chừng hơn một giờ con đường mới khôi phục thông suốt. Chờ bọn hắn đi vào sân bay đã chậm, còn không có tiến vào sân bay dừng xe khu, Hứa Thuần Lương điện thoại liền vang lên, là tiểu cô Hứa Gia Văn gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông điện thoại, liền nghe đến một cái buồn bực thanh âm nói, làm be be a. Làm sao còn chưa tới a? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, thanh âm này nghe tuổi trẻ khẳng định không phải hắn tiểu cô. Một bên Hứa Gia Văn âm thanh âm vang lên, Alice, không có quy củ, điện thoại cho ta. Nguyên lai vừa mới cào nhau chính là biểu muội của hắn Chân Thuần. Hứa Gia Văn tiếp qua điện thoại di động hỏi bọn hắn ở nơi nào, Hứa Thuần Lương mở miễn đề, nghe được Hứa Gia Văn thanh âm, Trịnh Bồi An lập tức đánh máu gà hưng phấn lên, Gia Văn, chúng ta đến sân bay, cái này đi đón ngươi. Ngươi là, cái này lúng túng, Trịnh Bồi An cười khan hai tiếng, ta Trịnh Bồi An a, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu. Hứa Gia Văn nở nụ cười, có thể nghe không hiểu sao? Đùa ngươi đây, nhanh lên đến đây đi, trời có chút trời mưa. Nàng đem địa điểm phát tới. Trịnh Bồi An dựa theo nàng phát vị trí đem xe lái đi, khoảng cách rất xa liền thấy kéo lấy hai cái lớn dương hành lý hai mẹ con đứng tại ngôi sao tự nhiên trong mưa. Xe vừa ngừng tốt, Trịnh Bồi An liền đẩy cửa liền xông ra ngoài, hắn so Hứa Thuần Lương động tác nhanh hơn, trước tiên xuất hiện tại Hứa Gia Văn trước mặt, đầy mặt nụ cười nói, Gia Văn. Hứa Gia Văn mặc dù người đã trung niên, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, khí chất dịu dàng đoan trang, mọi cử động lộ ra phần tử trí thức cao cấp đặc hữu tài trí đẹp. Bên người nàng Chân Thuần mặc màu trắng vệ áo đem đầu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hai tay cắm ở trong túi, hạ thân lại mặc một cái váy cụt màu đen, lộ ra hai đầu vừa mịn lại thẳng chân dài. Đây là Tiểu Thuần A, lần trước gặp ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Trịnh Bồi An đưa tay muốn sờ đầu của nàng, đây là trưởng bối đối vãn bối vuốt ve. Chân Thuần thân thể có chút khoa trương ngửa ra sau, tránh thoát Trịnh Bồi An tay, làm be be a. Tiểu Thuần, không được vô lễ, đây là Trịnh Thúc Thúc. Chân Thuần liếc mắt, Hứa Gia Văn cũng không quản được cái này phản nghịch nữ nhi, hạm giới nói, không có ý tứ, đứa nhỏ này đều bị ta làm hư. Trịnh Bồi An cười nói, người trẻ tuổi có tính cách là chuyện tốt. Hứa Thuần Lương cũng đi tới, kêu một tiếng tiểu cô. Hứa Gia Văn lần trước về tới vẫn là 2 năm trước, có chút ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu thông A, biến hóa thật lớn A, người bây giờ rất đẹp trai A. Nếu như đổi thành trên đường cái gặp được, nàng thật nhận không ra mình bảo bối này chất tử. Hứa Thuần Lương hướng Chân Thuần cười nói, muội muội ngươi tốt. Hứa Gia Văn nói, ca của ngươi. Chân Thuần bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười, cũng không thân thiện, nhìn hẳn là đang cười lạnh. Hứa Thuần Lương cảm giác đứa nhỏ này có chút không có lễ phép. Trịnh Bồi An vội vàng đi lấy hành lý, Hứa Thuần Lương để bọn hắn lên xe trước, đừng bị dầm mưa đến cái này hai cái dương lớn thật đúng là đủ trầm, Hứa Thuần Lương đem hai cái dương hành lý phóng tới trong cốp sau. Đi vào phụ xe ngồi xuống, Trịnh Bồi An nói, ngồi xong, ta cái này lái xe. Hứa Thuần Lương nói cho Hứa Gia Văn, Gia Gia đã tại hồi xuân đường cho các nàng hai mẹ con chuẩn bị xong gian phòng. Hứa Gia Văn lại nói các nàng đã tại Vạn Hào đã đặt xong, đi trước khách sạn dàn xếp lại đi hồi xuân đường nhìn lão gia tử. Hứa Thuần Lương cũng không tiện nói gì,
nhưng Gia Gia đầy cõi lòng chờ mong đợi các nàng trở về, lần này khẳng định phải thất vọng. Chân Thuần từ đầu đến cuối nhìn qua ngoài cửa sổ, đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Hứa Gia Văn hỏi thăm một chút thân thể của phụ thân, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi không sẽ tự mình trở về nhìn. Thật quan tâm Gia Gia cũng sẽ không hai năm mới trở về một chuyến, qua loa vài câu cũng lười nói chuyện. Trịnh Bồi An cảm giác trong xe bầu không khí có chút phi diệu, chủ động ra điều tiết bầu không khí, Gia Văn, Quốc Vĩ không có cùng ngươi đồng thời trở về. Hắn gần nhất đang bận mới đầu đề. Một mực không nói lời nào Chân Thuần cười lạnh một tiếng, tại sao không nói các ngươi ly hôn. Trong xe trong nháy mắt yên lặng xuống, Hứa Gia Văn trên mặt hiện lên một chút tức giận, gặp được nữ nhi không bị trói buộc ánh mắt lại lập tức mềm xuống, dùng sức hít vào một hơi, xua tan phẫn nộ trong lòng. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, tiểu cô ly hôn sự tình bọn hắn cũng không biết, khóe mắt nhìn sang Trịnh Bồi An, con hàng này không che giấu được nội tâm vui sướng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều đang múa may, hắn quả nhiên tặc tâm bất tử. Hứa Gia Văn lắng lại một hạ cảm xúc nói, Alice, ngươi trước khi đến là thế nào đáp ứng ta sao? Chân Thuần nói, ta làm không được giống người dối trá như vậy, rời liền rời, he thỏ rừng. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, chuyện này vẫn là chớ cùng Gia Gia nói. Hắn mặt ngoài là căn dặn Hứa Gia Văn, trên thực tế là tại gõ cái kia phản nghịch tiểu biểu muội. Hai người bọn họ năm mới trở về một chuyến, trở về cũng không phải cho lão gia tử một ngạt, Gia Gia nếu là biết tiểu cô ly hôn khẳng định sẽ không cao hứng. Trịnh Bồi An nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Hứa Thuần Lương quay người nhìn qua Chân Thuần hướng hắn liếc mắt, Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu Thuần, ngươi không muốn để cho ông ngoại sinh khí à. Hứa Gia Văn nhẹ nhàng giật một chút nữ nhi cánh tay, ca của ngươi nói chuyện với ngươi đâu. Gọi ta Alice. Hứa Thuần Lương nói, ta không hiểu tiếng Anh, trong chuyện này hắn ngược lại là không có nói láo. Trịnh Bồi An trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này có chút phản nghịch, ngươi là không biết ngươi vị này biểu ca lợi hại. Nhiều ít hy náo đều bị hắn cho chế đến ngoan ngoãn, lại càng không cần phải nói ngươi một tiểu nha đầu. Trịnh Bồi An trước đem mẹ con họ hai đưa đến Vạn Hào làm vào ở, chờ nửa ngày, chỉ gặp Hứa Gia Văn một người trở về, lại là nữ nhi phạm vào tính tình, không chịu cùng với nàng đi hồi xuân đường, nhất định phải lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, cho nên nàng cũng chỉ có thể một người đi trước. Tiến về hồi xuân đường trên đường, Hứa Gia Văn hướng hai người nói xin lỗi, từ khi vợ chồng bọn họ ly hôn về sau. Nữ nhi liền bắt đầu trở nên phản nghịch, lần này sở dĩ mang nàng trở về, chính là nghĩ nữ nhi cảm thụ một chút gia tộc thân tình. Trịnh Bồi An khuyên bảo nàng mọi thứ đều có cái quá trình, ai lúc còn trẻ đều sẽ phản nghịch, Hứa Thuần Lương năm nay còn kém chút nhảy sông đâu. Hứa Gia Văn giật nảy mình, liền vội hỏi Hứa Thuần Lương chuyện gì xảy ra. Hứa Thuần Lương cũng là bó tay rồi, Trịnh Bồi An nhìn thấy Hứa Gia Văn miệng liền không có giữ cửa. Hận không thể đem tâm can bụng phổi tất cả đều móc ra cho nàng xem qua. Hứa Thuần Lương nói cho tiểu cô mình không có việc gì, lúc ấy là nghĩ bơi lội bị người hiểu lầm. Trịnh Bồi An cũng ý thức được mình lỡ lời, tranh thủ thời gian bổ cứu nói mình là nói đùa. Hứa Trường Thiện vẫn luôn tại hồi xuân đường cổng chờ lấy nữ nhi, nhìn thấy xe trở về tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hứa Gia Văn xuống xe trước đó còn muốn phải hảo hảo. Có thể thấy phụ thân cái mũi chua chua nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống, kêu một tiếng cha liền nhào vào phụ thân trong ngực khóc lên. Nàng khóc đến nguyên nhân một nửa là bởi vì chính mình tao ngộ, còn có một nửa là từ đối với phụ thân áy náy, nếu như không phải ly hôn, lần này rất có thể còn sẽ không trở về. Hứa Trường Thiện cười nói, nhà đầu ngốc, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Về đến nhà, Hứa Trường Thiện còn quan tâm nữ nhi ăn cơm chưa, nghe nói nàng không ăn. Ngay lập tức đi phòng bếp cho nàng hạ sủi cảo, tại phụ thân trong mắt nữ nhi lúc nào đều là hài tử. Hứa Gia Văn từ tùy thân mang tới túi du lịch bên trong xuất ra một cái hộp, bên trong là cho Hứa Thuần Lương mang tới một khối Omega đồng hồ. Trịnh Bồi An cũng có lễ vật, Hứa Gia Văn đưa cho hắn một chi pai bút máy, Trịnh Bồi An trong miệng nói quá quý giá, nhưng miệng mừng rỡ căn bản không khép được, hắn căn bản không quan tâm Hứa Gia Văn đưa lễ vật gì. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến mình liền tốt, liền chứng minh mình trong lòng nàng chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Hứa Gia Văn để hắn trở về nghỉ ngơi đi, mình khẳng định phải bồi lão gia tử trò chuyện đã khuya, đêm nay chưa hẳn về khách sạn. Trịnh Bồi An biết người ta là chê hắn vướng bận đâu, hắn mặc dù đánh đáy lòng muốn theo Hứa Gia Văn nhiều ở một lúc, nhưng là đêm nay thời cơ không đúng. Hứa Thuần Lương đem Trịnh Bồi An đưa ra ngoài cửa, Trịnh Bồi An nói, ngày mai ta trước kia liền đến.
ngươi cùng lão gia tử nói một tiếng, ta đem đồ ăn lấy lòng, cái gì đều không cần hắn hỏi. Ngươi ngày mai không đi làm à, ngày mốt mới nghỉ, Hứa Thuần Lương cho nên mới hỏi như vậy. Trịnh Bồi An cười nói, ta xin nghỉ. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này so với năm rồi đều hưng phấn, nhịn không được nhắc nhở hắn, ngươi quy thuận đến, cũng đừng có cái khác tưởng niệm. Trịnh Bồi An nói, ngươi tiểu cô ly hôn, tâm tình không tốt. Làm bằng hữu ta có phải hay không nên khuyên bảo nàng. Hứa Thuần Lương đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, Trịnh Thúc, ngài biết Tư Mã Chiêu sao? Trịnh Bồi An đương nhiên biết, Tư Mã Chiêu chi mưu trí người đều biết, tiểu tử này là khó coi mình đâu. Trịnh Bồi An cũng không sợ khó coi, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đều cái gì số tuổi, sự tình gì nhìn không ra. Ta ý nghĩ rất đơn thuần, ngày mai ngươi đại cô một nhà cũng muốn đến. Ta xin phép nghỉ là vì cho lão gia tử hỗ trợ. Hứa Thuần Lương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão Trịnh người không tệ, nếu thật là hắn có thể làm mình nhị cô phu cũng không tệ, chỉ là nhìn tiểu biểu muội cái dạng kia, hắn nghĩ tới quan quá khó khăn. Nghỉ trước một ngày, Trường Hưng bệnh viện phá lệ náo nhiệt, bệnh viện phòng bệnh cao ốc dừng xe khu trên đất trống sắp xếp lên hàng dài. Nguyên nhân gây ra là công hội cho công nhân viên chức phát quà tặng trong ngày lễ. Những năm qua đều là phát 600 khối tiền mua sắm khoán, năm nay đổi mới lãnh đạo, thế mà phát khởi vật thật, một túi gạo, một thùng dầu, hai hộp hoa quả khô, một hộp gia vị, cộng lại cũng không có nhiều tiền, nhưng chiến trận khiến cho rất lớn. Nhà cung cấp hàng mở hai chiếc xe tải lớn sắp xếp tại phòng bệnh trước đại lâu, sáng sớm liền có về hưu công nhân viên trước tới nhận lấy quà tặng trong ngày lễ. Sau khi vào sở, các phòng đều phái ra đại biểu lần lượt tới, xe đẩy nhỏ. Cứu giúp giường cùng tiến lên trận, đội ngũ đều đẩy hơn 50 mét, khiến cho bệnh nhân ngừng chân quan sát, Trường Hưng biểu hiện ra đã lâu phồn vinh cùng náo nhiệt. Công hội chủ tịch Trương Tuấn Khoa cùng bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông đều tại hiện trường duy trì trật tự, hiện trường về hưu công nhân viên chức nhà rãnh không ít, làm cái gì mặt ngoài công phu những vật này cộng lại không có nhiều tiền, nhưng là phân lượng không nhẹ. Những này già công nhân viên chức đến xếp hàng nhận lấy không nói. Quay đầu còn phải mang theo nặng như vậy quà tặng trong ngày lễ về nhà, lấy tên đẹp đưa ấm áp, căn bản chính là làm hao mòn thể lực của bọn họ tới. Về hưu công nhân viên trước gặp mặt từng cái thân mật ghê gớm, top 5 top 3 trò chuyện, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có người liền nhả rãnh năm nay quà tặng trong ngày lễ thêm khởi đến còn không đến 600 khối, vốn là bọn hắn trực tiếp đi thương siêu, hiện tại nhiều ở giữa thương, lại bị lột một tầng, cái này mới viện trưởng không đáng tin cậy. Có người hướng về phía Trương Tuấn Khoa trêu chọc nói, tiểu Trương, cái này nhà cung cấp hàng là nhà các ngươi người quen à. Ngay trước nhiều người như vậy, Trương Tuấn Khoa có chút xấu hổ, cười giải thích, không biết, là viện lãnh đạo trực tiếp tìm bán buôn thương cung hóa, gắng đạt tới cho rộng rãi công nhân viên chức lớn nhất phúc lợi. Khoa nhi về hưu Phan chủ nhiệm hừ một tiếng, lừa gạt ai vậy? Như thế ít đồ cộng lại siêu thị mua cũng chính là 400 khối. Nàng kiểu nói này người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa. Trương Tuấn Khoa nhìn thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian chuồn mất, chui vào bên cạnh bồn hoa bên trong, phát hiện Vu Hướng Đông đã sớm tránh ở nơi đó hút thuốc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời toát ra một nụ cười khổ. Kỳ thật bọn hắn đối lần này phát vật thật cách làm cũng rất có phê bình kín đáo, gia tăng bọn hắn lượng công việc chỉ là phụ, chủ yếu là chịu không được mọi người phàn nàn. Vu Hướng Đông đưa cho Trương Tuấn Khoa một điếu thuốc. Giúp hắn đốt, ý vị thâm trường nói, những cái kia về hưu công nhân viên chức khó đối phó a. Trương Tuấn Khoa nói, đồ vật là chìm một chút, khó trách mọi người phàn nàn, bất quá đây còn không phải là bởi vì nhiều a, tổng giá trị khẳng định phải vượt qua 600 khối, không phát bọn hắn không vui, phát nhiều cũng không vui, chúng ta công hội thật sự là tình thế khó xử. Vu Hướng Đông cười cười không nói chuyện, quà tặng trong ngày lễ giá trị như thế nào, mỗi người một ý, giá bán lẻ có lẽ vượt qua. Bán buôn giá khẳng định không dùng đến nếu không ở giữa thương kiếm tiền gì. Đổi mới viện trưởng về sau, liền ngày lễ phúc lợi phong cách cũng thay đổi, đến cùng là thay đổi triều đại a. Trương Tuấn Khoa lại nói, náo nhiệt như vậy, có ngày lễ bầu không khí. Trong lòng của hắn cũng bất mãn, đi qua nào có nhiều như vậy chuyện phiền toái, một chương mua sắm khoán phát hạ đến liền được, hiện đang khiến cho bọn hắn công hội tốn công mà không có kết quả, tả hữu không phải người. Vu Hướng Đông nói, bán hàng gọi Dương Đại Táo đi, khu đang phát triển nhà kia thổ đặc sản cửa hàng là của hắn, cùng ngươi quan hệ gì? Trương Tuấn Khoa nhìn thoáng qua, có vị mặc áo nâu jacket trung niên nhân đang ở nơi đó chỉ huy công nhân chuyển hàng, Vu Hướng Đông nói tới Dương Đại muốn chính là hắn,
người này tên thật gọi Dương Phong, xử lý thổ đặc sản sinh ý, bởi vì chủ doanh Sơn Tây lớn táo cho nên bị người gọi đùa là Dương Đại Táo. Trương Tuấn Khoa cười khổ nói, ta cùng hắn có thể có quan hệ gì? Cho dù có quan hệ ta nói cũng không được việc a. Chớ nhìn hắn là công hội chủ tịch, tại quà tặng trong ngày lễ trong chuyện này hắn chỉ phụ trách phát, về phần tiến nhà ai hàng, lấy dạng gì hình thức phát, hắn nói căn bản không tính, nghe nói lần này là nhà ăn người phụ trách Âu Tư Kiến hỗ trợ liên hệ nguồn cung cấp. Lúc này Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng cùng nhau tới, bọn hắn cũng là đến lĩnh quà tặng trong ngày lễ, lựa chọn từ vườn hoa đường nhỏ đi vòng, vừa vặn gặp gỡ. Vu Hướng Đông có trận không gặp Hứa Thuần Lương, chủ động hô, Hứa chủ nhiệm trở về. Hứa Thuần Lương cười nói, tại khoa, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Hứa. Vu Hướng Đông nói, ngươi không nói ta đều quên, hiện tại ngươi cũng là Hứa viện trưởng. Đưa cho Hứa Thuần Lương một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình sẽ không. Kỳ thật Vu Hướng Đông cũng biết, cho hắn mời thuốc lá chủ yếu là biểu thị khách khí, người hút thuốc cho người khác bên trên khói đã tăng lên thành một loại lễ nghi. Trình Tiểu Hồng đi trước xếp hàng, Trương Tuấn Khoa để bọn hắn trò chuyện, quay người lại đi duy trì trật tự. Hứa Thuần Lương hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, chiến trận này thật là không nhỏ, vừa mới Trịnh Bồi An gọi điện thoại cho hắn, để hắn hỗ trợ tướng mình kia phần cũng thuận đường lĩnh trở về. Vu Hướng Đông hỏi hắn lúc nào về phân viện, Hứa Thuần Lương nói cho Vu Hướng Đông chính mình là cái danh dự viện trưởng, trong nội viện không muốn cầu hắn làm việc thường trú phân viện, hiện tại công tác của hắn cương vị còn tại y tế chỗ. Vu Hướng Đông hít một hơi thuốc lá, hảo tâm nhắc nhở hắn, y tế chỗ tiết sau liền muốn đến một vị Tằng Hồng Lâm chủ nhiệm. Vu Hướng Đông đối Hứa Thuần Lương từ bắt đầu khinh thường đến bây giờ thưởng thức, bảo vệ khoa cùng y tế chỗ bình thường liên hệ nhiều nhất, Hứa Thuần Lương đến y tế chỗ trước sau tình huống hắn thấy phi thường rõ ràng, từ khi Hứa Thuần Lương đi y tế chỗ về sau, liên tiếp xử lý mấy món tranh chấp, trên cơ bản đều thuận lợi giải quyết, đây chính là năng lực người có năng lực đến đâu mà cũng dễ dàng lấy được phải tôn trọng. Đương nhiên Vu Hướng Đông cho rằng Hứa Thuần Lương đại khái suất là phải bị trọng dụng, nhưng là đi hành chính con đường này, vẫn là cần muốn tăng lên một chút cấp bậc, vô luận ngươi là viện trưởng đặc biệt trợ lý, vẫn là phân viện phó viện trưởng, vậy cũng là hư danh, thể chế không thừa nhận, cũng chính là Trường Hưng phạm vi bên trong áp dụng, muốn có trên bản chất tăng lên, kia trước tiên cần phải lên làm môn phụ, chỉ có lên làm môn phụ mới có thể thực hiện từ quần chúng đến cán bộ chất biến. Hứa Thuần Lương cùng Vu Hướng Đông hàn huyên vài câu, chợt nghe bên ngoài Trình Tiểu Hồng dùm beng. Trình Tiểu Hồng lôi kéo xe đẩy nhỏ lần này đem y tế chỗ quà tặng trong ngày lễ đều đời nhận, Hứa Thuần Lương lại làm cho nàng đem Trịnh Bồi An kia phần cho mang hộ bên trên. Phụ trách đăng ký chính là nhà ăn người phụ trách Cảnh Tư Kiến, nghe nói Trình Tiểu Hồng yếu lĩnh trung y khoa đồ vật, hơi không kiên nhẫn, nói cho Trình Tiểu Hồng tất cả mọi người dựa theo phòng nhận lấy, đừng làm đặc thù hóa, tăng lớn lượng công việc của bọn hắn. Trình Tiểu Hồng cho rằng đều là bản viện công nhân viên chức, dàn xếp một chút là được rồi, thật không nghĩ đến Cảnh Tư Kiến vung tay lên, để nàng đi nhanh lên người, đừng chậm trễ thời gian, con hàng này bình thường tại bệnh viện đều là hai bức gương mặt, đối đãi cán bộ lãnh đạo cúi đầu cúi người, tiếu dung chân thành, đối đãi phổ thông quần chúng thái độ lạnh lùng, từ khi nhận thầu nhà ăn về sau, nghiễm nhiên đem mình làm một cái tiểu cán bộ, rõ ràng có chút phiêu đến không biết vì sao. Trình Tiểu Hồng phát hỏa, hướng về phía Cảnh Tư Kiến liền trách móc để, người có gì có thể làm. Không phải liền là nhận thầu cái nhà ăn, đều là một cái bệnh viện tạo thuận lợi không được sao? Không được, Cảnh Tư Kiến hét lớn một tiếng, đem Trình Tiểu Hồng giật nảy mình. Trình Tiểu Hồng nói, dựa vào cái gì ta? Nhóm không thể thay lĩnh a, vừa rồi y mỹ trung tâm không phải giúp đỡ bí niệu khoa lĩnh đồ vật. Người ta là cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng làm gì? Cặp vợ chồng cũng không thể làm đặc thù hóa. Cảnh Tư Kiến cảm thấy Trình Tiểu Hồng xem thường mình. Nhận thầu nhà ăn hôm qua địa. Nhận thầu nhà ăn ta nắm giữ lấy công nhân viên chức cùng bệnh nhân dạ dày, dân dĩ thực phi thiên đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao. Lúc này Hứa Thuần Lương đến đây, hắn đương nhiên hướng về Trình Tiểu Hồng, không được thì không được, ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì. Cảnh Tư Kiến bình thường cùng y tế chỗ liên hệ tương đối ít, đối Hứa Thuần Lương cũng không thèm chịu nể mặt mũi, làm sao nói đâu. Ai nói nhao nhao a? Không phải là các ngươi trước nói nhao nhao sao? Lĩnh xong đồ vật đi nhanh lên người, đừng mẹ nó kéo dài làm hại chúng ta công việc. Hứa Thuần Lương nghe hắn cùng mình bạo thô, chỉ vào cái mũi của hắn liền mắng bên trên, người mẹ nó với ai mẹ nó đây này. Cảnh Tư Kiến cũng tương đối ngang ngược ưỡn thẳng cổ kêu lên, hôm qua địa. Người còn muốn đánh người sao?
Vu Hướng Đông nghe tiếng chạy tới giúp đỡ nói cùng, để Cảnh Tư Kiến đem đồ vật phát cho Trình Tiểu Hồng được, vốn chính là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới Cảnh Tư Kiến so sánh thật, biểu thị giải quyết việc chung, nếu như cũng giống như bọn hắn dạng này vượt phòng đời lĩnh liền lộn xộn. Vu Hướng Đông cũng cảm thấy có chút xuống đài không được, lo lắng Hứa Thuần Lương nổi giận, đem hắn kéo qua một bên, để hắn bất giận, đợi lát nữa để cho người ta hỗ trợ nhận cho hắn đưa qua. Hứa Thuần Lương mặc dù có chút sinh khí, nhưng là còn không đến mức tại nhiều như vậy đồng sự trước mặt phát tác, hướng Vu Hướng Đông nghe ngóng Cảnh Tư Kiến tình huống. Vu Hướng Đông nói cho hắn biết Cảnh Tư Kiến là gần nhất mới nhắc lên nhà ăn thầu khoán, đi qua chính là cái phổ thông hậu cần nhân viên công tác, hẳn là cùng Triệu Phi Dương có chút quan hệ, con hàng này có chút phiêu, gần nhất là bắt ai an ủi ai, nhà ăn từ khi hắn tiếp nhận về sau, đồ ăn chất lượng cũng là ngày càng sa sút, bản viện công nhân viên chức gần nhất ý kiến rất lớn. Trương Tuấn Khoa nghe nói sau cũng đến đây, làm hành chính người nào không biết Hứa Thuần Lương tiểu tử này không dễ chọc. Trương Tuấn Khoa lặng lẽ nhắc nhở một chút Âu Tư Kiến, Hứa Thuần Lương là viện trưởng đặc biệt trợ lý, Triệu viện trưởng Hồng Nhân, Cảnh Tư Kiến ngoài miệng vẫn là không chịu thua, đừng nói là Hứa Thuần Lương, coi như viện trưởng đến cũng giống như vậy, quy củ không thể thay đổi. Vu Hướng Đông trong lòng tự nhủ con hàng này mắt mù, Hứa Thuần Lương nếu có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ. Hứa Thuần Lương vốn định giữa trưa về nhà, hiện đang quyết định đi nhà ăn ăn bữa công việc bữa ăn. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Nhưng là ai đối với hắn biểu hiện ra ác ý, hắn nhất định phải lấy lớn nhất ác ý hồi báo, tại Hứa Thuần Lương xem ra, trừng phạt ác bản thân liền là tại làm việc thiện. Hứa Thuần Lương lúc đầu mời Trình Tiểu Hồng cùng một chỗ tới ăn công việc bữa ăn, Trình Tiểu Hồng nhấc lên cơm ở canteen đồ ăn liền buồn nôn, tình nguyện gọi thức ăn ngoài. Nhắc nhở Hứa Thuần Lương đừng quên nhìn bọn hắn chằm chằm quét thẻ, nhà ăn trải qua thường xuất hiện nhiều soát hiện tượng. Dương Chấn Cương gần nhất cùng Hứa Thuần Lương quan hệ có chỗ cải thiện, hắn cùng Hứa Thuần Lương cùng đi ăn cơm. Công nhân viên trước nhà ăn tại lầu 2, bọn hắn đi thời gian vừa vặn gặp phải giờ cơm, đội ngũ sắp xếp rất dài, đều là bản viện công nhân viên trước, người quen đương nhiên không ít. Hứa Thuần Lương gặp phụ khoa phó chủ nhiệm tại Lai, vu mặt cười hô, tiểu Hứa, trở về lúc nào? Hôm qua vừa trở về, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Phu Mạt để hắn tuyển, nàng đến tính tiền, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, Dương Chấn Cương tại trước mặt hắn đánh tốt cơm, Hứa Thuần Lương muốn một phần cùng hắn một phần giống nhau như đúc. Trình Tiểu Hồng nói đến sự tình phát sinh, Dương Chấn Cương kia phần 12, Hứa Thuần Lương phần này 13. Hứa Thuần Lương nhìn qua mua cơm bác gái, tình huống như thế nào? Hắn cùng cơm của ta đồ ăn giống nhau như đúc, ta làm sao đắt một khối? Dương Chấn Cương cũng cảm thấy kỳ quái, hai phần cơm giống nhau như đúc, không phải cho mình ít tính chính là cho Hứa Thuần Lương nhiều tính. Bác gái hướng Hứa Thuần Lương liếc mắt, tính sai, chưa thấy qua người dạng này người trẻ tuổi, một khối tiền cần thiết hay không? Hứa Thuần Lương đem bàn ăn hướng trên quầy một đặt, lời này hắn nhưng không thích nghe, cái gì gọi là một khối tiền cần thiết hay không? Một khối tiền ít hơn nữa cũng là lão tử trong thẻ. Hứa Thuần Lương nói, gọi các ngươi người phụ trách ra. Mỗi người nhiều soát một khối, toàn viện tới ăn cơm ngàn thanh lỗ hổng người, hắn một ngày không nhiều lắm quét hết mấy ngàn, cái này cùng ăn cướp trắng trợn có gì khác biệt. Dương Chấn Cương cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người, cũng đem bàn ăn đặt ở trên quầy, làm cái gì? Ta đã cảm thấy các ngươi nhà ăn thu phí không đúng, một bút sổ sách lung tung, đồ ăn làm được còn tặc khó ăn, quá xấu bụng đi. Bình thường bản viện công nhân viên trước đối nhà ăn đồ ăn chất lượng mặc dù oán thầm, nhưng là cân nhắc đến đều là một cái bệnh viện. Có rất ít người công khai nháo sự, nhưng là mọi người trong lòng đều kìm nén lửa. Hứa Thuần Lương cái này vẩy một cái đầu, rất nhiều người đều đi theo kêu la, biểu thị mình kim ngạch cũng không đúng đi qua liền phát sinh qua thật nhiều lần hiện tượng như vậy, nhà ăn tại thu phí phương diện quá không ra sáng tỏ. Cảnh Tư Kiến nghe tiếng chạy đến, lớn tiếng nói, mọi người đừng kích động, cộng tác viên tính sai chướng, ta cho mọi người nói khoản, mọi người yên tâm. Chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng. Tính sai sổ sách ta có thể tha thứ, đây là vật gì? Hứa Thuần Lương từ mình kia mâm đồ ăn bên trong lấy ra một con ruồi. Cảnh Tư Kiến cái này mới nhận ra là Hứa Thuần Lương, trong lòng lập tức ý thức được không ổn, kỳ thật việc khác sau hỏi thăm một chút, biết Hứa Thuần Lương là kẻ hung hãn, cũng có chút hối hận hôm nay trước mặt mọi người cùng hắn tranh chấp, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương nhanh như vậy liền đến tìm nợ bí mật. Nhìn qua kia con ruồi, hắn nuốt miệng ngủ mạt. Chúng ta vệ sinh luôn luôn nghiêm ngặt. Vậy ngươi nói cho ta đây là cái gì? Cảnh Tư Kiến đưa tay nắm vật kia,
trực tiếp nhét miệng bên trong, rõ ràng là lá rau à. Con hàng này cũng đủ hung ác, xử lý loại này tình trạng khẩn cấp chỉ có thể như thế, không phải tình thế khống chế không nổi à, liền chính hắn đều bội phục trí tuệ của mình cùng đảm lược, không phải liền là một con ruồi sao. Dứt bỏ hiện tượng nhìn bản chất, cuối cùng đều là protein. Hứa Thuần Lương dùng đũa tại trong thức ăn gọi một chút, lại lấy ra một con ruồi, cái này lại là cái gì? Cảnh Tư Kiến sợ hãi trong lòng, ngọa tào, làm sao còn có, không có khả năng a, hắn đặc địa đã thông báo vệ sinh vấn đề, mặc dù bọn hắn dùng đến nguyên liệu nấu ăn không tốt, mặc dù bọn hắn thường xuyên thu nhiều phí, nhưng là bọn hắn vệ sinh hay là không có trở ngại a, chưa từng có tiếp vào qua phương diện này khiếu nại a. Cảnh Tư Kiến quyết tâm liều mạng, dù sao đều ăn, không quan tâm ăn nhiều một cái, hảo sự thành xong, góp đủ một bộ, đưa tay lại bóp đi qua nhét vào miệng bên trong, khét. Dương Chấn Cương cách gần đó, thấy đều buồn nôn, hắn cũng xuất ra đũa lay một chút mình đồ ăn, dù sao cùng Hứa Thuần Lương đánh cho cùng khoản, không lay còn tốt, víu vào kéo bên trong lại có con ruồi chết. Dương Chấn Cương cũng hỏa, Cảnh Tư Kiến, người mẹ nó quá xấu bụng, trong thức ăn có con ruồi. Lần này làm cho tất cả công nhân viên chức cũng không dám ăn cơm, từng cái bưng bàn ăn xông tới, Cảnh Tư Kiến khơi dậy chúng nộ. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp cầm lấy bàn ăn đập Cảnh Tư Kiến trên mặt, người yêu ăn thì ăn cái đủ. Cảnh Tư Kiến bị đập đầy đầu đầy mặt đồ ăn cơm. Hứa Thuần Lương dẫn đầu, tất cả mọi người cầm lấy bàn ăn chụp về phía Cảnh Tư Kiến, trong lúc nhất thời trong nhà ăn bừa bộn một mảnh. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông dẫn người nghe hỏi chạy tới thời điểm, toàn bộ phòng ăn loạn thành một bầy, Cảnh Tư Kiến đầy người đều là đồ ăn, trốn ở trong góc run lẩy bẩy, nuốt hai con ruồi không nói, còn kém chút bị đồng sự vây đánh. Vu Hướng Đông nhìn thấy Hứa Thuần Lương ở đây, lập tức minh bạch, hôm nay cái này khởi sự kiện quần chúng 89 phần 10 là hắn cho sách động, tiểu tử này thật đúng là báo thù không qua đêm. Vu Hướng Đông câu đối nghĩ xây là một điểm đồng tình tâm đều không có, buổi sáng phát đồ vật lúc ấy không phải rất nghiêu bức sao. Lúc này làm sao không thần khí rồi, người nhà đắc tội với người trước đó cũng không trước dò nghe, Hứa Thuần Lương người nào. Chọc hắn có thể có quả ngon để ăn. Chỉ là Hứa Thuần Lương trả thù tâm cũng quá mạnh, liền nửa ngày đều không có qua liền giết tới cửa. Dương Chấn Cương đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước hắn vừa đi y tế chỗ thời điểm muốn cho Hứa Thuần Lương một hạ mã uy, không nghĩ tới lúc này liền bị phản sát, hắn tính náo minh bạch, Hứa Thuần Lương hôm nay căn bản không phải tới ăn cơm, chính là có chủ tâm nháo sự. Dương Chấn Cương cho rằng kia mấy con ruồi xuất hiện phi thường hề hiểu, cũng không có gặp trong phòng ăn có con ruồi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong thức ăn, chẳng lẽ là Hứa Thuần Lương thả bên trong đi? Hắn cố gắng nhớ lại giống như không thấy được Hứa Thuần Lương động tay chân. Vu Hướng Đông khuyên mọi người tỉnh táo, trước mắt lắng lại chúng nộ phương pháp tốt nhất chính là đem tất cả tiền cơm cho lui, Cảnh Tư Kiến đầy bụng ủy khuất, trải qua hôm nay như thế nháo trò, về sau ai còn đến nhà ăn ăn cơm a? Hắn vẫn là nghĩ đơn giản, xế chiều hôm đó phó viện trưởng Cao Tân Hoa đem hắn cho triệu tới, đổ ập xuống dạy dỗ một lần. Cao Tân Hoa để hắn chăm chú kiểm điểm nghiêm túc đối đãi chuyện này, may mắn gây chuyện là công nhân viên chức nhà ăn nếu như là bệnh nhân nhà ăn, hậu quả liền nghiêm trọng. Cảnh Tư Kiến nói, Cao Viện, chuyện này là có người hãm hại ta, chúng ta nhà ăn bình thường vệ sinh quản khống đặc biệt nghiêm, đừng nói con ruồi, liền liền con muỗi đều không gặp được một cái, nhất định là Hứa Thuần Lương hướng trong thức ăn vụng trộm bỏ vào. Cao Tân Hoa tức giận đến đập lên cái bàn, người chính mình vấn đề còn lại người khác. Vệ sinh không quá quan chuyện này ta trước để một bên, người ta để ngươi lấy nhiều tiền rồi. Kia là cộng tác viên làm được, ta quay đầu liền đem nàng khai trừ. Cao Tân Hoa nói, ngươi không phải cho ta cường điệu lý do, từ khi ngươi nhận thầu nhà ăn, đồ ăn chất lượng có phải hay không ngày càng sa sút. Bản viện công nhân viên chức đối bất mãn của các ngươi từ xưa đến nay, hôm nay chỉ là mâu thuẫn tập trung bộc phát thôi, ngươi nếu là lại không cải tiến, khẳng định sẽ còn xảy ra vấn đề. Dựa vào Cao Tân Hoa ý tứ, trực tiếp liền đem Cảnh Tư Kiến cho miễn đi, nhưng là hắn là Triệu Phi Dương người, Cao Tân Hoa không thể không có chỗ cố kỵ. Cảnh Tư Kiến nói, Cao Viện, cái này không thể trách ta à, giá hàng không ngừng dâng lên, bệnh viện còn muốn cầu chúng ta cung cấp ổn định giá đồ ăn, ta hiện tại cũng thua thiệt tiền. Cảm thấy uổng cho ngươi đừng làm a, cách Tân Hoa phiền nhất loại này được tiện nghi khoe mẽ người, bệnh viện mỗi tháng cho công nhân viên chức phiếu ăn bên trong đánh 300 khối tiền. Tất cả mọi người tiêu phí tại nhà ăn, những này nhân viên y tế chính là cố định khách hàng, lại thêm hai làm nhiều cái giường vị bệnh hoạn cùng bồi người,
không biết có bao nhiêu người đều để mắt tới nhà ăn cái này chức quan béo bở. Cảnh Tư Kiến cũng là tìm được Triệu Phi Dương quan hệ, mới đem nhà ăn nhận thầu xuống tới, lần này cấp cho ngày lễ quà tặng cũng là hắn tìm đến quan hệ, bản viện công nhân viên chức đối với chuyện này ý kiến rất lớn. Cảnh Tư Kiến nói, Cao Viện, buổi trưa hôm nay sự tình chính là Hứa Thuần Lương chọn lên, hắn trả thù ta. Ngươi cùng hắn có thù sao? Hảo hảo hắn tại sao muốn trả thù ngươi? Cảnh Tư Kiến đem sáng hôm nay phát quà tặng trong ngày lễ thời điểm không cho Hứa Thuần Lương mặt mũi sự tình nói, Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngươi còn biết chuyện gì xảy ra à? Hứa Thuần Lương trả thù ngươi không là đáng đời sao? Cao Tân Hoa nói, giữa các ngươi tư nhân mâu thuẫn ta bất quá hỏi, ngày mai liền qua lễ, chính ngươi thùng cái sọt, tự mình xử lý tốt, nếu như chuyện này truyền đến Triệu Viện nơi đó, ngươi cũng đừng làm nữa. Cảnh Tư Kiến rời đi về sau càng nghĩ càng là tức giận, hôm nay bồi thường tiền không nói, còn thụ uất khí, hắn ở trong xã hội cũng là có chút quan hệ, càng nghĩ không thể như thế từ bỏ ý đồ, cho hắn cúi đầu lão tam Dương Đại Tảo gọi điện thoại, đem sự tình hôm nay nói một lần. Dương Đại Tảo nghe xong lập tức vỗ ngực biểu thị sẽ giúp hắn xuất khí, Dương Đại Tảo là cái thương gia, thật vất vả mới dựng vào Cảnh Tư Kiến đường dây này, hiện tại Cảnh Tư Kiến mở miệng, hắn đến có hành động. Thế là hắn liên hệ một vị khác xã hội đen bằng hữu tại Đông Châu nổi tiếng nhân vật Đinh Tứ. Đinh Tứ tiếp vào Dương Đại Tảo điện thoại, nghe xong Trường Hưng bệnh viện sự tình, lập tức liền cảnh giác lên, để Dương Đại Tảo trước nói cho hắn biết, đối phương tên gọi là gì. Dương Đại Tảo nói chuyện là Hứa Thuần Lương, Đinh Tứ mắng hắn mắt bị mù, Dương Đại Tảo liền vội hỏi chuyện gì xảy ra, Đinh Tứ đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, liền nói Hứa Thuần Lương là hắn huynh đệ. Dương Đại Tảo nghe xong là người một nhà, lập tức cũng ỉu xìu, liên tục hướng Đinh Tứ xin lỗi, biểu thị mình không biết, hôm nào an bài mọi người cùng nhau ngồi một chút. Cảnh Tư Kiến đánh một vòng phương mới ý thức tới Hứa Thuần Lương hắn thật không thể trêu vào, Dương Đại Tảo cho hắn chi chiêu, chuyện này cuối cùng đều là hắn không cho Hứa Thuần Lương đời lĩnh quà tặng trong ngày lễ đưa tới, để hắn tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương đem đồ vật đưa qua. Cảnh Tư Kiến trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, vẫn là quyết định nhận sợ. Lâm lúc tan việc, tự mình nhặt lấy quà tặng trong ngày lễ cho Hứa Thuần Lương đưa đến y tế chỗ văn phòng. Còn tốt trong văn phòng chỉ có Hứa Thuần Lương một người tại. Cảnh Tư Kiến đem đồ vật buông xuống, cười theo nói, Hứa chủ nhiệm, Trịnh chủ nhiệm đồ vật ta đưa cho ngài đến đây. Hứa Thuần Lương nhìn hắn một cái không nói chuyện. Cảnh Tư Kiến lại đem một trương phiếu ăn đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt, mấy cái ý tứ. Buổi trưa tiền cơm ta cho lui trong thẻ. Hứa Thuần Lương đem kẹt đưa cho hắn, con hàng này coi như thức thời, Hứa Thuần Lương nói, thẻ này ngươi lấy về sau đừng quá xấu bụng, một cái bệnh viện đồng sự đều hố, còn dự định tại Trường Hưng hỗn sao. Cảnh Tư Kiến điếc kéo cái đầu, hắn cũng muốn nổi giận, nhưng thực lực không cho phép a. Hứa Thuần Lương cũng không có đem hắn đưa vào chỗ chết dự định, dù sao Cao Tân Hoa vừa rồi cũng chào hỏi, ý là cho cái giáo huấn là được rồi, Cảnh Tư Kiến cùng Triệu Viện có chút quan hệ. Làm cho quá cương không dễ nhìn. Cảnh Tư Kiến nói, Hứa chủ nhiệm nói đúng, ta tiếp nhận phòng ăn thời gian còn không dài, về sau mời Hứa chủ nhiệm nhiều hơn giám sát, cần muốn an bài cái gì, ngài sớm nói với ta một tiếng là được. Hứa Thuần Lương triển khai báo chí không có phản ứng hắn, con hàng này ngược lại là thức thời, khó trách có thể bợ đỡ được Triệu Phi Dương. Cảnh Tư Kiến nhìn ra Hứa Thuần Lương không chào đón hắn, xám xịt lui ra ngoài. Hồi xuân đường đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy, buổi chiều Hứa Thuần Lương đại cô Hứa Gia An một nhà từ thân thành chạy đến, tiểu cô Hứa Gia Văn mang theo nữ nhi chân thuần cũng tới. Hứa Thuần Lương lúc về đến nhà, tất cả mọi người tại, chính ở giữa chậm rãi mà nói người trẻ tuổi là đại biểu ca Lương Lập Nam, ngồi tại bên cạnh hắn là nhị biểu tỷ Lương Lập Hân, tiểu biểu muội chân thuần ngồi ở trên ghế salon chơi game, đại cô Hứa Gia An cùng tiểu cô Hứa Gia Văn hai tỷ muội tay trong tay trò chuyện vui vẻ không thôi. Đại cô phụ Lương Thụ Đức bồi lão gia tử ngồi, hắn bình thường nói liền không nhiều, cười tủm tỉm nhìn qua nhi tử, Lương Lập Nam là niềm kiêu ngạo của hắn, 26 tuổi liền tốt nghiệp bác sĩ, trước mắt tại nào đó xuyên quốc gia tài chính công ty đảm nhiệm cao quản. Lương Lập Hân cũng không đơn giản, xử lý dạy bồi ngành nghề, đã là đưa ra thị trường cơ cấu phương đông giáo dục hỗ hải địa khu Anh ngữ dạy học chủ quản. Cái này một đôi nữ lương một năm đều tại trăm vạn trở lên. Lương Thụ Đức vợ chồng hai người lại tại hệ thống điện lực công việc, thu nhập cũng không thấp, riêng là tại thân thành liền mua 4 phòng sinh, gia cảnh phi thường ưu việt. Hứa Thuần Lương yêu lấy bệnh viện phát đến quà tặng trong ngày lễ đi đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hứa Gia An kinh hỉ nói, tiểu thông đi,
Mặc dù Hứa Thuần Lương sửa lại danh tự, nhưng các nàng vẫn là quen thuộc gọi hắn Tiểu Thông. Hứa Trường Thiện cải chính, gọi Thuần Lương. Hứa Thuần Lương buông xuống đồ vật cười nói, đại cô tốt. Ai, Hứa Gia An tiến lên bắt ở Hứa Thuần Lương tay, ngẩng đầu đánh giá, kinh hỉ nói, vừa rồi Gia Văn nói Thuần Lương lại cao lại đẹp trai, ta còn không tin, thật đúng vậy a, nam đại dã 18 biến, ta cái này chất tử biến thành mỹ nam tử. Cũng không phải nàng khoa trương, lần trước đến lúc đó Hứa Thuần Lương lại cao vừa gầy, cây gậy trúc, mang theo kiếm cận, tóc rối tung, ủ rủ không phấn chấn, cùng hiện tại tưởng như hai người. Hứa Gia Văn nói, ta liền nói ếch xanh biến vương tử nha. Một bên Chân Thuần không lớn không nhỏ bĩu trách móc một tiếng, ếch xanh vẫn là ếch xanh. Lương Thụ Đức cũng đi tới, hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Thuần Lương, còn nhớ ta không? Đại cô phụ, ngài so với lần trước đến còn phải tuổi trẻ a. Thật sao, Lương Thụ Đức nghe cũng vui vẻ. Hứa Thuần Lương cùng Lương Thụ Đức nắm tay, biểu ca biểu tỷ cũng đến đây, bọn hắn đối cái này nhỏ biểu đệ đều không có nhiều ấn tượng, chỉ biết là tiểu cữu ly hôn, từ nhỏ đã đem hài tử ném cho ông ngoại chiếu cố, đối Hứa Thuần Lương sâu nhất ấn tượng chính là hắn học tập không giỏi, liên tục học lại nhiều năm, cuối cùng vẫn là lấy thi rớt kết thúc. Liên quan tới Hứa Thuần Lương đi làm sự tình bọn hắn cũng biết, nếu như không phải hồi xuân đường phá rỡ, tiểu tử này đến bây giờ còn là không việc làm đâu. Mặc dù là đều là biểu huynh muội nhưng là mọi người cấp độ khác biệt, một người hỗn không được khá thời điểm, liền đừng hy vọng người khác có thể để mắt ngươi, thân thích cũng không ngoại lệ. Lương Lập Nam huynh muội rõ ràng cùng Chân Thuần quen thuộc hơn một chút, hai nhà bọn họ bình thường tương hỗ đi lại không ít, đừng nhìn Chân Thuần phản nghịch, việc học bên trên cũng không chậm trễ, trước mắt cũng là tiếng Trung đại học năm nhất đang học. Ba huynh muội trò chuyện lên đại học sự tình, thỉnh thoảng biểu ra vài câu tiếng Anh, Hứa Thuần Lương rõ ràng cùng bọn hắn không phải một vòng, hắn cũng không có ý định tan vào đi, tất cả mọi người là đến xem ra ra, qua tiết liền riêng phần mình trở về cuộc sống của mình, một năm cũng khó được gặp mặt một lần, làm điểm mặt ngoài công phu là được rồi. Hứa Thuần Lương chủ động đi phòng bếp hỗ trợ, Trịnh Bồi An biểu thị không cần hắn, vừa rồi những người khác muốn tới đây hỗ trợ đều bị hắn mời đi ra ngoài. Lúc này Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới, hỏi Hứa Thuần Lương có ở nhà không, nàng nghỉ về Đông Châu, vừa vặn đi ngang qua hồi xuân đường, bị người ủy thác cho hắn mang theo ít đồ. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nhìn thấy một cô úy đến IS6 ngừng tại cửa ra vào, Mai Như Tuyết từ trên xe bước xuống, hướng hắn vẫy vẫy tay. Hứa Thuần Lương cười nói, Mai trấn trưởng không cần đi làm sao. Mai Như Tuyết nói, ngươi cho rằng ta liền ngày nghỉ lễ cũng không thể nghỉ ngơi. Vương Tổng biết ta về Đông Châu, để cho ta cho ngươi mang hộ ít đồ. Nàng mở cốp sau xe, bên trong đồ vật cũng không ít, hết thảy ba phần, một phần là Hứa Thuần Lương, một phần Cao Tân Hoa, còn có một phần là Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, hắn cũng thật sự là, lần trước ta trở về thời điểm không cho ta mang, không phải phiền phức Mai trấn trưởng đại giá. Nhưng trong lòng cao hứng phi thường, cho rằng Vương Kim Vũ là đang chủ động giúp hắn sáng tạo cơ hội. Mai Như Tuyết nói, ta cũng không làm rõ ràng được, nắm chặt chuyển A. Lúc này Lương Lập Nam huynh muội hai người ra đến giúp đỡ, Lương Lập Nam lập tức bị Mai Như Tuyết kinh người mỹ mạo hấp dẫn. Hứa Thuần Lương để hai người bọn họ hỗ trợ tướng đổ vật cầm đi vào, mời Mai Như Tuyết đi trong nhà ngồi một chút, Mai Như Tuyết nói, không được, ta mới từ Nguy Sơn đảo tới, nghĩ về nghỉ ngơi. Hứa Trường Thiện cũng nghe tiếng ra nhìn thấy Mai Như Tuyết lập tức nhận ra là hồi trước trong video nữ hài tử, lão gia tử cho rằng nàng chính là cháu trai đối tượng, nhiệt tình cực kỳ, không phải mời Mai Như Tuyết đi trong nhà ngồi một chút. Mai Như Tuyết kêu một tiếng Hứa Gia Gia, không tiện cự tuyệt lão gia tử thiện ý, đáp ứng đi vào uống chén trà. Chỉ là Mai Như Tuyết cũng không nghĩ tới hồi xuân đường hôm nay là cái tràng diện này, Hứa Thuần Lương nhiều như vậy thân thích nàng mặc dù ở trong quan trường lịch luyện có một đoạn thời gian, nhưng là thấy đến loại trường hợp này cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Hứa Trường Thiện đối nàng giới thiệu chính là Hứa Thuần Lương bằng hữu, mặc dù không có nói phải bạn gái, nhưng lão gia tử khẳng định sẽ cho rằng như vậy, Hứa Thuần Lương những thân thích khác cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương cũng không có giới thiệu Mai Như Tuyết thân phận, nói chỉ là một chút tên của nàng. Mai Như Tuyết biểu hiện được thể, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, hướng Hứa Thuần Lương nói, nhà các ngươi đình tụ hội ta liền không làm trễ nải, ta đi về trước. Hứa Trường Thiện nói, chớ đi a, cái này đều muốn ăn cơm, ngươi trở về cũng phải ăn cơm xong hãy đi. Không được. Hứa Thuần Lương nói, liền nghe ra ra, ăn cơm xong hãy đi,
ta trước tiên đem con cua đưa vào đi trưng bên trên. Mai Như Tuyết nói, để ta đi, nàng tình nguyện bồi tiếp Hứa Thuần Lương đi qua, cũng không nguyện ý một người đối diện nhiều người như vậy chú mục, đều là Hứa Thuần Lương thân thích trong nhà, quá lúng túng. Chân Thuần nhìn thấy Mai Như Tuyết để ở một bên sắc tay, hai con mắt lập tức sáng lên, cái này bao là Hermes sữa xưa kia bạch Birkin 25, nàng đặc biệt thích cái này túi sách, chỉ là lấy nàng tình trạng trước mắt còn không thể mua. Nữ nhân đối bao đều có trời sinh mẫn cảm, Lương Lập Hân cũng lưu ý đến Mai Như Tuyết sắc tay, nàng biết tay này túi giá cả hoàn toàn có thể mua một cỗ cấp trung ô tô. Chân Thuần các loại Mai Như Tuyết rời đi, có chút hiếu kỳ nói, trong các ngươi hiện tại phảng phẩm đều làm được tốt như vậy. Hứa Gia Văn chừng nàng một chút nữ nhi lại nói lung tung. Lương Lập Hân đến gần nhìn thoáng qua, tựa như là chính phẩm đâu. Nàng không có vào tay, dù sao tùy tiện cầm người khác đồ vật không lễ phép. Chân Thuần không tin, đi qua duỗi tay cầm lên Mai Như Tuyết sắc tay. Lúc này Mai Như Tuyết tới lấy điện thoại, vừa vặn thấy được, Chân Thuần có chút xấu hổ, cười nói, tỷ tỷ, ta thật thích người cái này túi sách. Mai Như Tuyết dịu dàng cười nói, người trong nhà đưa đến lễ vật. Chân Thuần nắm tay túi buông xuống, Hứa Gia Văn nói, đứa nhỏ này chính là không có quy củ. Mai Như Tuyết cười nói, không sao, ta cũng thích sắc tay. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nắm tay túi đưa cho Chân Thuần, người tiếp lấy nhìn. Chân Thuần rất ưa thích cái này phối màu, kéo. Kim chụp, dấu vó ngựa xúc cảm mềm mại, tuyệt đối là chính phẩm. Lương Lập Hân nói, cái này là Hermes sữa xưa kia bạch Birkin 25A. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Chân Thuần nói, trong các ngươi cũng có Hermes cửa hàng. Mai Như Tuyết nói, hiện tại có rất nhiều, trên cơ bản một hai tuyến thành thị đều có, Chân Thuần, ngươi nhưng không nên xem thường nội địa sức mua nha. Lương Lập Hân nói, cái này bao không dễ mua a. Mai Như Tuyết nói, cũng không phải rất khó, nếu như các ngươi có cần, ta có thể giúp các ngươi liên hệ, chị dâu ta nhận biết thân thành cửa hàng người phụ trách, thích cái khác lôi cuốn khoản cũng có thể. Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn liếc mắt nhìn nhau, thông qua ba khói nữ hải đối thoại, các nàng đã ý thức được cái này Mai Như Tuyết thật không đơn giản, mặc dù Hứa Thuần Lương không có giới thiệu thân phận của nàng, thế nhưng là một cái sắc tay đã để đến từ Lương Lập Hân cùng Chân Thuần như thế hâm mộ, phải biết hai nàng cũng không phải không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Lương Lập Hân mặc dù thích cái này sắc tay, thế nhưng là để nàng hoa hơn 20 vạn đi mua, nàng vẫn là không bỏ được. Chân Thuần nói, Hương Giang bên kia rẻ hơn một chút. Hứa Gia Văn nói, ngươi còn đang đi học, đừng cân nhắc những này, xứng nhất ngươi chính là hai vai bao. Tất cả mọi người nở nụ cười, Lương Lập Nam xông tới, chủ động bắt chuyện nói, Mai tiểu thư làm việc ở đâu a? Mai Như Tuyết nói, ta tại cơ sở Hương Trấn công tác. Lương Lập Nam nơi nào chịu tin, nhìn Mai Như Tuyết khí chất tuyệt đối là tiểu thư khuê các, hắn lấy ra bản thân một tấm danh thiếp đưa tới. Mai Như Tuyết tiếp nhận nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu được trong bọc, trên trực giác Lương Lập Nam hành động như vậy cũng không lễ phép, dù sao mình là Hứa Thuần Lương bằng hữu, hắn chủ động lôi kéo làm quen ý đồ quá rõ ràng. Mai Như Tuyết hy vọng Lương Lập Nam giải đọc ra mình không nhìn hắn danh thiếp ý tứ, biết khó mà lui, nhưng Lương Lập Nam cũng không biết điều, đề nghị, chúng ta mấy cái tương hỗ thêm cái WeChat đi, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, về sau có thể thường xuyên liên hệ. Hứa Gia An đều có chút lúng túng. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng là nhi tử làm như vậy có chút thất lễ, Mai Như Tuyết lại xuất sắc cũng là Hứa Thuần Lương bằng hữu. Mai Như Tuyết nói, ta bình thường công vụ tương đối bận rộn, muốn liên lạc ta, thông qua Hứa Thuần Lương là được rồi. Nàng quay người hướng hậu viện đi đến, cũng không có cho Lương Lập Nam mặt mũi. Chân Thuần tới một câu, tướng ăn không phải quá khó coi. Hứa Gia Văn hung hăng chừng nữ nhi một chút, Lương Lập Nam thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lương Lập Hân cũng khác biệt tình đại ca, vừa rồi nghĩ thêm Mai Như Tuyết WeChat hành vi thật sự là quá thấp kém. Hứa Thuần Lương ngồi xổm trong sân soát con cua, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Mai Như Tuyết nói, tiểu viện dọn dẹp rất xinh đẹp a. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền thích loay hoay viện này. Mai Như Tuyết nói, sớm biết như thế ta sẽ không tới, dạng này rất xấu hổ. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần ngươi không xấu hổ đến liền là người khác. Hắn đem quét hết con cua đem thả chõ bên trong, bưng lên đến chuẩn bị đưa đi phòng bếp. Đại cô Hứa Gia An tới, chủ động tiếp nhận, để hắn bồi Mai Như Tuyết nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương mang theo Mai Như Tuyết đi thăm một chút lầu 2, Mai Như Tuyết nhìn thấy nhiều như vậy giá sách, cảm thán nói,
nhà các ngươi có thể a, thư hương môn đệ, trung y thế gia. Hứa Thuần Lương nói, chịu đựng đi. Gần cửa sổ trên bàn sách, đặt vào văn phòng tứ bảo, mặt trên còn có Hứa Thuần Lương chưa chép xong y kinh, Mai Như Tuyết cầm lên nhìn một chút, ngươi viết. Hứa Thuần Lương cười nói, nguyên tác là Lý Thị Chân. Mai Như Tuyết nói, ta nói là bút lông chữ. Hoan nghênh lãnh đạo chỉ ra chỗ sai. Mai Như Tuyết tán dương, viết thật tốt, chỉ là mắt thấy mới là thật, người lại viết mấy cái cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương nói, người đến đều tới, còn đưa ta nhiều đồ như vậy, giòn đưa ngươi một bức chữ đi. Hắn tìm đến một chương ba thước tuyên, ở phía trên viết xuống một bài thanh bình vui. Đừng đến xuân nửa, đập vào mắt nhu đứt ruột, xây hạ lạc Mai Như Tuyết loạn, Phật một thân còn đầy. Mai Như Tuyết nhìn thấy hắn loan phiêu phượng đỗ thư pháp, đôi mắt đẹp phát quang, người này mặt ngoài bất cần đời chỉ là hắn ngụy trang, thời gian chung đụng càng lâu càng phát ra hiện hắn thâm tàng bất lộ nội hàm, chỉ từ hắn chiêu này thư pháp tới nói, tiêu chuẩn tuyệt không kém hơn sơn hổ phế nhân Hà Thủ Nhân. Mai Như Tuyết tướng Hứa Thuần Lương đưa cho mình bức chữ này cất kỹ, nói khẽ, nói cho ngươi một tin tức tốt, Đông Châu chính phủ thành phố đã. Đối Trường Hưng năm đó ký tên hiệp nghị biểu thị lo lắng. Huyện lãnh đạo phi thường trọng thị, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, quyền tài sản chuyển để sẽ không xuất hiện biến cố. Tạ ơn a. Mai Như Tuyết nói, ngươi không cần cảm ơn ta, hẳn là các ngươi Triệu viện thông qua trong thành phố thực hiện áp lực, nguyên lai phụ thân hắn là quân phân khu lão thủ trưởng. Hứa Thuần Lương mặc dù biết Triệu Phi Dương là xuất thân gia đình quân nhân, nhưng là đối phụ thân hắn cụ thể chức vụ cũng không hiểu rõ, cũng không nghĩ tới đi tìm hiểu. Mai Như Tuyết nhìn qua treo trên tường bản dập có chút hiếu kỳ, nàng dù sao không phải lịch sử chuyên nghiệp, nhận ra mấy chữ, hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo nói, đây là giáp cốt văn a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đem ra ra năm đó tòng long xương bên trên phát hiện giáp cốt văn sự tình nói. Mai Như Tuyết nghe nói đám kia xương rồng cuối cùng bị hủy tao ngộ, cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lúc này Lương Lập Hân tới gọi bọn họ ăn cơm. Hứa gia đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Hứa Trường Thiện cao hứng phi thường, cho mỗi người trẻ tuổi đều phát một cái hồng bao, thực sự hồng bao, Mai Như Tuyết cũng có một phần. Mai Như Tuyết cảm thấy không thích hợp, Hứa Thuần Lương ra hiệu nàng nhận lấy, nếu như không muốn quay đầu vụng trộm trả lại cho mình chính là, không cần thiết ngay trước ra ra bột cự tuyệt, coi như giúp mình nhiều kiếm phần thu nhập, Mai Như Tuyết lặng lẽ dùng ánh mắt rất khinh bỉ hắn một chút. Lương Lập Nam bởi vì vừa rồi đụng phải cái mềm cái đinh, hiện tại rõ ràng thu liễm rất nhiều. Chỉ là lúc ăn cơm vẫn vụng trộm nhìn Mai Như Tuyết, không nghĩ tới Đông Châu tòa này tam tuyến thành thị sẽ có như thế ưu tú nữ hài tử, coi như tại thân thành tòa này quốc tế đô thị cũng không gặp được dạng này siêu quần bạt tụy mỹ nữ, từ đủ loại biểu hiện phán đoán, biểu đệ Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nên không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Trịnh Bồi An đêm nay công lao lớn nhất, bọn vãn bối thay nhau hướng hắn mời rượu. Hứa Gia Văn nhìn không được nhắc nhở hắn không muốn mê rượu, nàng minh bạch Trịnh Bồi An tâm ý. Cũng phi thường cảm kích những năm gần đây hắn đối phụ thân chiếu cố. Trịnh Bồi An nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ta một người cô đơn đã quen, còn tốt dung nhập các người đại gia đình này, ta cao hứng a, rốt cục có lòng cảm mến. Hứa Trường Thiện nói, Bồi An, nơi này không có người nào đem ngươi trở thành ngoại nhân, ta đã sớm đem ngươi trở thành con trai mình. Một con rể nửa cái, coi như cùng mình hai con rể cũng không bằng Trịnh Bồi An thân cận, khả năng tại trong mắt của phụ thân. Con rể cướp đi bảo bối của hắn khuê nữ, rất khó coi lấy thuận mắt. Hứa Trường Thiện nhất là không thích tiểu nữ tế chân quốc vĩ, kia là nữ nhi lựa chọn, hắn không có can thiệp, nhưng là từ đầu đến cuối giữ lại cái nhìn. Khả năng bởi vì địa vực khác biệt đi, văn hóa bên trên tồn tại chênh lệch rất lớn, cùng hắn thực chất bên trong loại kia dị dạng cảm giác ưu việt đều để Hứa Trường Thiện có chút phản cảm, bất quá bọn hắn rất ít gặp mặt, những năm này cũng coi như bình an vô sự. Trịnh Bồi An có chút cảm động. Liên tục gật đầu, cha mẹ của hắn đều đã qua đời, lại không có huynh đệ tỉ muội, tình cảm bên trên thật sự là đem Hứa Trường Thiện trở thành phụ thân, đương nhiên ban sơ là bởi vì thích Hứa Gia Văn, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hứa Gia Văn không coi trọng hắn, về sau du học làm quen trưởng phu nàng Trân Quốc Vĩ, sau khi kết hôn đi Hương Giang, cặp vợ chồng đều là phần tử trí thức cao cấp, một cái tại Tiếng Trung Đại học, một cái tại Thành Thị Đại học dạy học. Trịnh Bồi An biết mình cùng người ta chênh lệch. Cũng một mực không có gì hy vọng xa vời, trong mắt hắn Hứa Gia Văn cặp vợ chồng chính là thần tiên quyến lữ, thật không nghĩ đến bọn hắn hiện tại cũng ly hôn. Muốn nói trong lòng đối Hứa Gia Văn không có điểm tưởng niệm là không thể nào, hôm qua toàn bộ ban đêm hắn đều ngủ không ngon,
Trải qua một đêm cân nhắc, Trịnh Bồi An ý thức được coi như Hứa Gia Văn ly hôn, giữa bọn hắn khả năng cũng không lớn. Những năm này Hứa Gia Văn từ đầu đến cuối tại tiến bộ, mà mình cơ hồ dừng bước không tiến, cứ như vậy đương người bằng hữu đi, nếu như mình lại có cái gì ý nghĩ xấu, chưa chừng liền bằng hữu đều không có làm. Hứa Gia An cùng Trịnh Bồi An cũng là rất quen thuộc, hỏi Trịnh Bồi An hiện tại gia đình tình trạng. Trịnh Bồi An biểu thị mình vẫn đơn, cũng đã quen cuộc sống độc thân. Trân Tuần nói, Trịnh Thúc, người một mực không có kết hôn không phải đang chờ ta mẹ à? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Hứa Gia Văn càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, người nhà đầu này nói bậy bạ gì đó. Hứa Thuần Lương ngược lại có chút thưởng thức tiểu biểu muội đi thẳng về thẳng tính cách, hắn cười nói, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Trịnh Bồi An nói, ta không phải không kết hôn, ta là đã kết hôn lại rời. Hứa Gia Văn lạnh lùng nhìn qua khuê nữ, nàng nếu là dám nói ra bản thân ly hôn sự tình, mình cùng với nàng không xong. Tốt lần này Trân Thuần không dám nói lung tung, mẫu thân lặp đi lặp lại bàn giao không thể để cho ông ngoại thương tâm, trong nhà đã có một cái ly hôn gia đình, cái này lại thêm một cái, lão nhân gia chưa hẳn có thể tiếp nhận. Trân Thuần nói, Trịnh Thúc, ngươi vì cái gì ly hôn a? Không có hài tử sao? Trịnh Bồi An lắc đầu, ta vợ trước là cái miêu tộc lạt muội tử, nóng tính đừng nóng nảy, hai ta nhận biết không có một tuần liền kết hôn, chưa tới nửa năm liền ly hôn. Hứa Trường Thiện thở dài nói, không hiểu rõ giá nhóm những người tuổi trẻ này, cầm hôn nhân làm trò đùa, đều không có cân nhắc thanh tại sao muốn kết hôn. Kết hôn liền phải chịu trách nhiệm người, không thể tùy tiện ly hôn. Trân Thuần tràn ngập hiếu kỳ nói, Trịnh Thúc, ngài nói một chút, lúc trước tại sao muốn ly hôn? Hứa Thuần Lương phát hiện cái này tiểu biểu muội có một viên bát quái tâm, hắn lo lắng Trịnh Bồi An khó xử, chủ động giúp đỡ giải vây, tình cảm không cùng chứ sao. Trân Thuần nói, đây chính là cặn bã nam ưa thích dùng nhất lấy cớ. Tất cả mọi người nở nụ cười, lần này luận đến Hứa Gia An nói đồng ngôn vô kỵ. Trịnh Bồi An cười nói, lời gì đều bị ngươi nói. Hứa Trường Thiện đã thật lâu không có cao hứng như vậy, Hứa Gia An cho đệ đệ Hứa Gia Hiên đánh cái video điện thoại. Trong video Hứa Gia Hiên ngay tại Manhattan trong văn phòng, hắn trước cho phụ thân vấn an, nhìn thấy một mọi người người tề tụ một đường, Hứa Gia Hiên biểu thị hâm mộ, kỳ thật hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cho nhi tử gọi điện thoại, nhưng Hứa Thuần Lương không tiếp, Hứa Gia Hiên cho rằng nhi tử là tức giận chính mình, kỳ thật Hứa Thuần Lương là không muốn gọi cha. Hứa Gia An dùng camera lần lượt lướt qua mấy người trẻ tuổi, Hứa Gia Hiên cả đám đều gọi ra danh tự. Bởi vì Trân Thuần ba người bọn hắn năm ngoái cùng đi Bắc Mỹ lữ. Bơi, thân là cứu cứu hắn toàn bộ hành trình tiếp đãi cùng đi, ngược lại là hắn cùng con trai mình lạnh nhạt một chút, Hứa Gia An đưa di động đưa cho Hứa Thuần Lương, Thuần Lương, cùng ngươi cha trò chuyện hai câu. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được đại cô không phải vô duyên vô cớ đánh cái video này điện thoại, hẳn là nghe nói cha con bọn họ ở giữa không liên lạc sự tình, cho nên mượn cơ hội này giúp đỡ hòa hoãn một chút cha con bọn họ quan hệ. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri, Hứa Gia Hiên cơ hồ không thể nhận ra con của mình, hắn có chút kích động nói, Thuần Lương, ta là cha ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta biết ngươi. Hứa Gia Hiên xấu hổ cười nói, ta thật cao hứng, nhi tử, ta nghe nói ngươi công tác, chúc mừng a, những năm này ủy khuất ngươi, ba ba bận rộn công việc. Bận rộn công việc không phải lấy cớ, đều là một cái cha ngày thường, tỷ tỷ ngươi các nàng có thể đến xem ra ra, ngươi làm sao lại không thể tới a? Ây, ta, có gửi tiền trở về à? Hứa Gia Hiên bị nhi tử hỏi được cứng họng. Được rồi, người kia hai hỏng bét tiền, ra ra căn bản chướng mắt, thật có hiếu tâm thường trở lại thăm một chút, người cũng có già một ngày, không sợ gặp báo ưng à? Một đám người trợn mắt hốc mồm, biết đến là nhi tử giáo huấn lão tử, không biết còn tưởng rằng là lão tử giáo huấn nhi tử đâu. Hứa Trường Thiện nghe được thống khoái, cháu trai nói ra hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng, cái này bất hiếu đồ vật. Thật sự cho rằng gửi hai tiền là được rồi. Hứa Gia Hiên bị giáo huấn cứng họng, cách Thái Bình Dương cũng có thể cảm giác được hắn thời khắc này xấu hổ, Thuần Lương. Ta, cùng Gia Gia ngươi nói hai câu. Hứa Thuần Lương đem điện thoại đưa cho Gia Gia, Hứa Trường Thiện trực tiếp cho phủ lên, nói lại nhiều lời hữu ích không bằng trở về một chuyến. Lương Thụ Đức phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nâng chén sướng nghị nói, chúng ta chúc lão gia tử thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Mai Như Tuyết đi theo nâng chén, phát hiện cái này một nhà thật đúng là rất có ý tứ. Sau bữa cơm chiều, Mai Như Tuyết cáo từ rời đi, dù sao cũng là Hứa Gia gia đình tụ hội,
nàng ở lại chỗ này quá lâu cũng không thích hợp. Hứa Thuần Lương đưa nàng đưa đến bên cạnh xe, cười nói, cảm ơn a. Mai Như Tuyết nói, cảm ơn ta cái gì? Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn ngươi cho ta như thế lớn mặt mũi. Mai Như Tuyết biết hắn có ý tứ gì, đêm nay cơ hồ tất cả mọi người cho là mình là hắn bạn gái, trở ngại mặt mũi đêm nay cũng không có ngay trước mặt mọi người làm sáng tỏ chuyện này. Mai Như Tuyết tướng hồng bao đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương tịch thu để nàng giữ lại, dù sao cũng là lão gia tử một phen tâm ý. Mai Như Tuyết cũng không có kiên trì, hướng hắn khoát tay áo, lái xe rời đi. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết xe đi xa, chuẩn bị lúc trở về, một cỗ tử sắc Porsche Cayenne dừng ở trước mặt. Lương Lập Nam huynh muội cùng Trân Thuần đi ra đến, Cayenne bên trong xe bước xuống một vị mập mạp người trẻ tuổi, hắn gọi Đỗ Vân Cường, là Lương Lập Nam du học thời điểm đồng học, Lương Lập Nam đến Đông Châu trước đó liền cùng hắn lấy được liên hệ, Đỗ Vân Cường là đặc biệt dẫn bọn hắn đi chơi. Lương Lập Nam cũng chào hỏi biểu đệ cùng đi, Hứa Thuần Lương đối loại này sống về đêm không có nhiều hứng thú, biểu thị mình lưu lại bồi người nhà nói chuyện phiếm. Hứa Gia An hai tỷ muội đi cọ nồi rửa chén, Trịnh Bồi An cùng Lương Thụ Đức bồi tiếp lão gia tử hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Lương Thụ Đức hơi kinh ngạc, hỏi hắn làm sao không có cùng theo đi chơi. Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, mình đối đi ba không có hứng thú gì. Trịnh Bồi An cảm khái cái này đời người trẻ tuổi cùng đi qua khác biệt, đi qua tối đa cũng chính là hát cái karaoke, hiện tại động một chút thì là đi ba, hắn liền không rõ món đồ kia có cái gì ngâm đầu. Làm uống rượu không dùng bữa cũng không có tí sức lực nào a. Lương Thụ Đức cười nói, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ sinh hoạt, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần can thiệp. Hứa Trường Thiện nghe nói mấy đứa bé đi đi ba không khỏi nhíu mày, tại hắn khái niệm bên trong quán ba không phải người đứng đắn đi đến địa phương, loại địa phương kia ngư long hỗn tạp, vạn vừa gặp phải phiền phức làm sao bây giờ. Hứa Trường Thiện đem lo lắng nói cho bọn hắn. Trịnh Bồi An để hắn không cần lo lắng. Hiện tại Đông Châu trị an rất tốt, mà lại toàn xã hội đều tại quét hắc trừ ác, người xấu đều biến an phận, mấy năm này đã rất ít nghe được có hắc ác sự kiện. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hứa Trường Thiện vẫn là không yên lòng, ba đứa hài tử đều là người bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn để Hứa Thuần Lương đi qua bồi tiếp, hiện tại lão gia tử đối Hứa Thuần Lương phá lệ yên tâm, biết cháu trai từ khi công việc về sau năng lực càng lúc càng lớn. Hứa Thuần Lương vốn không muốn đi. Nhưng nghe ra ra nói như vậy cũng chỉ đành tòng mệnh, đi ra ngoài đánh chiếc xe, hướng SEVENSTAR đi. Hứa Thuần Lương tại cửa quán ba xuống xe, liếc mắt liền thấy trong bãi đỗ xe Đỗ Vân Cường chiếc kia Porsche, chủ yếu là tử sắc miếng dán quá tao. Tiến vào quán ba, bên trong lấp lóe mê loạn ánh đèn, đinh tai nhức óc âm thanh để hắn có loại tẩu hỏa nhập ma không khí cảm giác. Một vị phục vụ viên tiến lên đón hỏi hắn mấy người, Hứa Thuần Lương biểu thị mình tìm người. Nhìn chung quanh cũng không thấy được biểu ca bọn hắn đi nơi nào. Trên sân khấu hai vị DJ chính đang điên cuồng múa, phía dưới một đám nam nam nữ nữ ngay tại theo âm nhạc lung tung run rẩy. Hứa Thuần Lương cảm thấy nơi này người đều trở nên có chút bệnh tâm thần, hắn hận không thể tới cho mỗi người quấn lên một châm, để bọn hắn tỉnh táo lại. Tìm kiếm khắp nơi thời điểm, nơi xa có một vị cô gái tóc ngắn hướng hắn phất phất tay, Hứa Thuần Lương tập trung nhìn vào, lại là Đông Châu Đài truyền hình người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ. Nói đến Đông Châu thật đúng là không lớn, đi chỗ nào đều có thể gặp được người quen. Triệu Hiểu Tuệ cũng là một người, Hứa Thuần Lương đi vào nàng ngồi xuống bên người, nha, Hiểu Tuệ tỷ, trùng hợp như vậy a. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, xem ra hai ta thật đúng là có duyên, đang lo không ai theo giúp ta uống rượu đâu. Nàng hôm nay trang dung có chút khoa trương, liệt diễm môi đỏ, mới cắt tóc ngắn quản lý ra ướt sũng rối bời cảm nhận, nàng cầm lấy mấy bên trên thuốc lá. Hứa Thuần Lương biểu thị mình sẽ không. Triệu Hiểu Tuệ mình cầm một chi, Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp nàng đốt, Triệu Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, không hút thuốc lá tùy thân mang bật lửa làm gì. Hứa Thuần Lương nói cho nàng, lửa này cơ là bình thường chuyên môn cho lãnh đạo phục vụ đạo cụ, Triệu Hiểu Tuệ minh bạch, khó trách hắn còn quá trẻ liền có thể đạt được đơn vị lãnh đạo coi trọng. Triệu Hiểu Tuệ để nhân viên phục vụ lấy ra rượu đơn, đưa cho Hứa Thuần Lương, lớn tiếng nói, nhìn xem uống gì. Ta mời khách. Hứa Thuần Lương chỉ mình, biểu thị mình mời, nói qua mời Triệu Hiểu Tuệ uống rượu, còn không có thực hiện qua đây. Rượu đơn bên trên cơ bản đều là mới là cổ quái danh tự, Hứa Thuần Lương cũng không biết hẳn là chọn cái nào, để Triệu Hiểu Tuệ hỗ trợ tuyển một cái. Triệu Hiểu Tuệ nhìn ra Hứa Thuần Lương hẳn là rất ít đến quán bar,
liền giúp hắn điểm một chén Grand Phỉ Địch 26 năm đơn nhất mạch mầm whisky. Hứa Thuần Lương thử uống một ngụm, mặc dù có cỗ mùi lạ, nhưng khá tốt dưới, hắn thỉnh thoảng hướng trong sàn nhảy nhìn quanh, tìm kiếm họ hàng nhóm bóng dáng. Triệu Hiểu Tuệ nói, tìm người a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, biểu ca ta bọn hắn tới trước, không thấy được người. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, nhiều người như vậy, lại rối bời, bất quá chỉ cần tới đây, sớm tối đều sẽ đi khiêu vũ. Nàng mời Hứa Thuần Lương xuống dưới khiêu vũ. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn đối khiêu vũ nhất khiếu bất thông. Triệu Hiểu Tuệ nói, rất đơn giản, người không phải muốn tìm người sao? Đi bên trong tìm xem. Hứa Thuần Lương cho rằng như thế cái tốt đề nghị, cái gì khiêu vũ, không phải liền là lắc đầu thêm run rẩy nha, giống như cũng không có khó khăn quá lớn, tại là theo chân Triệu Hiểu Tuệ cùng một chỗ tiến vào sân nhảy. Triệu Hiểu Tuệ theo tiết tấu lắc đầu lắc mông phi thường xinh đẹp, Hứa Thuần Lương trong thoáng chốc như là tiến vào hoa gian phái huyễn ảnh mê hồn trận, chung quanh một cái ý loạn tình mê nam nam nữ nữ chính đang điên cuồng múa. Hai tên nùng trang diễm mặt nữ tử hướng hắn phát động giáp công, Hứa Thuần Lương tiến về phía trước một bước, lấy linh xà bát bộ bên trong rắn bơi đại giang tránh thoát. Phía trước Triệu Hiểu Tuệ lung lay thân thể, thẳng đến hắn lồng ngực mà đến, Hứa Thuần Lương tới cái kim xà quấn thân, rắn Triệu Hiểu Tuệ bên cạnh thân, tại chật hẹp khe hở bên trong đi vòng đến phía sau của nàng. Nguy hiểm thật, may mắn ta có bộ pháp phòng thân. Sau lưng một gã đại hán lấy khoa trương biên độ tới cái hướng về phía trước ưỡn hông động tác, Hứa Thuần Lương nội tâm giật cả mình, tùy theo tới cái cuồng mãng giận dứt, thân thể kịp thời trước đưa, tránh thoát bị đại hán đánh lén nguy hiểm. Phía trước Triệu Hiểu Tuệ vong tình nhảy múa, Hứa Thuần Lương cái này đưa tới hông suýt nữa tạo thành vọt thẳng đụng, hắn ứng biến thần tốc, đón thêm cái trước kim xà quấn thân động tác, từ Triệu Hiểu Tuệ bên trái một lần nữa đi vòng đến trước người của nàng. Động tác tơ lụa, một mạch mà thành. Vừa hạ sân nhảy liền làm cho hắn sử xuất ba thức bộ pháp, lợi hại. Lợi hại. Triệu Hiểu Tuệ hai tay nắm chặt nắm đấm, kẹp lấy bộ ngực không ngừng đung đưa, một bên lớn tiếng nói, người đây không phải nhảy rất tốt. Hứa Thuần Lương lắc đầu, biểu thị mình sẽ không, lúc này hắn thấy được biểu ca Lương Lập Nam, hắn chính trong sàn nhảy vong ngã đung đưa, cùng bình thường ôn tồn lễ độ tinh anh hình tượng tưởng như hai người. Đỗ Vân Cường cũng tại cách đó không xa, chung quanh bọn họ có mấy nữ hài nhi, đều là Đỗ Vân Cường gọi tới bằng hữu, Lương Lập Hân cũng tại cách đó không xa khiêu vũ. Hứa Thuần Lương không nhìn thấy biểu muội chân thuần, lấy linh xà bát bộ từ đám người khe hở bên trong ghé qua, dần dần tiếp cận Lương Lập Nam, Triệu Hiểu Tuệ cũng đi theo hắn hướng phía trước bên cạnh nhảy bên cạnh đi. Lương Lập Nam chính nhảy khoái hoạt, thình lình có người vỗ vỗ đầu vai của hắn, xoay mặt nhìn lại, lại là Hứa Thuần Lương. Lương Lập Nam hướng hắn nhẹ gật đầu, phát hiện Hứa Thuần Lương cùng nhau còn có một vị mỹ nữ, Lương Lập Nam đối vị này nhỏ biểu đệ có loại lau mắt mà nhìn cảm giác, đừng nhìn không có ha viên hóa, công việc cũng không có gì đặc biệt, nhưng là nữ nhân duyên thật sự là quá tốt. Mai Như Tuyết loại kia họa thủy cấp mỹ nữ không nói đến, liền bên cạnh hắn vị này cũng là vũ mị xinh đẹp, đủ để miểu sát Đỗ Vân Cường hẹn tới cái gì Đông Châu danh viện. Hứa Thuần Lương lớn tiếng hỏi Lương Lập Nam chân thuần hướng đi. Lương Lập Nam vốn cho rằng chân thuần cùng muội muội cùng một chỗ, nghe hắn hỏi một chút mới ý thức tới chân thuần không thấy, bọn hắn vừa rồi chỉ lo cao hứng, không có lưu ý chân thuần đi địa phương nào. Lương Lập Nam lại hỏi biểu tỷ Lương Lập Hân biểu thị mới vừa rồi còn tại, đoán chừng là đi phòng rửa tay, để hắn cứ yên tâm, tại công chúng trường hợp bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Hứa Thuần Lương quyết định đi toilet bên kia nhìn xem, tiến vào tiến về toilet thông đạo lập tức tĩnh rất nhiều. Dưới ánh đèn lờ mờ, có không ít nam nữ trẻ tuổi ngay tại thông đạo bên cạnh vong tình ôm hôn, lẫn nhau trên hai tay hạ tìm kiếm. Hứa Thuần Lương nhíu mày, đổi thành đi qua, loại này có tổn thương phong hóa hành vi đều phải cho bắt vào đi, ra ra nói không sai, nơi này không phải địa phương tốt gì. Triệu Hiểu Tuệ cũng cùng đi qua, từ phía sau kêu hắn một tiếng, Hứa Thuần Lương, ngươi tìm ai a? Hứa Thuần Lương nói, biểu muội ta. Đi vào cửa phòng rửa tay cũng không có nhìn thấy các nàng hai cái bóng, Triệu Hiểu Tuệ hỗ trợ đi trong toilet nhìn một chút, Hồ Chân Thuần danh tự, không gặp người đáp ứng. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, hắn tới có một đoạn thời gian, trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả, vẫn là không có nhìn thấy các nàng hai cái, chẳng lẽ lại các nàng về nhà trước. Lúc này từ trong toilet nam ra hai tên nam tử, một nam tử đối tấm gương kiểm tra trên cổ vết thương, cổ của hắn hoa văn một cái màu xanh đầu sói. Hẳn là bị người cào ra một đầu vết máu, một bên mập lùn nam tử trêu chọc nói, muốn hay không đánh một châm chó dại vaccine.
Nam tử kia mắng, thật mẹ nó xúi quẩy, cô nàng kia quá dã man, cho ta cào, dựa vào tính tình của ta, ta đem nàng ngón tay cho gõ. Mập lùn nam tử nói, Đường thiếu chỉ thích như vậy dã man, cái này kêu là thịt rừng khó tìm a. Ha ha ha, Nam Giang cái gì mỹ nữ không có, hắn thật đúng là, cô nàng kia hung cùng chó săn, có cái gì tốt. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hứa Thuần Lương có thêm một cái tâm nhãn, đi theo sau lưng của hai người, nhìn thấy hai người tiến vào VIP khu, Hứa Thuần Lương bước nhanh liền muốn theo tới. Triệu Hiểu Tuệ cảm giác tình trạng không đúng, mau đuổi theo, bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay nói, người đừng tùy tiện đến đó a. Nàng chỉ cổng bảo an, không có hẹn trước, khẳng định sẽ bị ngăn trở, Hứa Thuần Lương hiển nhiên không biết quy củ của nơi này. Hứa Thuần Lương nói, ta tìm người. Triệu Hiểu Tuệ thở dài, để ta đi, đem ảnh chụp cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương từ trong điện thoại di động tìm một chương chân thuần ảnh chụp cho nàng nhìn xem, Triệu Hiểu Tuệ hít vào một hơi ưỡn ngực mứt hướng VIP khu đi đến, đi tới cửa liền bị bảo an cản lại. Triệu Hiểu Tuệ nói, Đường thiếu mời ta tới. Nàng cũng nghe đến vừa rồi hai người đối thoại. Bảo an cũng không có hoài nghi, Triệu Hiểu Tuệ theo đuôi hai người thẳng đến lớn nhất 888 gian phòng mà đi, nàng đi qua cũng đã tới nơi này, cho nên đối tình huống nơi này rất quen. Triệu Hiểu Tuệ đẩy ra 888 cửa phòng, người ở bên trong đều lấy làm kinh hãi, tất cả mọi người hướng cái này khách không mời mà đến nhìn lại. Triệu Hiểu Tuệ che miệng làm dáng nôn mửa, không có ý tứ, đi nhầm. Ách! Nàng đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, hẳn là Hứa Thuần Lương muốn tìm người, nữ hài kia bị người bứt tóc, ngay tại rót rượu. Triệu Hiểu Tuệ hoảng bận bịu lui ra ngoài, rót rượu tên kia nam tử trẻ tuổi thiếu dung cứng ở trên mặt, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa rồi tên kia phần cổ hình xăm nam tử lập tức đi theo ra ngoài. Này! Triệu Hiểu Tuệ nghe được nam tử kia gọi hắn, dọa đến rút chân liền chạy, tên nam tử kia lớn tiếng nói, người đứng lại đó cho ta. Bước nhanh từ phía sau đuổi theo. Hứa Thuần Lương liền chờ ở bên ngoài, Triệu Hiểu Tuệ chạy đến trước mặt hắn giấu ở phía sau hắn, Hứa Thuần Lương nhìn qua tên kia hình xăm nam tử. Tên nam tử kia khinh thường nhìn qua Hứa Thuần Lương, người mẹ nó tránh ra cho ta. Triệu Hiểu Tuệ chưa tỉnh hồn nói, nàng ở bên trong. Lúc này Lương Lập Nam cùng Lương Lập Hân bọn hắn cũng đều chạy tới, Lương Lập Nam nói, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, chân thuần bị đám người này mang đi. Đỗ Vân Cường phát hỏa người là hắn mời đi theo, hắn cảm giác rất mất mặt, xông đi lên muốn tóm lấy tên nam tử kia cổ áo, lại bị nam tử kia một quyền đánh trúng vào mặt. Đỗ Vân Cường thẳng tắp ngã trên mặt đất, con hàng này cũng quá không khỏi đánh. Hứa Thuần Lương đi đến liền đi, tên nam tử kia huy quyền thẳng đến Hứa Thuần Lương cầm, Hứa Thuần Lương lách mình né qua, tay phải như thiểm điện nắm chặt người này tay trái, giơ lên nắm đấm chiếu vào người này mặt bang bang chính là hai quyền. Người lỗ tai một khi bị khống chế, toàn thân liền nhận lấy kiềm chế, nam tử kia lập tức thành Hứa Thuần Lương để tuyến con rối, bị hắn áp lấy đi vào bên trong. Bảo an nhìn thấy tình thế không đúng tranh thủ thời gian tới chặn đường. Hứa Thuần Lương nhìn hằm hằm nhân viên an ninh kia, cút sang một bên. Bảo an bị khí thế của hắn trấn trụ, tranh thủ thời gian móc ra bộ đàm gọi trợ giúp. Lương Lập Nam đỡ dậy Đỗ Vân Cường che mũi nói, đừng quản ta. Nhanh đi. Mấy người cùng đi đến 888 mướn phòng, Hứa Thuần Lương nhấc chân liền đem cửa cho đạp ra. Triệu Hiểu Tuệ đưa tay đem bên cạnh ánh đèn chốt mở toàn bộ mở ra, trong lúc nhất thời trong phòng chung ánh đèn sáng rõ. Chân thuần bị người bứt tóc rót rượu bởi vì kiên trì không uống, trên thân bị rượu vẩy đến khắp nơi đều là, trên mặt trang đều khóc bỏ ra. Lương Lập Nam phát hỏa, thả ta ra muội. Tên kia nắm lấy chân thuần tóc Đường thiếu nở nụ cười, hắn buông lỏng ra chân thuần tóc. Chân thuần đẩy hắn ra chạy ra cửa, có người cố ý duỗi ra chân đi, chân thuần chạy quá mau, dưới chân mất tự do một cái trùng điệp ngã một phát. Lương Lập Hân mau chóng tới đưa nàng đỡ dậy. Lương Lập Nam nói, các ngươi đây không phải là pháp cưỡng ép, ta muốn cáo các ngươi. Một đám người cười lên ha hả, Đường thiếu rút miệng xì gà xem thường nói, chúng ta chính là mời vị tiểu thư này uống rượu, cũng không dùng bất luận cái gì cưỡng bách thủ đoạn, là chính nàng chủ động tiến đến, nghĩ báo cảnh một mực báo a, ta lại không làm cái gì chuyện vi pháp loạn kỷ, chung quanh nhiều người như vậy có thể cho ta làm chứng a. Một đám người đồng thời gật đầu phụ họa. Lương Lập Hân nhỏ giọng hỏi Chân Thuần có bị thương hay không, Chân Thuần lắc đầu. Chính là tóc bị kéo tới có chút đau nhức. Lương Lập Nam có ý tứ là rời đi trước, quay đầu báo cảnh xử lý, đối phương có mười mấy người,
nếu như tại chỗ sông nổi lên bọn hắn khả năng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng là bọn hắn còn chưa tới cùng rời đi đâu, hai tên đại hán đã từ phía sau đóng cửa lại. Đường thiếu chậm rãi đứng dậy, chúng ta hảo hảo ở chỗ này uống rượu, các ngươi đột nhiên xông tới, còn đánh ta người, hẳn là báo cảnh người là ta mới đúng. Đỗ Vân Cường cái mũi còn đang chảy máu, che mũi nói, ta đã báo cảnh sát, các ngươi đừng làm loạn a. Sáu tên đại hán hung thần ác sát đã từ trên ghế salon đứng lên. Hứa Thuần Lương nắm chặt kia hình xăm nam tử lỗ tai, bình tĩnh nói, người đánh ngươi. Đánh như thế nào, là thế này phải không? Giơ lên tay trái phản rút nam tử kia một cái bạt tai, đánh cho cực kỳ thanh thúy. Tất cả mọi người bị hắn một cử động kia sợ ngây người, nhìn không ra hào hoa phong nhã Hứa Thuần Lương xuất thủ ác như vậy. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là như vậy đánh. Quyền trái trọng kích tại nam tử kia mặt bên trên, hình xăm nam tử bị hắn một quyền kích choáng, Hứa Thuần Lương mặc dù buông hắn ra, hắn lại đã mất đi đứng thẳng năng lực, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sau đó lại chậm rãi ghé vào sàn nhà cứng rắn bên trên, đầu va chạm trên sàn nhà phát ra bồng. Một tiếng vang trầm, Hứa Thuần Lương đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa không chút hoang mang cuốn lên ống tay áo. Con người của ta có cái quen thuộc, gặp được phiền phức đánh trước 120. Ta cam đoan đêm nay bị lôi đi người, không phải ta chính là các ngươi. Đường thiếu mắt phải cơ bắp co quắp một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được đâm đầu đi tới người trẻ tuổi này là kẻ hung hãn, trong nội tâm sinh ra một chút khiếp ý, bất quá nhìn hai bên một chút, phía bên mình nhiều người như vậy cũng không có gì đáng sợ. Hứa Thuần Lương nói, Trần Thuần, vừa rồi có người hay không đánh ngươi? Trần Thuần cắn môi, nàng hiển nhiên bị dọa cho sợ rồi. Hứa Thuần Lương giận dữ hét, nói. Trần Thuần dọa đến sợ run cả người, chỉ vào đã bị Hứa Thuần Lương đánh ngã xuống đất kia hàng. Hình xăm nam tử chính hai tay đỡ khó khăn nghĩ đứng lên, Hứa Thuần Lương khinh miệt nhìn thoáng qua, đột nhiên nâng lên chân phải chiếu vào mặt của hắn chính là hung hăng một cước. Không ít người dọa đến đều nhắm mắt lại, tên nam tử kia chịu một cước này, lại lần nữa một đầu mới ngã xuống đất, trong lỗ mũi máu tươi xuôi theo mặt đất chảy xuôi. Một mặt vuông râu quai nón đại hán từ thùng băng bên trong nắm lên một bình whisky, giận dữ hét, ta thao đại gia ngươi. Thẳng đến Hứa Thuần Lương xông tới. Bước chân của hắn bước đến mặc dù lớn, nhưng là Hứa Thuần Lương khởi động tốc độ càng nhanh, thân thể của hắn giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra đi, một cước đá vào đại hán dưới hông. Đại hán đau nhức hai tay đi che mệnh căn tử, chai rượu trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Hứa Thuần Lương nâng tay phải lên. Chiếu vào hắn vặn vẹo mặt to chính là hung hăng một bàn tay, cái này bàn tay rút đến đại hán mặt mũi tràn đầy lông đều bay lên. Trong phòng chung người mặc dù rất nhiều, thế nhưng là Hứa Thuần Lương cử động vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài, vốn cho rằng ỷ vào nhiều người ưu thế hoàn toàn có thể chấn nhiếp mấy người bọn hắn, ai có thể nghĩ tới Hứa Thuần Lương sẽ chủ động công kích. Đường thiếu ý thức được một cái phi thường đáng sợ vấn đề, Hứa Thuần Lương cách mình đã không đến 2 mét. Từ vừa mới bắt đầu Hứa Thuần Lương liền là hướng về phía hắn đi qua, bắt giặc trước bắt vua, hôm nay kẻ cầm đầu chính là người này. Đường thiếu bên người hai người cũng ý thức được vấn đề này, bọn hắn cùng một chỗ hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, Hứa Thuần Lương tiện tay cầm lên hai bình rượu tây, chiếu vào hai người trán liền đập xuống, không ra tay thì thôi, vừa ra tay không chút lưu tình, đêm nay Hứa Thuần Lương quyết tâm muốn giúp Đông Châu 120 kiếm tiền. Đường thiếu làm sao đều không nghĩ tới Hứa Thuần Lương hung ác như thế hung hãn, tình thế cấp bách ở giữa từ thùng băng bên trong cầm ra băng chùy chiếu vào Hứa Thuần Lương đâm tới. Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ tay của hắn, nghịch kim đồng hồ vận động, đường thiếu kêu thảm một tiếng, Hứa Thuần Lương nắm chặt tay của hắn, đường thiếu trong tay còn cầm băng chùy chỉ là tay của hắn đã hoàn toàn bị Hứa Thuần Lương khống chế, Hứa Thuần Lương nắm lấy đường thiếu tay chiếu vào bắp đùi của hắn, hung hăng đâm đi vào. A. À. Đường thiếu phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, hắn đám kia đồng bọn tất cả đều dọa tê, con hàng này người nào? Cái này mẹ nó không phải đánh nhau, đây là ngược sát a. Lúc này quầy rượu quản lý Tạ Xuân Lôi mang theo một đám bảo an vọt vào, toàn tất cả dừng tay, toàn tất cả dừng tay. Đường thiếu kêu thảm, báo cảnh, tranh thủ thời gian, báo, ai nha, lại là Hứa Thuần Lương cầm tay của hắn vặn bỗng nhúc nhích, băng chùy cũng theo đó vận động. Băng chùy tại máu thịt bên trong vận động mang đến toàn tâm đau đớn. Tạ Xuân Lôi không dám tùy tiện báo cảnh, nếu như báo cảnh, hắn quầy rượu sinh ý khẳng định lớn thụ ảnh hưởng, khi hắn nghe nói 888 phòng xảy ra chuyện, liền biết tuyệt không phải việc nhỏ, qua trước khi đến,
hắn tưởng rằng cái này phòng khách nhân khi dễ người khác, sau khi đi vào nhìn thấy tình trạng hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng. Người trước buông hắn ra, Tạ Xuân Lôi thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hứa Thuần Lương căn bản đều không để ý hắn, nhẹ nhàng vận động lên tay của hắn, tiếp cận Đường Thiếu nói, vừa mới là ngươi đem biểu muội ta cưỡng ép đến nơi đây. Ta, thao, ai u, là ta, là ta. Trần Thuần lúc đầu rất sợ hãi, lúc này phản lại cảm thấy thú vị. Tạ Xuân Lôi ý thức được mình không có tác dụng, hắn nhận biết Đỗ Vân Cường, tranh thủ thời gian đi vào Đỗ Vân Cường bên người hỏi thăm tình huống như thế nào, Đỗ Vân Cường cũng nổi giận trong bụng, a rồi nói một trận, biểu thị mình đã báo cảnh sát. Tạ Xuân Lôi nói khẽ với Đỗ Vân Cường dì tai vài câu, Đỗ Vân Cường sắc mặt cũng thay đổi, hắn đi vào Lương Lập Nam bên người dán bên tai nói vài câu. Đường Thiếu cũng không phải người bình thường, phụ thân hắn là trong nước nổi danh đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Lần này tới Đông Châu là hiệp đàm đầu tư, đánh người việc nhỏ, vạn nhất bởi vì việc này quấy nhiễu thị lý đầu tư thế nhưng là một kiện đại sự. Lương Lập Nam biết rõ có thương tất có quan đạo lý, nếu như hôm nay chuyện này làm lớn chuyện, ăn thiệt thòi đến khẳng định là bọn hắn, hắn đi về phía trước mấy bước, Thuần Lương, được rồi, vẫn là giao cho Tạ quản lý xử lý đi. Hứa Thuần Lương phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện một dạng, biểu muội, hắn có hay không đánh ngươi. Trần Thuần cắn môi một cái nói, hắn. Hắn nắm chặt tóc trên đầu ta. Hứa Thuần Lương nói, tốt, ca giúp ngươi xuất khí. Bắt lấy Đường Thiếu tóc vàng hung hăng một nắm chặt, một chòm tóc bị hắn ngạnh sinh sinh kéo xuống. Đường Thiếu lần này ngược lại không có cảm thấy quá đau, chủ yếu là đau đớn đều tập trung ở trên đùi. Hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, bởi vì gia đình bối cảnh nguyên nhân ngang ngược càn rỡ đã quen. Cái nào bị thua thiệt lớn như vậy, kêu rên nói, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thuần Lương nói, không cần chờ. Người muốn báo thù liền hiện tại. Cổ tay lại nhéo một cái. Đường Thiếu cảm giác cổ tay cũng nhanh đoạn mất, đau đến đầu đầy mồ hôi, ta. Ta, sai. Nói cái gì, ta không nghe thấy. Ta sai rồi, a. Hứa Thuần Lương dán bên tai của hắn nhỏ giọng nói, ta càng nghĩ, về sau nghĩ ngăn chặn ngươi trả thù biện pháp chính là đem ngươi giết chết. Đừng, ta sai rồi, ta thật sai. Ta không dám. Từ trước đến nay coi trời bằng vung, Đường Thiếu bị dọa đến khóc lên. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, lại là Đỗ Vân Cường khi tiến vào phòng trước đó trước báo cảnh sát, Tạ Xuân Lôi thầm kêu phiền phức. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Đường Thiếu mặt nói, cẩn thận nói chuyện, không phải ta thật giết chết ngươi. Hắn buông tay ra, lại đột nhiên lại ấn xuống Đường Thiếu tay hướng xuống đè ép, băng chùy lại thâm nhập thịt đùi bên trong. A! À, trong phòng chung tràn đầy Đường Thiếu thảm không ra tiếng người kêu rên. 120 cũng tới, Đường Thiếu bị đưa đi bệnh viện khẩn cấp xử lý vết thương. Những người khác bị mang đến khu quản hạt đồn công an, Hứa Thuần Lương cho Lục Kỳ gọi điện thoại, Lục Kỳ trước tiên đuổi tới, không có cách, bằng hữu cần thời điểm liền phải tới giải quyết tốt hậu quả. Đồn công an đã chép xong khẩu cung, chuyện nguyên nhân gây ra là Trần Thuần đi toilet trên đường gặp Đường Thiên Nhất, Đường Thiên Nhất nhìn thấy Trần Thuần dáng rất không tệ, liền đi qua bắt chuyện, kết quả bị điêu ngoa Trần Thuần mắng một trận. Đường Thiên Nhất tại trước mặt bằng hữu mất mặt mũi, thế là lôi lôi kéo kéo đem Trần Thuần cho lấy được bọc của hắn phòng, ngoại trừ rót rượu bên ngoài cũng không có cái gì quá phận cử động, nhưng là đây là Trần Thuần đơn phương thuyết pháp. Đường Thiên Nhất người bên kia một mực chắc chắn là Trần Thuần chủ động đi theo đi qua. Về sau chính là Hứa Thuần Lương dẫn người đi tìm, ngược lại là Hứa Thuần Lương xuất thủ quá độc ác, đả thương 5 cái, Đường Thiên Nhất đùi còn bị hắn đâm cái lỗ máu. Cái này Đường Thiên Nhất bối cảnh tương đối cường đại, là Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc nhi tử bảo bối, lần này là đến Đông Châu đàm đầu tư, ai có thể nghĩ vừa tới đến liền gặp phải chuyện này, hiện tại luật sư của hắn đã tới, chuẩn bị muốn khởi tố Hứa Thuần Lương, Đường Thiên Nhất nói Hứa Thuần Lương uy hiếp muốn giết chết hắn. Lục Kỳ cho là hắn phần này khẩu cung đối Hứa Thuần Lương bất lợi, mặc dù đem nhân viên tương quan đều điều tra một lần, nhưng là bản thân Đường Thiên Nhất người bên kia liền chiếm đa số. Lục Kỳ cũng nhìn một chút quán ba lão bản căn cứ chính xác từ, rõ ràng cũng là hướng về Đường Thiên Nhất nói chuyện. Đường Thiên Nhất đùi bị đâm không giả, nhưng là bệnh viện bên kia thương thế báo cáo cho thấy, chân bên trên vết đao sâu 5 cm, không có làm bị thương thần kinh không tạo thành vết thương nhẹ. Căn cứ pháp luật quy định, tứ chi làn da cùng mô liên kết một cái miệng vết thương chiều dài đạt 10 cm hoặc là miệng vết thương tính gộp lại tổng trưởng độ đạt 15 cm, thương tới cảm giác thần kinh, mạch máu, gân bắp thịt ảnh hưởng công năng, mới có thể nhẹ tổn thương.
Đường Thiên Nhất một mực chắc chắn là Hứa Thuần Lương đâm đả thương hắn, Hứa Thuần Lương nói là Đường Thiên Nhất lấy trước băng chủy ý đồ công kích hắn, tại bác đấu quá trình bên trong Đường Thiên Nhất không dừng tay đem chính hắn cho thọc, là Đường Thiên Nhất mình xuẩn, không tin có thể kiểm tra băng chủy bên trên vân tay, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Cân nhắc đến Hứa Thuần Lương là nhân viên chính phủ, chuyện này nếu như xử lý bất đương rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác của hắn, Lục Kỳ nhắc nhở đồn công an phải tất yếu lo liệu công bằng công chính nguyên tắc xử lý. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chứng cứ, hỏi qua Seven Star quản lý Tạ Xuân Lôi, hắn không cách nào cung cấp trong phòng trung thu hình lại, nói là ở vào bảo hộ khách nhân tư ẩn cần, cũng không tại bên trong phòng lắp đặt giám sát. Hắn thậm chí liền chân thuần cùng Đường Nhất Thiên phát sinh xung đột giám sát cũng không muốn cung cấp, cái này liền có chút có chủ tâm cố ý, cảnh sát cho rằng Tạ Xuân Lôi là cố ý ẩn tàng đối Hứa Thuần Lương một phương có lợi chứng cứ. Hứa Thuần Lương là cái cuối cùng được thả ra, đồn công an để hắn gần đây không được rời đi Đông Châu, thời khắc bảo trì liên lạc thông suốt, chuyện này không có kết án, tùy thời sẽ còn tìm hắn tìm hiểu tình huống. Hứa Thuần Lương vừa ra đồn công an, chân thuần liền vào tới, biểu ca, ngươi không sao chứ? Trải qua chuyện đêm nay, Hứa Thuần Lương vị này biểu ca tại nàng hình tượng trong lòng lên như diều gặp gió, nàng hiện tại cũng có chút sùng bái. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện gì, các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mau về nhà a. Lương Lập Nam nói cho hắn biết đã hướng trong nhà báo qua bình an, nói bọn hắn cùng đi ăn đồ nướng, chờ một lúc liền trực tiếp về khách sạn, chuyện đêm nay suy cho cùng vẫn là hắn đưa tới. Nếu như không phải hắn liên hệ Đỗ Vân Cường đi quán ba chơi, cũng sẽ không náo ra như thế đại phiền toái. Lương Lập Nam cũng rất sợ hãi, lo lắng bị phụ mẫu trách cứ, để bọn muội muội tuyệt đối đừng cùng người nhà nhắc lên. Hứa Thuần Lương cũng là ý tứ này, tránh khỏi người trong nhà lo lắng hãi hùng, dù sao cũng không có chuyện gì, tranh thủ thời gian về khách sạn nghỉ ngơi đi. Khuyên đi mấy vị thân thích, Triệu Hiểu Tuệ đi tới, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay ra không được đâu. Hứa Thuần Lương nói, tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính phủ, người tốt chắc chắn sẽ không bị oan uổng. Lục Kỳ nói, người tính cái gì người tốt, ta nói người rất lớn một người, làm việc còn xúc động như vậy, gặp được phiền phức không biết đánh trước 110. Thực sự không được ngươi gọi điện thoại cho ta. Hứa Thuần Lương nói, ta đánh trước 120. Lục Kỳ thở dài, hắn ngược lại là có dự kiến trước, 120 đã đem Đường Thiên Nhất cho đưa bệnh viện. Chỉ là như vậy đến một lần lúc đầu chiếm lý sự tình làm bị động. Triệu Hiểu Tuệ là Hứa Thuần Lương minh bất bình nói, rõ ràng là Đường Thiên Nhất đám người kia khiêu khích trước đây, là bọn hắn đem chân thuần cho bắt cóc đến trong phòng, có tính không phi pháp giam cầm. Lục Kỳ nói, thiếu khuyết chứng cứ, chân thuần nói là bị bọn hắn mạnh ép tới, bọn hắn bên kia nói chân thuần là chủ động đi qua, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Hiện trường hẳn là có giám sát a. Lục Kỳ lắc đầu. Quán ba phương diện không có cung cấp. Hôm nay quán ba bên kia cố ý che giấu không ít chứng cứ, cho nên khiến cho đơn giản bản án rắc rối phức tạp. Hiện tại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Từ trước mắt ghi chép đến khẩu cung đến xem, Hứa Thuần Lương có chút bị động. Triệu Hiểu Tuệ đem mình tại mướn phòng quay chụp đến bộ phận hình ảnh cho Lục Kỳ nhìn, vừa rồi sở dĩ không có nói cung cấp cảnh sát, là bởi vì chính nàng đều cảm thấy đoạn video này rất có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Đập đến đều là Hứa Thuần Lương đánh người, đây không phải là cho đối phương cung cấp chứng cớ. Lục Kỳ sau khi xem xong đưa di động còn đưa Triệu Hiểu Tuệ, đoạn video này may mắn không có cung cấp ra ngoài, không phải Hứa Thuần Lương phiền toái hơn, mặc dù sự tình là Đường Thiên Nhất phương diện chọn lên, nhưng Hứa Thuần Lương xuất thủ cũng quá độc ác. Hứa Thuần Lương để Triệu Hiểu Tuệ về trước đi, sự tình hôm nay vẫn là rất cảm tạ nàng. Lục Kỳ chỉ xe của mình. Hắn tiện đường đem Hứa Thuần Lương đưa về nhà. Trên đường nói cho Hứa Thuần Lương, Đường Thiên Nhất rất có chút bối cảnh, chuyện này mấu chốt là có thể chứng thực Đường Thiên Nhất trước đùa giỡn chân thuần, hắn định tìm quán ba lão bản Tạ Xuân Lôi nói chuyện, nhìn xem Tạ Xuân Lôi có nguyện ý hay không cung cấp tương quan chứng cứ. Hứa Thuần Lương cũng không có gì áp lực, hắn để Lục Kỳ cứ yên tâm, chuyện này chính hắn liền có thể bãi bình. Lục Kỳ trong lòng tự nhủ chính ngươi có thể bãi bình còn gọi điện thoại cho ta. Tiểu tử này chính là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Hứa Thuần Lương tại hồi xuân đường xuống xe, vỗ vỗ trần xe nói, Lục ca, cảm ơn a. Lục Kỳ khoát tay áo, giữa bằng hữu không cần thiết nói cái này, hắn nhắc nhở Hứa Thuần Lương phải thận trọng đối đãi chuyện này, hai ngày này tốt nhất thành thành thật thật không muốn ra khỏi cửa, nếu như đối phương có động tĩnh gì không, lập tức hướng hắn thông báo,
trực tiếp báo cảnh cũng được, xã hội pháp chỉ làm một chuyện gì muốn giỏi về lợi dụng pháp luật vũ khí. Người không hiểu quy tắc liền bị quy tắc vây khốn. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Lục Kỳ lái xe đi xa, đang chuẩn bị sau khi vào cửa, Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ đều đã là 11 giờ đêm, Mai Trấn Trưởng, đã trễ thế như vậy tìm ta có cái gì chỉ giáo? Mai Như Tuyết nói, người có phải hay không gây chuyện rồi? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, rất kỳ quái Mai Như Tuyết làm sao nghe nói chuyện này. Nghĩ lại không thể nào, có lẽ là sự tình khác, cười nói, người đem ta nói hồ đồ rồi, người chỉ đến chuyện nào? Mai Như Tuyết nói, quán ba chuyện đánh nhau à? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mai Trấn Trưởng thật đúng là thần thông quảng đại, làm sao ngươi biết? Mai Như Tuyết nói cho hắn biết mình mấy ngày nay cũng ở tại Vạn Hào, vừa rồi xuống lầu mua đồ thời điểm vừa vặn gặp hắn đám kia họ hàng, là Trân Thuần nói cho nàng quán ba phát sinh sự tình. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Trân Thuần cô nàng này miệng cũng khá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt, cũng ra bên ngoài nói, đoán chừng bí mật này quá sức có thể giữ vững. Ngươi không cần lo lắng, đều xử lý xong, là lỗi lầm của bọn hắn, ta không sao. Mai Như Tuyết nói, đi qua không có cảm thấy ngươi làm việc xúc động như vậy à. Hứa Thuần Lương nói, đó là bởi vì không có gặp gỡ đáng giá ta chuyện manh động, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta khẳng định càng xúc động. Mai Như Tuyết trầm mặc xuống, một lát sau nhỏ giọng nói, ta biết. Hứa Thuần Lương thậm chí có thể cảm giác được đến từ nàng đáy lòng ấm áp. Có bị thương hay không? Hứa Thuần Lương nói, không có. Hắn tại cửa ra vào trên ghế ngồi xuống, nhìn qua không trung trăng tròn nói, trên thế giới này có thể để cho ta người bị thương không nhiều, người hẳn là tính một khói. Hứa Thuần Lương, ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện, lại nói hưu nói vượn ta treo. Đúng vậy, vậy ngươi đoán ta bây giờ đang làm gì? Mai Như Tuyết nói, còn cần đoán. Một người nhìn mặt trăng ngẩn người a. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, ngươi càng ngày càng hiểu ta. Ta nhưng không hiểu rõ ngươi. Mai Như Tuyết ngáp một cái, ngủ. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, nhìn qua không trung trăng sáng, trong lòng thầm nghĩ, Mai Như Tuyết giờ phút này chắc hẳn cũng đang nhìn cái này vầng trăng sáng, nàng khẳng định là quan tâm mình. Hỏng, thần công chưa thành, trước gặp tình ma, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Sáng sớm 5 điểm, Hứa Thuần Lương liền bị Cao Tân Hoa điện thoại đánh thức, bình thường tới nói dạng này điện thoại đều là có việc gấp. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại về sau, Cao Tân Hoa đổ ập xuống liền giáo huấn, tiểu tử ngươi có phải hay không ở bên ngoài gây tai họa rồi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, ai miệng nhanh như vậy truyền đến Cao Tân Hoa nơi đó đi. Cao Tân Hoa nói cho Hứa Thuần Lương, hôm qua bị hắn đánh cái kia Đường Thiên Nhất là Hoa Niên tập đoàn lão bản nhi tử bảo bối. Hoa Niên tập đoàn cũng chính là cùng Trường Hưng ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị tập đoàn. Lần này Đường Thiên Nhất là hộ tống thúc thúc hắn cùng đi Đông Châu khảo sát, kết quả vừa tới liền bị đả thương. Triệu Phi Dương nghe nói sau chuyện này, để Cao Tân Hoa đi qua hỏi một chút, còn để hắn nhất định phải đốc thúc cảnh sát phá án là Đường Thiên Nhất đòi lại công đạo. Cao Tân Hoa tìm bằng hữu khẩn cấp hiểu rõ một chút tình tiết vụ án, mới làm rõ đánh Đường Thiên Nhất lại là Hứa Thuần Lương. Cao Tân Hoa xem như kiến thức đến cái gì gọi là lũ lụt chìm miếu Long Vương, hắn cũng không dám cùng Triệu Phi Dương báo cáo. Trước gọi điện thoại hỏi Hứa Thuần Lương đến cùng tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói với hắn một lần. Cao Tân Hoa nghe xong cũng có chút lòng căm phẫn lấp ưng, hắn về mặt tình cảm đương nhiên đứng tại Hứa Thuần Lương bên này, nếu đổi lại là hắn cũng phải đánh Đường Thiên Nhất. Nhưng mấu chốt là Đường Thiên Nhất thân phận quá mẫn cảm, đánh xong là sướng rồi nhưng là di chứng rất phiền phức. Nếu như bởi vì việc này quấy nhiễu Trường Hưng hợp tác, Triệu Phi Dương khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đem trách nhiệm quy tội đến Hứa Thuần Lương trên thân cũng có khả năng. Hứa Thuần Lương để Cao Tân Hoa đừng làm khó dễ, chuyện này hắn ai làm nấy chịu. Cao Tân Hoa nhức đầu không thôi nói, đừng nói với ta loại này nói nhảm, cái gì ai làm nấy chịu, người đánh người trước đó nên nghĩ rõ ràng hậu quả, đánh xong đừng gây phiền toái kia mới gọi cao minh. Nghe ngài đây ý là để cho ta trảm thảo trừ căn. Đi, hắn ở bệnh viện nào, ta cái này đi diệt khẩu. Cao Tân Hoa biết hắn tại nói hưu nói vượn, đổi thành bình thường đã sớm cười, hiện tại nhưng cười không nổi, tiểu tử thúi, đến lúc nào rồi ngươi còn nói đùa, ta nhưng nói cho ngươi, Đường Thiên Nhất tìm luật sư dự định cáo ngươi, ta hỏi qua đồn công an bằng hữu, ngươi nghĩ nắm giữ quyền chủ động, liền tranh thủ thời gian tìm chứng cứ, chứng minh là Đường Thiên Nhất gây chuyện trước đây, không phải ngươi phiền phức lớn rồi.
Hứa Thuần Lương biết Cao Tân Hoa là muốn tốt cho mình, hắn cười nói, Cao Thúc ngài yên tâm đi, chậm nhất ngày mai ta liền có thể giải quyết chuyện này. Ngươi giải quyết như thế nào? Hiện tại không thể nói liền mất linh. Cao Tân Hoa thở dài nói, nếu không ta đi tìm Triệu Việt, xem hắn có phải hay không có thể từ đó điều giải một chút. Tìm hắn vô dụng, hắn không có khả năng hướng về ta nói lời nói, 89/10 để ta đi cấp họ Đường cháu trai kia xin lỗi. Ta nói trước đặt xuống ở chỗ này, ta chắc chắn sẽ không cho hắn nói xin lỗi. Cao Tân Hoa lại thở dài, chuyện này chỉ có thể trước hùa theo, hy vọng cảnh sát điều tra sớm một chút có kết quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.